Chương 24, thùng thuốc súng. Diệp Phàm vốn định nói ra cỏ tiên vân này có tên dân dã là Thiên Nhĩ Linh, nhưng nghĩ cần phải giữ bí mật nên lại im lặng. Người của Đập Thiên Thủy tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Nhĩ Linh lại có giá trị cao như vậy, nếu để bọn họ biết mà tự chạy đi bán thì mình còn kiếm tiền được sao? Mà người của khách sạn Thủy Châu có đến huyện Ngư Dương cũng không ngờ rằng Thiên Nhĩ Linh đó chính là Tiên Vân Ti. Cho nên cần phải giữ bí mật đối với việc độc quyền kinh doanh, đây có lẽ chính là bí mật buôn bán. Khi Diệp Phàm đang ở khách sạn Thủy Châu có kè mặc cả có Tiên Vân thì ở huyện Ngư Dương chín đại thường ủy cũng đang có kè mặc cả, đương nhiên cái mà bọn họ thảo luận chính là mũ quan. Phòng họp huyện ủy huyện Ngư Dương mù mịt khói thuốc, tin tức Ngô Tín Dân treo cổ đã lan ra rất xa. Nhân vật số 1 của huyện Ngư Dương, bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương xanh mặt ngồi lặng yên, chút hết tức giận vào mấy điếu thuốc Trung Hoa, không ngừng đốt hết điếu này đến điếu khác. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Giang Á Trạch trông thấy thế lo lắng không thôi. Bởi vì hôm qua Lý Hồng Dương bị chỗ dựa của ông ta là bí thư thành ủy thành phố Mặc Hương Lý Quốc Đống chửi vuốt mặt không kịp. Cái gì là dùng người không rõ ràng, tin đồn nổi lên khắp nơi, thông tin bừa bãi, bị phê bình qua điện thoại tròn nửa tiếng. Lý Hồng Dương thật ra cũng khốn khổ. Ban đầu Ngô Tín Dân ngồi lên vị trí chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền không phải do ông ta cất nhắc, mà là kết quả của trao đổi chính trị. Bởi vì lúc ấy ông ta muốn ủng hộ Tần Chí Minh đang là cục trưởng cục tôn giáo lên vị trí bí thư thị trấn Lâm Tuyền. Trong hội nghị thường ủy, chủ tịch huyện Trương Tào Trung đề xuất Ngô Tín Dân làm chủ tịch thị trấn. Bí thư, chủ tịch thị trấn không thể một mình nắm hết, bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp. Lúc đó vẫn còn Dương Dương tự đắc chí ít chiếm được phần chính, ai biết Ngô Tín Dân không chịu suy nghĩ lại đi treo cổ chứ. Lý Hồng Dương vốn muốn nói Ngô Tín Dân là do chủ tịch huyện trong Tào Trung đề cử, nhưng lại nghĩ nếu để bí thư thành ủy Lý Quốc Đống biết được thì không phải sẽ mắng mình bất tài hay sao. Lại không thể nắm chắc 100% thường ủy huyện trong tay. Hơn nữa Trương Tào Trung cũng không phải là người của Lý Quốc Đống nên lão cũng không thể trực tiếp mở miệng mắng chửi Trương Tào Trung. Cho nên Lý Hồng Dương đành ngoan ngoãn cúi đầu nghe điện thoại, nén tất cả tức giận vào trong bụng. Còn mặt chủ tịch huyện Trương Tào Trung lại càng xám như cho tàn, đen như bao công. Ngô Tín Dân là do lão gắng sức đưa lên, hiện tại tin đồn loang khắp nơi, đầu của lão cũng là trướng lên như đầu heo rồi. Thật ra hôm qua lão cũng chẳng khác gì Lý Hồng Dương, cũng bị chỗ dựa lưng của mình là bí thư đảng ủy khối thành phố Mặc Hương Chu Càn Dương giáo huấn về cuộc sống. Lý tưởng, công việc gần nửa giờ, một bụng đầy thuốc súng giờ vẫn chưa được giải tỏa. Lão đoán chừng một lát nữa thì nơi đây sẽ biến thành chiến trường, vì Lý Hồng Dương nhất định sẽ đem chuyện này ra nói. Trong phòng họp nồng đậm mùi thuốc súng, không khí đang căng ra. Trong mấy vị thường ủy khác chỉ có hai người là bí thư đảng ủy khối Trung Minh Nghĩa và huyện đội trưởng Tạ Cường là ngó đông ngó tây, chuẩn bị xem trò hay. Cạch! Một thanh âm lanh lảnh vang lên. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hồng Dương ngồi chính giữa bởi vì đây là tiếng cảnh báo tức giận mà nhân vật số 1 phát ra. Bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương có thói quen là mỗi lần mở hội nghị thường ủy, nếu lão cao hứng sẽ dùng nắp chén gõ nhẹ vào thành chén phát ra tiếng, keng keng, khi tức giận sẽ đập mạnh nắp xuống phát ra tiếng, cạch cạch, càng tức giận thì tiếng, cạch cạch, phát ra càng bén nhọn. Nghe nói lão đã gõ vỡ mấy cái nắp chén rồi. Các đồng chí, mấy ngày qua tôi rất đau lòng. Đau lòng. Vì muốn hình tượng hóa sự đau lòng của mình, Lý Hồng Dương còn vuốt ngực cứ như trái tim quặn đau vậy. Đau cái rắm, ông mày cũng muốn treo cổ đây. Trương Tào Trung run lên mắng thầm, Ngô Tín Dân, cái đồ chó chết, đồ ăn hại. Thôn Đập Thiên Thủy dù có khó làm cũng không đến mức ép ngươi phải treo cổ. Đồ bất tài thì giúp sao được, chết hay lắm, làm ông mày còn phải lau đít cho mày. Lý Hồng Dương lần lượt liếc nhìn 8 vị thường ủy xung quanh, quát lên. Một chủ tịch thị trấn, đặc biệt còn là chủ tịch của thị trấn lớn thứ hai sau thị trấn Thành Quan, làm sao lại không chịu nổi một chút khảo nghiệm trắc trở, khó khăn. Phải biết rằng, ông ta treo cổ như vậy làm công việc của Ngư Dương chúng ta bị động biết bao. Ngư Dương chúng ta bây giờ nổi tiếng rồi, lên tiêu đề báo tỉnh rồi. Ngày trước huyện chúng ta nghèo khó. Muốn mời những ký giả báo tỉnh sáng như sao kia đến hô hào xem có thể lôi kéo được người đến đầu tư hay không, đáng tiếc những ông vua không ngai ấy đều không để ý đến chúng ta. Bây giờ thì sao chứ, không cần nói mà họ ngày nào cũng gọi đến la hét đòi tới phỏng vấn Ngư Dương chúng ta, thôn Đập Thiên Thủy khó làm, nhưng chúng ta làm gì chứ? Chúng ta là cán bộ của đảng, là đầy tớ của nhân dân, tất cả đều là vì dân phục vụ.
Nếu giống như hắn ta gặp phải một chút khó khăn liền quẳng gánh, treo cổ, vậy còn có ai dám làm đầy tớ của nhân dân nữa chứ? Nói đến đây, Lý Hồng Dương nhấp một ngụm trà liếc nhìn trưởng ban tổ chức Phí Mặc một cái, khiến Phí Mặc nhất thời cảm giác ánh mắt đó lạnh lẽo như dao cắt, vội vàng cúi đầu không dám ngước lên. Vì Phí Mặc mặc dù là trưởng ban tổ chức của huyện Ngư Dương, nhưng cũng là người của chủ tịch huyện Trương Tào Trung. Lúc ấy Phí Mặc đề cử Ngô Tín Dân chính là làm theo chỉ thị của Trương Tào Trung. Mẹ kiếp, Lý Thiên Vương muốn nổi giận rồi, ai? Xui xẻo rồi, lúc đầu không nên làm chim đầu đàn xung phong. Phí Mặc chỉ đành thầm hối hận, lúc này mới thật sự là lĩnh hội được sâu sắc nhất đạo lý, súng bắn chim đầu đàn. Chuyện này không thể cứ để như vậy được, bộ phận tổ chức phải đứng ra chịu trách nhiệm. Lý Hồng Dương vỗ bàn quát lên, mắt trợn tròn nhìn về hướng Phí Mặc. Phải như thế, ông đây quản khối đảng, Phí Mặc khốn khiếp mày quản mặt nhân sự, dựa vào Trương Tào Trung đứng sau lưng không thèm quan tâm đến ta, bây giờ thoải mái mà nghe chửi nhé, ha ha, bí thư đảng ủy khối Trung Minh Nghĩa híp mắt lại, trong lòng đắc ý mắng thầm. Mặt nhân sự của bộ phận tổ chức vốn thuộc về phạm vi của bí thư đảng ủy khối Trung Minh Nghĩa nhưng vì Phí Mặc đi theo chủ tịch huyện Trương Tào Trung nên không thèm để ý đến Trung Minh Nghĩa và Lý Hồng Dương. Các đồng chí, bài học này quá sâu sắc. Ban đầu khi đề nghị Ngô Tín Dân làm chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, tôi cũng bỏ phiếu tán đồng, ta sẽ kiểm điểm sâu sắc trước tổ chức đảng và lãnh đạo cấp trên. Phòng họp nhất thời lắc cả mắt, chủ tịch huyện Trương Tào Trung là người đầu tiên đứng ra kiểm điểm. Ngay cả Lý Hồng Dương cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Bí thư Lý, chủ tịch Trương, tôi cũng xin làm kiểm điểm sâu sắc với tổ trưởng đảng. Trưởng ban tổ chức Phí Mặc lập tức đứng dậy, thái độ thành khẩn. Anh cả Trương Tào Trung đã đứng ra rồi, người có liên quan như gã không đứng ra được sao? Được, trưởng ban Phí thái độ rất tốt. Trương Tào Trung hừ một tiếng đưa mắt nhìn một vòng nói. Nói đi cũng nói lại. Có đủ loại giả thuyết về cái chết của chủ tịch Ngô nhưng người cũng đã chết rồi, tiểu Ngô không có công lao cũng có khổ lao. Thôn Đập Thiên Thủy chắc hẳn chư vị ngồi đây đều biết rất rõ, là một thôn điển hình về dân chúng điêu ngoa, thậm chí đến mức độ không còn pháp luật nữa. Lần trước chọn trưởng thôn còn phải điều động cả cảnh sát vũ trang huyện, ngay cả trưởng đồn công an thị trấn Lâm Tuyền Triệu Thiết Hải cũng bị chém một đao, thiếu chút nữa bị phá tướng. Triệu Thiết Hải làm gì chứ? Là bộ đội đặc chủng chuyển nghề. Kết quả trưởng thôn đến giờ vẫn chưa chọn được, cho thấy thôn này vô cùng phức tạp. Chủ tịch Ngô biết rõ tình hình gay go này, nhưng khắc ghi lời hiệu triệu của đảng, biết rõ núi có hổ mà vẫn đi lên. Đây là một đảng viên tốt, cán bộ tốt, cuối cùng vì chuyện này mà ngay cả mạng cũng mất. Tôi rất đau lòng, đau lòng. Không giống những người khác chỉ biết ngồi ở chính quyền thị trấn uống trà đọc báo, mới nghe nói Đập Thiên Thủy xảy ra chuyện thì không dám thò đầu ra. Là bí thư của thị trấn Lâm Tuyền. Tần Chí Minh không trốn tránh được trách nhiệm. Là bí thư đảng ủy, anh ta càng phải xung phong đi đầu. Theo tôi biết, khi chủ tịch Ngô báo cáo chuyện Đập Thiên Thủy với Tần Chí Minh chỉ là hừ một tiếng. Ít nhất là anh ta không coi trọng. Ai, có lẽ lúc đó anh ta đi thì sẽ không xảy ra thảm kịch này rồi, cho nên, tôi cảm thấy Tần Chí Minh không làm tròn bổn phận, cần phải kiểm điểm sâu sắc. Trương Tào Trung khẳng khái hát khúc bi ca. Chĩa mũi dùi vào bí thư đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền Tần Chí Minh, thân tín của Lý Hồng Dương. Chương 25, tranh giành mũ quan. Được rồi, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, việc cấp bách là chọn ra một chủ tịch thị trấn tốt để tiếp tục dẫn dắt nhân dân thị trấn Lâm Tuyền bước ra khỏi đói nghèo, làm tốt công tác của Đập Thiên Thủy. Lý Hồng Dương trong lòng cả kinh thầm mắng nói. Mẹ kiếp, tên này cũng biết trả đũa đấy, kiếp trước không biết có phải là chư bát giới chuyển thế không? Cho nên dứt khoát di chuyển mục tiêu, vung tay lên đưa ra vấn đề này, trước tiên giành lấy vị trí chủ tịch thị trấn vào tay rồi hãy nói. Nếu ôm hết cả ghế chủ tịch thị trấn, bí thư vào trong tay, vậy thì cái xó xỉnh hẻo lánh đó hoàn toàn trở thành thiên hạ của mình rồi. Trước kia mặc dù nói Tần Chí Minh vẫn có thể nắm giữ đại cục nhưng có một Ngô Tín Dân ở đấy thì lúc nào cũng cảm thấy giống như ruột như lửa đốt, không thoải mái. Lần này họ Ngô đó chết thật sự rất đúng lúc. Tạo cho Lý Hồng Dương cơ hội nắm toàn bộ thị trấn Lâm Tuyền vào tay. Vì vậy nhìn từ kết cấu trước đó, Lý Hồng Dương rất tin tưởng, Trương Tào Trung đề cử sai người nên chắc chắn không còn thái độ cứng rắn được nữa. Mà trên tay mình còn có một phiếu của Phó Chủ tịch Thường vụ Thiếu Tuấn Thần, trưởng ban tuyên truyền Khổng Lệ Châu, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Giang Á Trạch, cộng thêm một phiếu của mình, tổng cộng có 4 phiếu chắc chắn.
Còn bí thư đảng ủy khối Trung Minh Nghĩa thì ngay cả tổ chức nhân sự cũng không đến lượt, chỉ là một tư lệnh không quân đáng thương, nên bình thường bỏ phiếu vẫn có khuynh hướng nghiêng về bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương. Tạ Dương của huyện đội bình thường đều là bỏ phiếu trắng, giữ trung lập. Phía Trương Tào Trung nhiều nhất là 3 phiếu, cho nên về cơ bản, lão cũng không tạo ra được sóng gió gì. Trương Tào Trung đợi hồi lâu mà không ai lên tiếng, đoán chừng đang tính toán được mất, chọn người. Thị trấn Lâm Tuyền là thị trấn lớn thứ hai của huyện chúng ta, tốt nhất là chọn ngay trong những phó chủ tịch của thị trấn Lâm Tuyền là tốt nhất. Chủ yếu vì cán bộ trong thị trấn tương đối thành thạo công việc, ngay từ đầu đã có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công tác, sớm loại bỏ được những ảnh hưởng tiêu cực mà chủ tịch Ngô Gia Đi gây cho thị trấn Lâm Tuyền. Phó chủ tịch thường vụ Tiếu Tuấn Thần nói vẻ nghiêm túc. Đúng, suy nghĩ của lão Tiếu rất đúng. Lão Giang, anh là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, tương đối quen thuộc thị trấn Lâm Tuyền, nói một chút tình hình cán bộ của thị trấn Lâm Tuyền đi. Lý Hồng Dương quay sang nói với Giang Á Trạch. Hừ, diễn cho kẻ tung người hứng như vậy ai mà chẳng làm được. Trương Tào Trung cười lạnh trong lòng, đây rõ ràng là tính toán cả rồi, đoán chừng trước đó cũng đã diễn thử. Thích hợp với điều kiện của thị trấn Lâm Tuyền chính là phó chủ tịch quản lý công nghiệp, ủy viên đảng ủy thị trấn Tống Ninh Giang. Đồng chí này từ trước đến nay biểu hiện rất tốt. Kể từ khi anh ta được phân công quản lý công nghiệp thị trấn Lâm Tuyền đến nay chưa được 2 năm mà chỉ số công nghiệp của thị trấn đã gần gấp đôi, là một nhân tài. Giang Á Trạch đương nhiên cũng nói cho có vẻ. Không sai, năm ngoái đài truyền hình thành phố còn đến thị trấn Lâm Tuyền chụp ảnh về xưởng thép Kim Ngưu. Lúc đó tôi cũng đi cùng, phó chủ tịch thành phố Vương luôn khen Tống Ninh Giang là một phó chủ tịch năng động. Đúng lúc đó, trưởng ban tuyên truyền Khổng Lệ Châu chen ngang một câu. Khen cái rắm, xưởng thép đó vì ô nhiễm nghiêm trọng, trong thành phố sớm có tin đồn phải đóng cửa rồi. Trương Tào Trung chửi thầm, tuy nhiên mặc dù xưởng thép đó ô nhiễm nghiêm trọng nhưng thực sự đã giải quyết được công ăn việc làm cho gần 200 công nhân và cũng tăng thêm không ít hiệu quả và lợi ích tài chính của huyện. Trương Tào Trung là một chủ tịch huyện, đương nhiên cũng không thể bỏ qua tiền, còn về ô nhiễm thì ai mà quản được nhiều như vậy. Chuyện trái đất nóng lên ít ra cũng là chuyện của ngàn năm sau. Không phải việc của mình. Vì ô nhiễm mà đói bụng thì e là một số người của huyện Ngư Dương và thị trấn Lâm Tuyền sẽ gây chuyện, chỉ tính 200 công nhân và người nhà, người thân đã không dưới ngàn người là đủ náo loạn lên rồi. Cho nên mặc dù trong lòng chửi bới nhưng miệng Trương Tào Trung vẫn ngậm tăm. Đúng, Tống Ninh Giang là một đồng chí tốt, một lòng vì công tác. Rất tốt, Lý Hồng Dương mở miệng chốt hạ, đảo mắt nhìn quanh một vòng nói. Lão Tào, Lão Trung. Các anh cũng nói đi. Đúng, thành tích của Tống Ninh Giang quá rõ ràng, tôi không có gì để nói. Nhưng tôi cảm thấy thị trấn Lâm Tuyền hình như có một người thích hợp hơn anh ta, đó là đồng chí Thái Đại Giang quản lý đảng ủy khối. Tôi nghĩ mọi người trong cuộc họp này cũng không xa lạ đồng chí này. Một lòng vì công việc của đảng, chịu thương chịu khó. Mặc dù quản lý công tác đảng nhưng đồng chí không sợ khổ, không sợ mệt, việc gì cũng làm. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí, các mục sự nghiệp của thị trấn Lâm Tuyền đều bước lên bậc thang mới. Nông dân có thừa lương thực, hộ gia đình có thịt ăn. Thu nhập thuần túy từ nông nghiệp tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Trương Tào Trung nói văng cả nước miếng làm cho Tiếu Tuấn Thuần ngồi bên cạnh tức đến mức chỉ muốn nắm một đống khăn giấy nhét vào miệng gã. Trong bộ máy chính quyền, Tiếu Tuấn Thần là phó chủ tịch thường vụ huyện lẽ ra phải gánh trọng trách nhưng Tiếu Tuấn Thần phần lớn thời gian đều bỏ phiếu cho Lý Hồng Dương nên Trương Tào Trung đương nhiên là xem gã là người của Lý Hồng Dương. Vì vậy phó chủ tịch thường vụ huyện Tiếu Tuấn Thần không được trọng dụng, thậm chí không bằng cả một phó chủ tịch không vào thường ủy. Tất cả những bộ phận tốt đều bị Trương Tào Trung giao cho cấp dưới của mình, chỉ để lại mấy đơn vị nghèo như cục dân vận, cục thủy sản, cục chăn nuôi, cho gã quản lý. Chủ tịch Trương nói cũng không đúng hoàn toàn. Mấy tháng trước có người tố cáo Thái Đại Giang tham ô, nhận hối lộ, bày ra một mớ chứng cứ. Cuối cùng Ủy ban Kỷ luật huyện kiểm chứng mới biết đồng chí Thái Đại Giang là một người vô cùng giản dị, chỉ có mấy trăm đồng tiền lương còn bỏ ra một nửa giúp đỡ mấy cháu nhỏ nhà nghèo đi học. Đây là chuyện vô cùng không đơn giản, ngay như tôi cũng khó làm được. Bí thư Ủy ban Kỷ luật Chu Trường Hà lập tức thêu hoa trên gấm. Diễn. Trò tung hứng này quá quen rồi. Lý Hồng Dương cười lạnh nhủ thầm nếu không phải ủy ban kỷ luật các ngươi che giấu, Thái Đại Giang chắc đã sớm vào cục cảnh sát rồi. Chết tiệt, lẽ ra ban đầu không nên nương tay. Được rồi,
nếu đã có hai người được đề cử thì các thường ủy theo nguyên tắc tổ chức giơ tay biểu quyết đi. Các đồng chí, chúng ta chỉ khẽ giơ tay nhưng lại liên quan tới tương lai của thị trấn Lâm Tuyền, liên quan hệ cuộc sống của gần 6 vạn người dân thị trấn Lâm Tuyền, phải thận trọng, phải rất thận trọng. Lý Hồng Dương nói tràn đầy tự tin. Giơ tay đồng ý Tống Ninh Giang làm chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Nói xong, lão giành giơ tay đầu tiên, tiếp theo không hề bất ngờ là ba người Thiếu Tuấn Thần, Lỗ Lệ Châu, Giang Á Trạch cũng lập tức giơ tay theo. Kỳ quái là bí thư đảng ủy khối Trung Minh Nghĩa lần này lại không giơ tay, bản mặt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Hồng Dương nhìn mấy lần nhưng lão cứ nhìn thẳng vào Trương Tào Trung ở đối diện giống như Trương Tào Trung là một người đẹp đáng ngắm vậy. Huyện đội trưởng Tạ Cường từ trước đến giờ luôn bỏ phiếu trắng nên Lý Hồng Dương không hề nhìn về phía lão, biết rằng có nhìn cũng không tác dụng gì. Không quá bán, xem ra Tống Ninh Giang còn phải cố gắng. Bí thư Lý, anh xem có nên giơ tay biểu quyết cho Thái Đại Giang không? Trương Tào Trung cười thầm hỏi. Được, giơ tay đồng ý cho Thái Đại Giang. Lý Hồng Dương uể oải nói, nhưng trong lòng vẫn tin tưởng dựa vào ba phiếu của phe Trương Tào Trung cũng không thể đạt được một nửa cho nên cũng không hoang mang. Còn có vẻ hơi châm chọc nhìn chằm chằm vào Trương Tào Trung, ý nói là người của ông đây không qua chẳng lẽ người của mày có thể qua được sao? Đợi lát nữa câu kết với lão Trung không phải sẽ giải quyết được sao? Tôi ủng hộ đồng chí Thái Đại Giang. Trương Tào Trung giành giơ tay lên trước tiên, không nghi ngờ gì là Chu Trường Hà, Phí Mặc cũng giơ tay. Khiến Lý Hồng Dương mở rộng tầm mắt chính là Trung Minh Nghĩa do dự một chút cũng chậm rãi giơ tay lên. Trong lòng Lý Hồng Dương bắt đầu sôi trào, hưng hăng mắng thầm. Chuyện gì thế, lão Trung khốn khiếp không phải muốn đưa tang người thân chứ? Đương nhiên là đám người Thiếu Tuấn Thần thuộc phe Lý Hồng Dương cũng trợn tròn mắt không thể tin nổi. Chương 26, Nhân tài. Nhưng cho dù cộng thêm một phiếu của Trung Minh Nghĩa cũng mới được 4 phiếu, đồng dạng cũng không quá bán. Đúng lúc Lý Hồng Dương đang muốn nói, cũng không quá bán, vô hiệu, thì chuyện khiến y sặc máu phát sinh, huyện đội trưởng Tạ Cường vốn từ trước đến giờ đều bỏ phiếu trắng bây giờ lại cứ thế chậm rãi giơ tay lên. Bàn tay chậm rãi giơ lên đó giống như một mũi dao đâm vào trái tim của Lý Hồng Dương, tuy nhiên nó cũng rất nặng nề, còn Tạ Cường thì cười gượng, trong lòng nói thầm. Ai, lão Lý, thật xin lỗi, chỉ tại Thái Đại Giang là bạn học cũ của tôi. Hơn nữa khi còn nhỏ có bạn học khác ức hiếp tôi ốm yếu đều là hắn đứng ra gánh trách nhiệm. Không còn cách nào khác, lần trước họp lớp mới nhớ ra, cũng không thể để bạn học mắng tôi là đồ bỏ đi. Cho nên lần này, trong lòng của Tạ Cường suy nghĩ phức tạp, hắn vốn chỉ đứng muốn trung dung, lần này e là sẽ đắc tội lớn với Lý Hồng Dương, gặp phải phiền phức lớn rồi. Tuy nhiên nghĩ lại thì huyện đội của mình thuộc về lực lượng vũ trang của quốc gia, nơi bình thường không thể nhúng tay vào. Lý Hồng Dương nhiều nhất chỉ làm chút ngáng chân, không ảnh hưởng đến toàn cục. Nghĩ thông suốt rồi nên trong lòng y cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng để coi như không thì dĩ nhiên không thể. Lý Hồng Dương không quản được mình nhưng chẳng phải mình còn có rất nhiều bà con sao, Tạ Cường giờ chỉ canh cánh chuyện đó. Sống trong giang hồ, mọi chuyện không phải do mình quyết định, lúc này Tạ Cường mới hiểu sâu sắc điều đó. Tuy nhiên sau khi Thái Đại Giang thăng chức, vị trí phó bí thư đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền được Tống Ninh Giang tiếp nhận, Trương Tào Trung cũng không dám làm gì quá đáng, dù sao Lý Hồng Dương cũng là bí thư, nếu chọc hắn quá mức để cá chết lưới rách thì mọi người đều không có được lợi ích gì. Chỉ có Lý Hồng Dương là hơi buồn bực, mặc dù nói bên mình đoạt lại được vị trí phó bí thư đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền, nhưng vị trí phó chủ tịch thị trấn phụ trách công nghiệp cộng với ủy viên tuyên truyền mà Tống Ninh Giang để lại bị phó chủ tịch thị trấn Diệp Mậu Tài của thị trấn Giác Lâm lấy mất. Đương nhiên đây cũng là do đám người Trương Tào Trung và Trung Minh Nghĩa ủng hộ, nhưng huyện đội trưởng lão Tạ lại bỏ phiếu trắng. Vốn Lý Hồng Dương còn muốn đem vị trí này cho bên mình vướng Trương Tào Trung đứng ở đó, bất đắc dĩ phải đổi lại vị trí phó bí thư đảng ủy, nếu không chuyện Tống Ninh Giang lên chức phó bí thư đảng ủy đoán chừng cũng thất bại, hoặc là chẳng bên nào giành được gì cả. Kết thúc hội nghị thường vụ lần này, Trương Tào Trung coi như thắng lợi toàn diện, y đương nhiên là vui vẻ ra khỏi phòng họp. Về phần Lý Hồng Dương trên mặt cũng không nhìn ra biểu hiện gì, nhưng sự mất mát trong lòng kẻ ngốc cũng đoán ra được. Vừa về tới phòng làm việc thì nghe ầm một tiếng, Lý Hồng Dương đã đập vỡ cái chén uống nước. Đồ chó hoang khốn khiếp, lại âm hiểm như vậy, mình quá sơ suất rồi. Xem ra sau này Tần Chí Minh ở thị trấn Lâm Tuyền sẽ có phiền phức, phải điện thoại cho hắn một cái đã. Văng tục mấy câu,
Lý Hồng Dương đặt mông ngồi trên chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực, phiền não gọi điện thoại. Chí Minh à, hội nghị thường vụ bị lão Tào chơi khăm rồi. Lão Trung, lão Tả cũng bị bọn họ lợi dụng, đoán chừng cũng là tạm thời tổ chức thành đoàn thể lợi ích, cũng không cần hoang mang quá. Chỉ là hiện tại Thái Đại Giang làm chủ tịch thị trấn, còn Diệp Mậu Tài vốn là phó chủ tịch thị trấn Giác Lâm lại được bọn họ ủng hộ thành ủy viên đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền các cậu, đoán chừng cũng sẽ nghiêng về hướng Thái Đại Giang. Nhưng may mà đẩy được Ninh Giang lên vị trí bí thư đảng ủy, cậu cần phải cẩn thận một chút. Tần Chí Minh là người trung thành với Lý Hồng Dương nên hắn cũng không giấu giếm, để Tần Chí Minh có thời gian chuẩn bị, là tâm phúc của mình thì dù sao vẫn phải tín nhiệm. Vâng, bí thư Lý, trong lòng tôi đã có tính toán rồi, tuyệt đối không để anh thất vọng, thị trấn Lâm Tuyền vẫn là thiên hạ của chúng ta. Tần Chí Minh biểu hiện trung thành lẫn quyết tâm. À, còn có một chuyện nữa, thôn đập Thiên Thủy, cậu rốt cuộc là xử lý như thế nào? Ở đó hiện tại rất nhạy cảm. Làm không tốt sẽ xảy ra chuyện. Lúc nào cậu cũng phải hết sức chú ý, không thể lại để xảy ra sơ sót gì. Lần này ồn ào lên tận báo tỉnh, ảnh hưởng cực xấu. Lý Hồng Dương hơi có chút tức giận. Bí thư Lý, tôi đã sắp xếp tổ công tác tới đập nước Thiên Thủy làm một số công tác chủ bị tiền trạm để bầu ra trưởng thôn rồi. Tần Chí Minh cũng không quá lo lắng về việc này. Tốt, biện pháp này rất tốt. Đối với tổ công tác cần phải ủng hộ. Cần tiền có tiền, cần người cho người, cần quan cho quan. Mục tiêu duy nhất chính là làm tốt công tác của thôn. Lý Hồng Dương thả lỏng một chút tâm tư, trầm tư một lát lại hỏi. Chí Minh, tổ trưởng tổ công tác cần phải chọn lựa cẩn thận. Tổ trưởng tổ công tác, tôi đã kêu một thằng nhóc tên là Diệp Phàm mới tốt nghiệp đảm nhận, đây cũng là quyết định của đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền. Tần Chí Minh trong lòng trầm xuống đoán chừng sắp bị ăn chửi rồi. Quả nhiên, hồ đồ, thôn đập Thiên Thủy là thôn gì, lẽ nào cậu không rõ hay sao? Đừng bảo là một đứa con nít vừa mới tốt nghiệp, cho dù cử một chủ tịch thị trấn chủ chính một phương đầy kinh nghiệm đi giải quyết cũng khó khăn, Ngô Tín Dân không phải là một ví dụ rất tốt sao? Tôi không muốn nhìn thấy lại có thêm một người bệnh thần kinh xuất hiện. Lập tức đổi một người đắc lực tới đi, nói là nếu làm tốt công việc thì huyện ủy sẽ tăng một cấp, hơn nữa là chức vụ thực sự. Lý Hồng Dương tức giận. Khẩu khí vô cùng nghiêm nghị. Bí thư Lý, ngài nghe tôi nói trước đã, là như vậy. Thằng nhóc đó tên là Diệp Phàm, tốt nghiệp Đại học Hải Giang, còn là nhân mà tài huyện ủy lần này mời từ thành phố Mạc Hương tới. Lúc ban đầu tôi cũng rất lo lắng, anh cũng biết đấy, thôn đập Thiên Thủy là nơi không có ai đến, ai ngờ tiểu tử này cũng rất khá, vừa đến ngay tối hôm đó liền mở một cuộc họp, lại có thể lợi lòng hiếu thắng của ba đại gia tộc Ngô, Lý. Diệp trong thôn để làm một chuyện đại sự trong thôn, ha ha, không đơn giản, thật sự là không ngờ tới. Tần Chí Minh đoán chừng sớm đã có được tin tức cặn kẽ từ chỗ Lý Xuân Thủy, ban đầu bị Thái Đại Giang đùa giỡn mình, cháu gái bà con xa Lý Xuân Thủy bị điều tới tổ công tác đập nước Thiên Thủy, trong lòng còn có chút cảm thấy mất mặt. Nhưng sau chuyện này cảm thấy sắp xếp tai mắt trong tổ công tác cũng là rất tốt, dễ dàng cho bản thân bất cứ lúc nào cũng nắm bắt được tình hình hoạt động của tổ công tác. À, làm chuyện đại sự, ở đó có thể làm được chuyện đại sự gì chứ? Hơn nữa mới có một ngày. Lý Hồng Dương nghi ngờ, nhưng hắn cảm thấy Tần Chí Minh có lẽ sẽ không dám lừa gạt mình. Là như vậy, bí thư Lý, Diệp Phàm đó vừa đến thôn đập Thiên Thủy, buổi tối đã mở cuộc họp rồi. Tần Chí Minh đem chuyện Diệp Phàm sửa chữa trường học kể hết, cả chuyện đánh Lý Đức Quý của thị trấn Lâm Tuyền. Được, thằng danh này đầu óc linh hoạt, có quyết đoán, tiểu Tần. Cậu phải quan sát cẩn thận, xem có thể có tiền đồ bồi dưỡng không. Lý Hồng Dương chút bỏ một nửa tâm tư nhưng nói lại, tuy nhiên nếu không được phải lập tức đổi người. Nói xong, trong lòng hắn vẫn hơi lo lắng. Sáng ngày thứ hai, khi Diệp Phàm đang cùng với người bạn học du ngoạn, Chủ tịch huyện Trương Tào Trung, trưởng phòng tổ chức Phí Mặc và Bí thư khối đảng Trung Minh Nghĩa đều đến thị trấn Lâm Tuyền, đương nhiên là vì tuyên bố nhân sự làm chỗ dựa cho Thái Đại Giang. Diệp Phàm bởi vì trước đó đã xin nghỉ cho nên không biết chuyện này, sau khi tan họp Trương Tào Trung và Thái Đại Giang đang nói chuyện rất sôi nổi. Đại Giang, mục tiêu tiếp theo của cậu chính là nắm vững thị trấn Lâm Tuyền trong tay chúng ta. Hơn nữa cái chết của Tiểu Ngô cũng cần phải điều tra chặt chẽ, chỉ ít chúng ta sẽ không nằm ở thế bị động. Nghe nói Lý Thiên Vương Lý Hồng Dương cũng đang âm thầm điều tra, đoán chừng là muốn từ trong đó tìm ra gì đó hãm hại chúng ta.
phải biết mình biết ta mới có thể làm được trăm trận trăm thắng. Vâng, Chủ tịch huyện, tôi sẽ cố gắng. Còn về chuyện điều tra Lão Ngô, tôi đã có bố trí rồi. Thái Đại Giang vô cùng tự tin, vừa rồi mới được thăng quan, tâm lý cũng là hưng phấn không thôi. À, nói nghe một chút. Trương Tào Trung cảm giác có chút bất ngờ, Thái Đại Giang này thật ra là người có tầm nhìn xa. Chương 27, ai cũng mang ý định xấu. Thái Đại Giang nói một lượt về chuyện Diệp Phàm, hơn nữa còn khen ngợi. Thằng danh này không đơn giản, nhiều mưu mô, vừa đến đã dẹp yên được một chuyện, hơn nữa còn thực sự làm được một chuyện. Đúng, đúng là không tệ, đập nước thiên thủy không thể lại xảy ra chuyện. Chuyện của Lão Ngô chính là bài học lớn. Vì Lão Ngô chúng ta đã bị Lý Thiên Vương sỉ nhục rồi, hơn nữa chuyện đó ảnh hưởng cực xấu. Cho nên nếu không được phải lập tức thay người, tiểu tử đó dù sao cũng quá trẻ. Nhưng nếu làm tốt chúng ta cũng cần phải tận lực đề bạt, không thể để người ta thất vọng được, hơn nữa phải chú ý đừng để Tần Chí Minh đoạt trước. Nếu có thể giải quyết vấn đề nan giải bấy lâu của đập thiên thủy thì tuyệt đối là thiên tài, nhân tài hiếm có. Trương Tào Trung nói, anh họ, cảm ơn anh. Trong một văn phòng khác, Phó Chủ tịch Thị trấn Diệp Mậu Tài vừa mới được lên chức đảng ủy viên quản lý công nghiệp của thị trấn Lâm Tuyền đang nói chuyện với Trung Minh Nghĩa. Mậu Tài, tôi vì chuyện của cậu đã đắc tội lớn với Lý Thiên Vương. Cậu cũng biết, bình thường mà nói tôi không muốn hòa vào với đám Trương Tào Trung. Nhưng cũng thấy tình huống hiện giờ rồi đấy, cậu cũng không cần quá nghe lời Thái Đại Giang, thỉnh thoảng cũng cần đưa ra một số điều kiện, sắp xếp một số người của mình. Hiện tại tôi cuối cùng cũng hiểu rõ rồi, trong tay không có người của mình thì chỉ là một tư lệnh không quân, làm được cái rắm gì. Anh họ của tôi chính là một ví dụ, cậu cố gắng lôi kéo một số người, xây dựng một cái vòng nhỏ của mình. Nhà chúng ta không thể lại bị người ta khinh thường được, tôi sẽ ủng hộ cậu, nhưng quan hệ của chúng ta tạm thời vẫn nên giữ bí mật thì tốt hơn. Trung Minh Nghĩa đau lòng nói. Biết rồi anh họ, tôi sẽ chú ý phương diện này. Diệp Mậu Tài thấp giọng nói. Buổi tối ngày hôm sau Diệp Phàm mới quay lại thị trấn Lâm Tuyền, đương nhiên là hắn không biết gì về tất cả những chuyện phát sinh trong hội nghị thường ủy trên huyện, cũng không phải ở mức độ như hắn có thể biết được. Chỉ có chuyện Thái Đại Giang tiếp nhận cái ghế của Chủ tịch Ngô đã treo cổ thì trên đường về hắn có nghe thấy, nhưng mà tối hôm đó đã nghe lén được là Thái Đại Giang sẽ lên vị trí này, cho nên Diệp Phàm cũng không có chỗ nào cảm thấy kỳ quái, vừa trở về cái ổ chuột của mình thì máy nhắn tin vang lên. Tiểu Diệp, 6.000 tệ do chúng ta cấp hôm qua đã đến thị trấn Lâm Tuyền rồi, cậu nhanh chóng về lĩnh đi, nếu không phiền toái đấy. Giọng Triệu Bính Kiến vô cùng thân thiết. Cảm ơn Cục trưởng Triệu đã quan tâm đến trường tiểu học thôn Đập Thiên Thủy. Cục trưởng Triệu, hình như vốn là 5.000 tệ, tại sao thoáng cái lại biến thành 6.000 rồi? Diệp Phàm có chút nghi ngờ, càng vô cùng cảm kích hơn, trong lòng hỏi thầm tại sao Triệu thần tài lại tốt với mình như vậy? Bản thân mình và ông ta không có lấy một chút giao tình, ngay cả một quả táo cũng không đem biếu. Lẽ nào thiên hạ thật sự có cán bộ vì dân làm việc tốt như vậy sao? À, Tiểu Diệp, sau này gọi anh Triệu là được rồi, đừng gọi cục trưởng nghe xa lạ lắm. Là như vậy, nghe nói chỗ đập nước thiên thủy thỉnh thoảng bắt được một loại động vật tên là chuột sói lông xanh, mùi vị rất ngon. Nếu có cậu bắt cho tôi một con, bắt được thì gọi điện thoại cho tôi sẽ kêu người xuống lấy. Triệu Bính Kiến nói, chuột sói lông xanh, đây không phải là món ăn thôn quê hôm đó Phó Chủ tịch huyện Cố đã gọi khi mời khách không? Xem ra rất hiếm lạ, một con khoảng hơn 1.000 tệ. Thì ra anh Triệu cấp thêm 1.000 tệ chính là tiền mua chuột. Việc tư dùng tiền công, tại sao ai ai cũng muốn làm quan, lợi ích quá nhiều rồi, Diệp Phàm suy nghĩ trong đầu nói. Được, anh Triệu, tôi sẽ dốc hết toàn lực, bắt được sẽ gọi điện cho anh. Anh Triệu sau này đến Lâm Tuyền nhất định phải gọi điện thoại cho thằng em, hôm đó làm phiền anh Triệu thật ngại quá. Được, cậu là anh em do uống rượu mà có, tôi thích. Triệu Bính Kiến cũng hết sức cao hứng, nếu cậu bé họ Diệp sau này trở thành con rể của Phó Chủ tịch huyện Thiếu, vậy mình có thêm chút quan hệ từ trước vẫn tốt hơn. Hơn nữa gần đây nghe đồn Chủ tịch huyện Trương Tào Trung sẽ thăng chức. Nếu Trương Tào Trung thăng chức thì Phó Chủ tịch huyện Tiếu đang là Phó Chủ tịch thường vụ sẽ có khả năng tiến một bước làm Chủ tịch huyện, vì sau lưng Phó Chủ tịch huyện Tiếu có thể là Bí thư Thị ủy Mạc Hương Dương Quốc Huy. Trên đường tình cờ gặp Phó Chủ nhiệm Ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Lý Hiên Thạch đang đi vội vàng, hơn nữa mặt rất vui sướng. Chủ nhiệm Lý, tối thế này còn đi giải trí sao?
Diệp Phàm thuận miệng trêu chọc. Ồ, tổ trưởng Diệp, cậu về rồi. Lý Hiên Thạch nhìn thấy Diệp Phàm trước mặt sáng ngời nói. Diệp huynh đệ, tôi đang muốn đi tới chỗ chủ tịch Thái, có định đi cùng không? Không được, tôi mới từ bên ngoài về còn mệt lắm. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Diệp huynh đệ, nên nắm chặt, hiện tại các chủ nhiệm, giám đốc sở đều đi tới báo cáo công tác với chủ tịch Thái, cậu cũng phải. Nói đến đây, Lý Hiên Thạch thấy đồn trưởng đồn công an Triệu Thiết Hải đi ra, vội vàng ngậm tăm không nói rồi bước đi. Mẹ kiếp, chó săn. Triệu Thiết Hải giống như không làm sao đối phó được với Lý Hiên Thạch, trông theo bóng lưng vội vàng rời đi của gã mà hừ nhẹ. Nhưng tai của Diệp Phàm nhờ tu luyện thuật dưỡng sinh nên vẫn nghe thấy. Trong lòng thầm nghĩ lẽ nào đồn trưởng Triệu và Lý Hiên Thạch không phải là cùng một bè hay sao? Diệp Phàm tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, cảm thấy có chút mệt mỏi. Lúc này máy nhắn tin lại vang lên, bất đắc dĩ Diệp Phàm đành phải ra ngoài gọi điện thoại. Tổ trưởng Diệp, chú tôi nói sáng nay cấp xuống 6.000 tệ, đã đến thị trấn Lâm Tuyền rồi, cậu phải tranh thủ thời gian đi lĩnh tiền đi. Hiệu trưởng Trương của trường tiểu học Đập Thiên Thủy hơi có vẻ lo lắng nói. Được, sáng ngày mai tôi sẽ đi nhận. Diệp Phàm đáp, trong lòng cũng thầm nói, kỳ quái, ai cũng như đòi mạng vậy. Vừa rồi anh Triệu của Cục Tài chính huyện cũng bảo mình đi lĩnh tiền về, giọng điệu còn có chút quỷ dị. Mới được nửa tiếng, hiệu trưởng Trương lại gọi đến nữa, lẽ nào trong đó phát sinh chuyện gì bất ngờ sao? Được, lần này có thể nói là thu hoạch lớn. Phó Chủ tịch huyện Trương Tân Huy cho 6.000, anh Triệu cho 6.000. Hơn nữa Lý Xuân Thủy ở chỗ Bí Thư Tần cho 1.000, Lưu Trì 1.000. Cộng lại có 14.000 tệ rồi. Cho dù trừ 1.000 mua sói chuột lông xanh cho anh Triệu cũng còn dư lại 13.000. 13.000, sửa trường học hết 7.000, còn thừa lại 6.000 tệ. 6.000 tệ thì có thể làm được chuyện lớn gì nhỉ? Diệp Phàm vui mừng hớn hở quay về phòng. Vận chuyển thuật dưỡng sinh áp sát vào vách tường định nghe xem Thái Đại Giang động tĩnh gì không, nhưng bên kia tường vẫn là im ắng, đoán chừng Thái Đại Giang hiện giờ không ở trong phòng. Nghĩ cũng phải, Thái Đại Giang hôm nay chính thức ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thị trấn, trong lòng nhất định là vô cùng vui sướng, đoán chừng cả tối phải vui mừng suốt đêm rồi. Nghe nói chủ nhiệm các phòng và một số nhân vật quan trọng cũng không biết đang báo cáo công việc với lão ở chỗ nào. Nhưng Diệp Phàm cho rằng mình mới vừa tới đây. Còn không nên tùy tiện trộn lẫn vào trong. Trong một quán ăn nhỏ vắng vẻ của thị trấn Lâm Tuyền, Tần Chí Minh và Tống Ninh Giang đang uống rượu giải sầu. Lão Tống, tình hình hiện giờ không tốt lắm. Lão Tiếu và Lão Thiết vốn trước kia vẫn xem như là ủng hộ tôi, cũng rất ít khi ngáng chân. Nhưng hôm nay Trương Tào Trung và trưởng ban tổ chức Phí Mặc xuống tuyên bố quyết định bổ nhiệm, hình như còn tiếp riêng hai lão này. Tần Chí Minh sắc mặt âm trầm. Cũng không biết bí mật nói những chuyện gì, nếu hai lão quỷ này đều nghiêng về phía Thái Đại Giang thì sau này chúng ta ở trong đảng ủy sẽ gặp phiền toái. Trương Hy Lâm hình như cũng cùng một phe với lão Thái, lại cộng thêm Diệp Mậu Tài từ thị trấn Giác Lâm vừa được điều tới, bọn họ ít nhất có 3 phiếu rồi. Còn chúng ta mới có 2 phiếu, nếu lão Tiếu và lão Thiết cùng liên hợp với lão Thái thì sau này hội nghị đảng ủy sẽ chỉ là cái rắm. Năm chọi hai, ai? Lý Hồng Dương phí nhiều sức lực mới đẩy được Tống Ninh Giang lên, đương nhiên là hy vọng hắn và Tần Chí Minh hai người có thể hợp lực một lần nữa khống chế thị trấn Lâm Tuyền vào trong tay bí thư huyện ủy mình. Chuyện này khiến Tần Chí Minh và Tống Ninh Giang rất buồn lòng. Cho nên Tống Ninh Giang cũng tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Ai, gió thổi báo giông tố sắp đến, coi bộ phải đưa vào dòng máu mới rồi. Lão Tống, anh xem trong thị trấn chúng ta có đối tượng nào có thể phát triển không? Tần Chí Minh cũng là bất đắc dĩ, nếu sau này mình là nhân vật số một của thị trấn Lâm Tuyền mà không thể khống chế vững vàng được đảng ủy thì chức bí thư còn là cái rắm gì nữa. Chương 28, Long khí gây họa. Khó lắm, ngày mai tôi sẽ đi thăm dò khẩu khí của lão Thiết rồi hãy nói. Tống Ninh Giang thở dài nói. Người mới khó tìm a. Trong thị trấn chúng ta chỉ chủ nhiệm văn phòng đảng chính Vương Nguyên Thành xem ra mới có thể đưa vào đảng ủy. Nhưng nếu như vậy thì phải có người rời đi. Lão Thiết và Lão Tiếu khẳng định là không rồi, Diệp Mậu Tài cũng là vừa mới lên chức cũng không thể nào chuyển hang ổ. Chỉ có thể xem vào Trương Hy Lâm thôi. Người như Nguyên Thành cũng không dễ nói, ngoài mặt cũng được. Tôi cảm thấy thằng danh tên là Diệp Phàm vừa mới được cử tới cũng không tệ, chỉ là vừa mới tham gia công tác. Nước xa không cứu được khát gần, nhưng người này vừa mới tham gia công tác,
trong đầu vẫn là tờ giấy trắng, chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng làm một con cờ tốt. Tần Chí Minh hớp một ngụm rượu nói. Đúng, thằng danh đó không tệ. Nghe nói sáng hôm nay Phó Chủ tịch huyện Trương và Lão Triệu của Cục Tài chính cũng cấp tiền xuống rồi. Con số cũng không nhỏ, tổng cộng là 12.000 đồng. Tiểu tử này làm sao lại trèo lên được, xe của bọn họ, kỳ quái, lẽ nào sau lưng nó có một cấp lớn nào đây, Lão Tống, ông điều tra qua chưa? Tống Ninh Giang vẻ mặt nghi hoặc. Tìm hiểu qua rồi, bố hắn cũng chỉ là chủ nhiệm văn phòng Cục Lao động huyện Cổ Xuyên không có việc làm, cực kỳ nhàn rỗi. Mẹ chỉ là một giáo viên tiểu học, hình như không nghe nói đến sau lưng có cấp lớn gì hết cả. Tần Chí Minh lắc đầu. Nghĩ ra cũng đúng, nếu có cấp lớn chống lưng, khi nghe nói hắn làm tổ trưởng của tổ công tác thôn đập Thiên Thủy, đoán chừng đệ tử của cấp lớn đó cũng sẽ lộ đầu ra chứ. Có lẽ là gặp phải đại vận, Phó Chủ tịch huyện Trương và Cục trưởng Triệu thông cảm với hắn, nhưng tiểu tử này có tiềm lực, tôi đồng ý thử bồi dưỡng một chút trước đi. Tống Ninh Giang nói. Ừ, ngày mai thằng danh đó đoán chừng sẽ tới chỗ Lão Thái lấy tiền. Tần Chí Minh sắc mặt vô cùng quái dị. Anh là, nói có trò hay để xem. Tống Ninh Giang mỉm cười nói. Ha ha, Lão Tống, anh đoán thử xem Thái Đại Giang sẽ cho Diệp Phàm bao nhiêu. Tần Chí Minh cũng lộ ra một nụ cười hiếm hoi. 12.000 đồng, chắc là sẽ đưa cho hắn số tiền này. Dù sao thôn đập Thiên Thủy cũng quá nghèo. Xem chừng Lão Thái cũng sẽ không chi ly quá. Tống Ninh Giang giơ 8 ngón, ý tứ chính là 8.000. Chúng ta đánh cuộc đi, tôi cảm thấy là con số này. Nếu ai thua sẽ mời một bữa rượu, thế nào hả? Tần Chí Minh giống như một đứa trẻ nhỏ, đưa ra 5 ngón tay. Chỉ 5.000, không thể, không đến một nửa nữa, nếu là những thôn khác còn được, thôn đập Thiên Thủy tuyệt đối là không thể. Đó là một thôn cứng đầu. Lão Thái không sợ thằng danh họ Diệp đó tuổi trẻ tinh lực đang sung sức phát động quần chúng sao, phải biết rằng nghé con mới đẻ không biết sợ cọp. Tống Ninh Giang lắc lắc đầu căn bản không tin. Cược đi, tối mai tôi sẽ không về nhà, đợi Tần Bí Thư mời đi uống rượu. Ha ha, ha ha. Trong phòng nhỏ của quán cơm truyền đến tiếng cười quỷ dị của hai lão hồ ly. Sáng sớm ngày hôm sau, đúng 8 giờ. Diệp Phàm đã ngồi ở cửa phòng làm việc của chủ tịch thị trấn mới lên. Nguyên phòng làm việc của chủ tịch Ngô nằm ở bên trái, mà hiện tại Thái Đại Giang cảm thấy phòng làm việc của Ngô Tín Dân khẳng định là không thể dùng được nữa, tránh dính vận xui vào người, bất kể phòng làm việc đó làm tương đối có quy cách. Người Trung Hoa đều mê tín, đặc biệt là làm quan, sửa mộ, xây nhà, ngay cả ra khỏi cửa cũng đều chọn ngày. Nếu chuyển lên tầng 5 lại cảm thấy cùng một tầng với lão quỷ Tần không được tự nhiên. Hơn nữa thỉnh thoảng bản thân muốn gặp thân tín của mình sẽ lo tai vách mạch rừng không thuận tiện. Kỳ thực tường gạch của chính phủ là tương đối dày, lại cộng thêm lắp đặt thiết bị, bình thường mà nói là nghe không thấy. Chỉ là thường nói đảng là người lãnh đạo cao nhất, nếu mình chuyển lên thì sẽ thành cùng cấp với đảng, như vậy cũng không hay, sợ tạo thành lý do cho người khác công kích. Đương nhiên, chuyển lên tầng 3, Thái Đại Giang càng không dám. Suy nghĩ cũng có lý. Phòng làm việc chủ tịch thị trấn vốn nằm ở tầng 4, bản thân chuyển lên tầng 3 đó không phải là biểu thị bản thân mình sắp sửa mất chức hoặc xuống chức sao. Làm quan đương nhiên cũng hy vọng ngày ngày tiến bộ, ngày càng lên cao, Thái Đại Giang đương nhiên sẽ không đi tìm xui xẻo rồi. Cho nên Thái Đại Giang suy nghĩ trước sau, cuối cùng nghĩ ra được một cách, một khi chủ tịch Ngô đã treo cổ ở phòng làm việc bên trái, ông mày ngược đường chuyển sang phòng bên phải. Phía đông không sáng, phía tây ắt sáng. Vận xui đi qua thì sẽ là vận may. Vì vậy Thái Đại Giang dứt khoát đem phòng hội nghị nhỏ bên phải sửa thành phòng làm việc của mình. Còn phòng làm việc vốn của chủ tịch Ngô dứt khoát trực tiếp đập vách tường đi, sau khi nối liền phòng hội nghị nhỏ lại trở thành phòng làm việc của mình. Vừa vặn quay đầu lại, theo quan điểm của phong thủy học như vậy sẽ đem suy khí đuổi đi, tiếp theo chính là đại cát đại lợi. Đương nhiên, những chuyện này Thái Đại Giang còn đặc biệt mời đại sư thuật phong thủy ở trên ngọn núi Tam Phong Quan nổi tiếng nhất của Ngư Dương là Cát Phác đến xem phong thủy một phen. Cát đại sư lúc ấy nói, ủy ban thị trấn Lâm Tuyền giống như một con rồng, bên trái là đầu rồng, bên phải là đuôi rồng, long khí là vượng vô cùng, chủ tịch Ngô chính vì khí quan trên người không đủ, không đè ép được khí ngược dữ dội trên đầu rồng. Cho nên cuối cùng quan khí bị long khí cắn ngược, dẫn đến như vậy. Đuôi rồng bên phải mặc dù nói là phương diện long khí kém một chút, nhưng đối với người làm quan mà nói là tốt nhất.
không những không bị long khí đả thương, hơn nữa nếu dùng tốt ngược lại có thể dính chút long khí, mượn thế mà lên làm được từng bước thăng chức. Cát đại sư, vậy chỗ vốn là đầu rồng tôi đang cải tạo thành phòng hội nghị nhỏ có phải sẽ bị khí đầu rồng đả thương không? Thái đại giang có chút bận tâm, vẫn là hỏi rõ mới được. Dù sao mũ quan trên đầu là thứ quan trọng nhất, những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Ha ha, tuyệt đối sẽ không, còn có lợi ích, hơn nữa là lợi ích cực lớn. Cát đại sư thần bí lắc lắc đầu, nhưng khi Thái đại giang hỏi thì lão cũng không nói ra làm trong lòng Thái đại giang lúc ấy như lửa đốt. Hừ, không đưa một phong bì khiến lão phu hài lòng ra còn muốn dính long khí, không có cửa đâu, nhìn Thái đại giang nôn nóng, đại sư vẫn nhàn nhã ngồi uống trà long tĩnh thượng hạng, chờ cá mắc câu. Phảng phất giống như nghĩ ra, Thái đại giang cung kính nói. Cát đại sư, nghe nói tam phong quan gần đây có tu sửa. Tôi chuẩn bị quyên góp một pho tượng Bão Phác Tử, một vị tổ sư của đạo gia, bằng đồng, xin đại sư chỉ giáo. Ha ha ha, chủ tịch Thái còn nhớ đến lão tổ tông Cát gia ta, quý quá. Tam phong quan hình như đang thiếu một pho tượng đồng, vậy tôi sẽ để lại một vị trí tốt ở chính giữa đại điện bên ngoài để đợi. Nhưng phải nhanh lên một chút, cứ để trống để dâng hương nhìn thấy cũng. Cát Phác tâm tình cực tốt, nhẹ giọng đem thuyết long khí ra nói một lượt. Thái đại giang nghe được gật đầu giống như gà mổ thóc. Bởi vì Cát Phác đại sư từ trước đến nay luôn tự xưng bản thân mình là đời sau của tiên sư Cát Hồng danh gia Đông Tấn, có người tặng tượng đồng đương nhiên là vui mừng, không vui mới là đồ ngốc. Nhưng đợi lúc Cát đại sư hài lòng đi khỏi, sắc mặt Thái đại giang lập tức âm trầm xuống. Mẹ kiếp, lão ôn vật, âm hiểm như vậy, đại điện tam phong quan không phải có một pho tượng bằng gỗ xấu xí sao? Vừa nghe nói ta muốn tặng tượng đồng liền đem lão tổ tông bằng gỗ xấu xí mang đi, ông mày cũng không phải là thần tài. Cũng khó trách Thái đại giang tức giận, phải biết rằng theo yêu cầu của Cát đại sư tượng đồng ít nhất phải cao hơn 2 thước. Tượng đồng như vậy giá trị không rẻ, đoán chừng phải lên tới 100.000. 100.000 của năm 95 là một con số cực lớn. Ai, được rồi, phá tiền dính long khí vậy. Thái đại giang nghĩ đến bản thân có thể dính vào long khí. Từng bước thăng chức trong lòng lại mừng thầm, tiền dù sao cũng là của quốc gia, nhưng cũng từ trong bát cơm của người khác lấy ra. Cho nên Diệp Phàm đương nhiên chính là kẻ xui xẻo đầu tiên phải quyên góp. Chương 29, Chủ nhân tham lam. Hôm nay có lẽ là vì ngày đầu tiên Thái Đại Giang chính thức nhậm chức cho nên hắn đến rất đúng giờ, nhưng vì văn phòng mới vẫn còn chưa sửa chữa xong, cho nên tạm thời vẫn ở lại trong phòng làm việc trước đây. Xin chào Chủ tịch Thái. Diệp Phàm vừa nhìn thấy vội vàng chạy tới khẽ khom người đưa một điếu thuốc Trung Hoa. Mặc dù nói mấy đêm trước lợi dụng thần thông của thuật dưỡng sinh nghe lén những lời ngôn luận chó má của Thái Đại Giang đối với mình, biết hắn chỉ là xem mình như một con cờ để đùa giỡn nên trong lòng vô cùng ác cảm, nhưng Diệp Phàm ngoài mặt vẫn là có vẻ rất cung kính. Tiểu Diệp, quay về rồi à, vào đi. Thái Đại Giang ngây người một lát, phỏng chừng cũng đoán được Diệp Phàm là tới lấy tiền, thầm nghĩ thằng nhãi này cũng đến nhanh thật. Hôm qua còn không tới báo cáo công tác, phải dạy dỗ cho thằng danh này một chút để hiểu thế nào là quy củ. Chủ tịch Thái, trường tiểu học của thôn Đập Thiên Thủy đúng là rột nát quá, cần phải khẩn trương tu sửa. Cho nên tôi đã lợi dụng mâu thuẫn giữa mấy họ lớn trong thôn, khơi dậy lòng hiếu thắng của họ, mọi người cùng nhau chung sức tu sửa trường học, cho nên, mấy hôm trước tôi có lên trên huyện xin một chút tiền. Nghe nói đã cấp xuống rồi, muốn xin chủ tịch Thái ký giúp để còn sang bên xuất quỹ lấy tiền. Tối qua theo tôi biết, đại diện ba họ Ngô, Lý, Diệp và các họ khác của thôn Đập Thiên Thủy cũng đã đem gỗ vận chuyển đến xưởng cưa rồi, bảng cũng sắp cưa xong rồi, cho nên tiền này không thể kéo dài. Diệp Phàm trước tiên là báo cáo một chút với Thái Đại Giang về công tác của thôn Đập Thiên Thủy và tình hình của trường học, sau khi nói xong nhìn chằm chằm vào hắn. Ừ, tiểu Diệp làm không tệ. Thái Đại Giang ừ nhạt một tiếng, khen Diệp Phàm một câu lấy lệ. Thật ra những chuyện mà Diệp Phàm làm ở thôn Đập Thiên Thủy, hắn đã sớm biết rồi. Những thôn đặc biệt lớn như thôn Đập Thiên Thủy thì mấy người lãnh đạo trong thị trấn đều có người bố trí. Thái Đại Giang đang suy nghĩ cho Diệp Phàm bao nhiêu, dù sao tiền này cũng là Diệp Phàm kiếm được. Hơn nữa thoáng cái có thể lấy được nhiều tiền như vậy, chứng tỏ tiểu tử này còn có chút bản lĩnh, có lẽ ở trong huyện còn có người đứng sau. Nhưng từ tình hình mà thân tín đã điều tra qua thì thằng danh họ Diệp này xác thực không có người đứng sau, là một tờ giấy trắng, làm sao lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Về điểm này Thái Đại Giang hết sức nghi ngờ,
đoán chừng cũng không sai biệt gì với Tần Chí Minh. Tiểu Diệp, đối với công tác trong thị trấn gần đây của cậu, tôi rất hài lòng. Tiếp theo chính là lập kế hoạch cho công tác chuẩn bị bầu cử, phải giữ được cân bằng của ba dòng họ lớn. Ngàn vạn lần không được tạo ra hỗn loạn gì, có tình huống gì phải kịp thời báo cáo. Thái Đại Giang giống như một thầy giáo dạy học sinh, tiến hành một phen giáo dục theo kiểu tâm sự với Diệp Phàm, cuối cùng nhẹ giọng bồi thêm một câu. Đối với chuyện của Chủ tịch Ngô cậu cũng phải để ý một chút, đây cũng là công tác, nhưng phải làm tốt công tác giữ bí mật. Vâng, Chủ tịch Thái, tôi sẽ để ý. Diệp Phàm trả lời dứt khoát. Mẹ nó, Thái lão quỷ này hình như có chút bất mãn đối với mình, mới có thời gian mấy ngày làm sao điều tra ra được chuyện của Chủ tịch Ngô, ta cũng không phải là thần thám Địch Nhân Kiệt, Diệp Phàm thầm nghĩ. Thái Đại Giang cầm lấy bút ký xoẹt, xoẹt mấy cái vào tờ giấy phê đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đảo mắt nhìn xuống, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, không kìm được nhẹ giọng hỏi. Chủ tịch Thái, tôi nhớ trên huyện hình như là cấp cho 12.000, tại sao còn có 4.000? 4.000 căn bản là không đủ, có phải trên huyện đưa nhầm không? Sau khi nói xong cứ nhìn chằm chằm vào Thái Đại Giang. Thằng danh này, cái gì cũng không hiểu, thật là non nớt. Trên huyện cấp cho 12.000 thì phải đưa cho ngươi 12.000 sao? Có thể đưa cho ngươi 4.000 vẫn là vì ông mày vừa mới được thăng quan, tâm tình cực tốt, bằng không cũng chỉ 2.000 thôi, Thái Đại Giang trong lòng nghĩ thầm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ai, Tiểu Diệp, cậu cũng biết trên thị trấn có khó khăn. Thôn Thạch Bình, thôn Sơn Quy, tường lớp học trong trường học đều nghiêng lệch cả rồi, nếu không tu sửa lập tức đoán chừng có thể tạo thành bi kịch thành tường đổ làm mọi người bị thương. Thân là một nhân viên công tác của chính phủ, chúng ta đều là nô bộc của dân, cần phải có cái nhìn đại cục, nên lấy đại cục làm trọng, lúc nào cũng phải nghĩ đến vì nhân dân phục vụ. Xin lỗi Chủ tịch Thái, trường học của thôn Thạch Bình và thôn Sơn Quy tự có người của thôn bọn họ đi kiếm tiền. Trường học của thôn Đập Thiên Thủy cũng không khác gì, nếu không tu sửa phỏng chừng cũng sẽ tạo thành thảm kịch học sinh trực tiếp từ trên lầu rơi xuống. Hơn nữa số tiền đó là tôi lấy danh nghĩa của thôn Đập Thiên Thủy xin được. Phải biết rằng hiện tại kiếm một phân tiền cũng khó khăn, tôi phải chạy khắp nơi cầu xin hết người này đến người khác chỉ còn thiếu quỳ xuống đất mới kiếm được chút tiền này. Hơn nữa tình hình của thôn Đập Thiên Thủy phức tạp, không có tiền công tác căn bản không cách nào triển khai, cho nên vẫn xin Chủ tịch Thái suy nghĩ thêm một chút về tình hình thực tế của thôn Đập Thiên Thủy. Có những thứ, biết là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Diệp Phàm đương nhiên cũng biết tiền của cấp trên cấp xuống mỗi một cấp sẽ mất đi một chút. Nhưng tuyệt đối không ngờ Thái Đại Giang lại hạ thủ ác như vậy. Trong đầu hắn lập tức nổi lên một từ, nhạn đã qua nhổ lông. Hồi ấy khi đi học không làm sao cũng không cách nào hiểu được ý nghĩa của từ ngữ này, hiện tại tham gia vào công tác cuối cùng cũng đã hiểu rõ được. 12.000 mà đưa cho hắn 4.000, nghĩ đến tình hình phức tạp của thôn Đập Thiên Thủy, Diệp Phàm lập tức đem lời khuyên của lão phí là làm chuyện gì cũng cần phải tĩnh tâm, kìm nén tức giận vứt ra khỏi đầu, thanh âm cao vút. Mơ hồ còn có giọng chất vấn, điều này khiến cho Thái Đại Giang rất không vui. Hắn thầm nghĩ, ngươi không phải là một thằng danh vắt mũi chưa sạch vừa mới tham gia công tác sao? Thật sự không biết trời cao đất dày, kiếm được mấy đồng tiền còn dám đến chất vấn ông mày, không để cho nếm chút lợi hại, xem ra ai cũng dám trèo lên đầu ông mày đại tiện rồi. Hơn nữa hiện tại ông mày vừa mới ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thị trấn. Đang muốn kiếm ai đó đến thể hiện uy nghiêm để thuộc hạ của Tần lão quỷ nhìn xem. Chủ yếu nhất chính là Thái Đại Giang đã đồng ý với đạo trưởng cát phác của Tam Phong Quan sẽ quyên góp một pho tượng đồng. 100.000 tệ ấy đương nhiên phải rút chỗ này một chút, chỗ kia một chút, trong chân gà cũng phải ép ra 2 lượng dầu. Nghĩ đến những điều này, Thái Đại Giang liền hừ một tiếng rồi quăng chiếc bút máy mạ vàng lên trên bàn, thu lại nụ cười, sắc mặt trầm xuống, nhìn lướt qua Diệp Phàm. Vừa rồi không phải đã nói với cậu rồi sao? Làm một nhân viên công tác của chính phủ cần phải có quan niệm đại cục. Cậu xem, có bao nhiêu cán bộ, bọn họ đều là hy sinh lợi ích bản thân vì lợi ích của mọi người, thôn Đập Thiên Thủy so sánh với chính quyền Lâm Tuyền chính là nhà nhỏ và nhà lớn. Thị trấn Lâm Tuyền có đến 30 thôn lớn, nếu mỗi thôn đều có kè mặc cả giống như nhà cậu thì chủ tịch thị trấn như tôi còn có thể tiếp tục làm được không? Đừng nói nữa, mau quay về thôn Đập Thiên Thủy đi. Thân là tổ trưởng tổ công tác đóng ở thôn Đập Thiên Thủy không thể tùy tiện rời khỏi thôn được, nơi đó chính là nơi công tác chiến đấu của cậu. Nếu trong thời gian này xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm của cậu sẽ lớn đấy. Thái Đại Giang càng nói càng cao giọng,
có chút cảm giác mở đại hội. Lúc đó cửa phòng của phòng làm việc cũng chưa đóng, mấy nhân viên sát vách cũng đang căng tai lên nghe rất nhiệt tình. Trong lòng âm thầm bội phục một thằng danh chưa vắt mũi sạch như Diệp Phàm lại có thể dám đối đầu với Thái Đại Giang. Chủ tịch Thái, anh có ý tứ gì? Tôi trở lại cũng là vì làm việc cho thôn, cũng không phải vì chuyện riêng. Thêm vào một chút, nếu không tôi sẽ không đi. Trong lòng Diệp Phàm cũng bắt đầu cuồn cuộn bốc lửa, bản thân mình quay về vì làm việc trong thôn, nhưng trong miệng Thái Đại Giang lại biến thành không có trách nhiệm. Nhưng cảm xúc của Diệp Phàm vẫn khống chế được tương đối tốt, khi nói chuyện đột nhiên nhớ ra khi ở chính quyền Ngư Dương nghe được hai trưởng thôn vác chăn bông đòi tiền, lập tức dứt khoát chơi chiêu thuật ăn quỵt. Cơn tức giận của Thái Đại Giang cuối cùng bị đốt cháy, nặng nề vỗ bàn một cái quát nói. Cậu xem, cậu còn giống một cán bộ của đảng không? Đúng là một tên vô lại, đừng đem mấy cách công tác của những kẻ nhà quê lấy ra dùng, phương pháp đó sớm đã bị người ta vứt đi rồi. Không tin cậu vác chăn bông trên lưng tới thử xem ông mày có đá cậu ra ngoài cửa không? Cho tôi thêm 2000. 2000. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Thái Đại Giang không chớp mắt, khí thế đằng đằng. Hắn đã có ý nghĩ liều mạng rồi, nghĩ xem nếu không có tiền đoán chừng công tác của thôn đập thiên thủy căn bản không khai triển được. Nếu đã vậy thì quay về e là cả đời cũng không ngấc đầu lên được. Chương 30, điểm tâm thơm cay. Được, ông mày từ trước đến nay còn chưa gặp một thanh niên trẻ tuổi nào như cậu cả, to gan. Cầm đi, có khí phách lắm. Nhìn khuôn mặt non nớt của Diệp Phàm, Thái Đại Giang cũng có chút tức giận, thầm nghĩ thằng danh này cũng rất thẳng thắn. Loại người này nếu dùng được sẽ là một cao thủ siêu cấp, hơn nữa còn là một trợ thủ cực tốt, tâm kế cũng không nhiều. Thái Đại Giang đột nhiên có cảm giác muốn bồi dưỡng trọng điểm Diệp Phàm, loại cảm giác vô cùng quái dị, vì thế cầm lấy bút sửa đổi mấy chữ rồi ném cho Diệp Phàm. Đi nhanh đi, đừng không có việc gì cũng chạy về thị trấn, đem tâm trí đặt ở thôn đập thiên thủy đi, hừ. Cảm ơn, Chủ tịch Thái, tôi đi đây, nhất định sẽ làm tốt công tác. Diệp Phàm nhìn lướt qua phát hiện đổi thành 6000, suy nghĩ thấy cũng được rồi. Nếu thật sự chọc giận Thái Đại Giang, đoán chừng sau này hắn sẽ gây khó dễ cho mình, cho dù làm ra thành tích đoán chừng một câu nói của hắn cũng sẽ tiêu tan hết, dáng vẻ này nhất định là lợi bất cập hại, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại nhớ ra gì đó lại đẩy cửa ra thò đầu nói. Tiểu Diệp xin chúc mừng Chủ tịch thị trấn Thái, tôi đi đây. Được. Câu nói này Thái Đại Giang thích nghe, hừ một tiếng, lẩm bẩm nói. Tên thanh niên này, cũng có chút thú vị, dùng được thật sự là một nhân tài. Khi Diệp Phàm đi qua hành lang nhìn thấy nhiều phòng ban đều có người thò đầu ra, trong mắt lộ ra thần sắc vô cùng phức tạp. Một số người lộ ra vẻ vui mừng trên nỗi đau của người khác, khóe miệng hiện ra nụ cười mỉa mai, giống như đang nói. Thằng danh, đắc tội với Thái Đại Giang, người chết chắc rồi. Diệp Phàm bất chấp xông đi lĩnh tiền. 6000 tệ tới tay, Diệp Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Nói không sai chút nào. Không có tiền chẳng làm được cái cóc gì. Diệp Phàm thầm mắng một câu, quay về phòng làm việc. Diệp tổ trưởng, uy phong lắm. Lưu Chỉ cười chế giễu. Có ý gì vậy? Diệp Phàm vờ hỏi, trong lòng cũng hiểu rõ chắc là chuyện tranh chấp với Thái Đại Giang. Người anh em, Chủ tịch Thái không xung quân cậu sao? Lưu Chỉ ra vẻ ngạc nhiên. Không có, rất tốt. Diệp Phàm mỉm cười nói. 1000 tệ của anh đến tay rồi chứ? Mới vừa giao cho Lý muội muội. Lưu Chỉ đùa giỡn. 1000 tệ của tôi cũng cầm được trên tay rồi. Tổ trưởng Diệp, nghe nói cậu ở trên huyện lấy được 12000 tệ, như vậy là giỏi lắm rồi, không biết cầm được trong tay bao nhiêu. Lý Xuân Thủy nhỏ giọng hỏi, vách bên cạnh đang phát ra tiếng lạch cạch vì đang sửa chữa lại văn phòng làm việc của Chủ tịch Ngô. 6000. Diệp Phàm có chút huệ oải. Cảm thấy bản thân mình không có bản lĩnh, trên huyện phát cho 12000 tệ, đến cuối cùng thiếu chút nữa đập bàn với Thái Đại Giang mới kiếm về được 6000, vừa tròn một nửa. Lưu Trì và Lý Xuân Thủy đều thất thanh kêu lên, bốn con mắt mở to như chuông đồng. Ha ha, là thiếu một chút. Diệp Phàm cười khổ nói. Còn thiếu, cậu trâu bò thật, Lưu Trì tôi rất ít khi bội phục người khác, hôm nay tôi thật sự bội phục cậu rồi, sau này tôi sẽ kêu cậu là anh Diệp. Vẻ mặt Lưu Trì nghiêm túc, lần này cũng không giống như đang nói đùa. Đúng vậy, tôi cũng gọi cậu là anh Diệp.
Lý Xuân Thủy giống như tìm được thần tượng, hai mắt bắt đầu hiện lên vẻ gì đó mà Diệp Phàm thấy không hiểu, cảm thấy có chút thần bí khó lường. Các người, ý tứ chính là 12.000 tệ có thể lấy về được 6.000 đã là rất tốt sao? Diệp Phàm nghi ngờ. Không sai, anh Diệp, thị trấn Lâm Tuyền chúng ta nghèo khó, có một quy củ bất thành văn, đó chính là cấp trên cấp tiền phải nhìn lãnh đạo vui thì cho 3 phần, lãnh đạo không vui thì cho 2 phần, từ trước đến giờ chưa bao giờ có chia ra 5 năm. Lưu Trì ngẫu hứng đọc lên một bài vè. Thì ra là vậy, nhưng, được rồi. Diệp Phàm tự nói một câu, nghĩ đến trong 6.000 tệ đó còn phải trích ra 1.000 tệ để mua chuột sói lông xanh cho anh Triệu ở cục tài chính huyện, cũng không biết con chuột đó có mua được hay không, tâm tình lại có chút buồn bực. Nhưng nghĩ đến may mà lần này kiếm tiền tổng cộng cũng kiếm được 8.000 tệ, trừ đi 1.000 tệ chỉ ít cũng còn lại 7.000 tệ, đã xem như là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức rồi. Tiếp đó ba người lại nghiên cứu một hồi xem làm thế nào tiến hành bước công tác kế tiếp ở thôn đập Thiên Thủy. Lão Tần, anh không thắng, tôi cũng không thắng. Tống Ninh Giang ngồi ở trong phòng làm VSC của Tần Chí Minh cười ha hả. Ai, tôi cũng không ngờ lão Thái lại quá đáng như vậy, mới bắt đầu ngay cả 4.000 tệ cũng dám nói ra, phải biết rằng ở đó là đập nước Thiên Thủy. May mà thằng danh Diệp đó còn có chút gan dạ sáng suốt, giành lại được 2.000 tệ. Tần Chí Minh vẻ mặt có vẻ tán thưởng. Lần này Thái Đại Giang nghe nói chỉ gõ bàn một cái, đoán chừng thằng danh Diệp đó đã treo số trong lòng hắn rồi. Lão Tần, chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Tống Ninh Giang nói. Ừ, Thái Đại Giang gõ bàn, vung tay vậy thì chúng ta cũng nên làm chút chuyện gì đó chứ. Tần Chí Minh cười thần bí. Nếu không ta gọi thằng danh Diệp đó đến khích lệ nó một phen, Thái Đại Giang đem cây gậy thì chúng ta chia củ cà rốt. Tống Ninh Giang nói vẻ quỷ dị. Công tác của thằng danh Diệp đó đích xác là làm rất tốt, nhưng chúng ta không thể biểu dương kịp rồi. Chiều nay tổ công tác quay về đập nước Thiên Thủy phải không, lão Tống, buổi chiều ông cũng đi nghiên cứu thôn Thạch Bình, đem con Mitsubishi của chính phủ đi được rồi, thuận tiện đưa bọn họ đi một đoạn, ha ha. Lão Tần, ông là nói. Tống Ninh Giang nhất thời không có kịp phản ứng. Thầm nghĩ tôi nói muốn đi đến thôn Thạch Bình nghiên cứu lúc nào, suy nghĩ một chút cũng hiểu ra, gật đầu nói với Tần Chí Minh. Cao kiến. Vào buổi trưa, Diệp Phàm, Lưu Trì, Lý Xuân Thủy chuẩn bị tới quán cơm Xuân Hương, một khi kiếm được mấy ngàn, tiêu tốn hơn mười mấy đồng khao cái bụng của mình một chút cũng bình thường, nếu quay về đập nước Thiên Thủy thì có tiền cũng chưa chắc được ăn. Mỗi bữa ở đó đều là khoai tây, khoai lang, cải trắng, lá cây. Gặp phải tuần nào không giết heo thì trong dạ dày một chút chất béo cũng không có, đoán chừng. Tổ trưởng Diệp, nghe nói các cậu kiếm được mấy ngàn, bữa trưa hôm nay phải mời khách đấy. Triệu Thiết Hải đứng ở cổng trụ sở, cười ha ha nói giỡn. Được, sở trưởng Triệu, vừa vặn gặp nhau, cùng đi ăn một bữa đi. Diệp Phàm nhiệt tình chào hỏi, Triệu Thiết Hải cũng là người không tệ. Tổ trưởng Diệp, mời khách sao? Chúng tôi cũng đến thật đúng lúc. Được. Chúng ta chúc mừng một chút tổ trưởng Diệp đi. Chủ nhiệm phòng tổng hợp Thiết Minh Hạ ở phía sau cười nói. Chủ nhiệm Hạ, tài ba gì chứ, cùng uống mấy chén đi. Diệp Phàm vui vẻ. Sau đó Lưu Trì dứt khoát kéo thêm mấy người bằng hữu tới, Lý Xuân Thủy cũng gọi thêm hai người chị em tốt, cứ như vậy trước khi đến quán cơm Xuân Hương, số người vốn ba người đã thành 13 người, rầm rộ thiếu chút kéo tới khiến chị họ của Xuân Thủy. Cũng chính là bà chủ của quán cơm Xuân Hương vô cùng vui mừng. Diệp Phàm âm thầm nghĩ trong bụng, đội ngũ ăn cơm này thật sự dễ dàng lớn mạnh, Hoa Hạ thật sự là quốc gia không thiếu những kẻ vì thức ăn ngon, ha ha. Tất cả mọi người đi lên lầu, quyền gọi món ăn là do Diệp Phàm. Khi gọi thức ăn, bà chị Xuân Hương lấy ra một quyển vở giống như thực đơn đặt cạnh Diệp Phàm, vì Diệp Phàm cao tới 1,76m nên cặp bồng đào của Xuân Hương vừa vặn áp lên tay hắn. Khi Diệp Phàm bắt đầu gọi món ăn vẫn chưa để ý, sau khi gọi mấy đĩa cảm giác trên cánh tay hình như có thứ gì mềm mềm ma sát lên vô cùng dễ chịu. Hé mắt xuống nhìn mới phát hiện thì ra là đôi bồng đào của Xuân Hương đang ngọ nguậy trên cánh tay mình. Trong lòng hắn rộn ràng, giả bộ gọi món ăn cố ý đưa cánh tay nâng lên cao, thoáng cái đã nâng đôi gò bồng đào của Xuân Hương lên. Xuân Hương đương nhiên cũng giả vờ không biết, đôi gò bồng đào nặng nề đặt trên cánh tay cong cong của Diệp Phàm. Va chạm qua lại khiến mệnh căn bên dưới của Diệp Phàm không chịu được khảo nghiệm, dần dần ngẩng đầu lên. Kỳ diệu chính là khi cánh tay Diệp Phàm di động lên xuống,
đôi gò bồng đào đó run rẩy càng dữ dội, từng đợt cảm giác tê tê từ trên cánh tay truyền tới. Chương 31, điều tra ngầm. Diệp Phàm đi đường luôn được dân trong thôn gật đầu chào hỏi, trong lòng cũng thấy có thành tựu, thầm nghĩ chỉ làm chút chuyện nhỏ cho dân mà được nhiều người nhớ tới như vậy, tự nhủ sau này có cơ hội thì nhất định cần phải làm nhiều việc tốt hơn. Đúng lúc này Diệp Phàm lại cảm thấy bụng hơi nóng lên, thầm kinh ngạc biết rằng thuật dưỡng sinh của mình đã đột phá đến tầng thứ 3. Nhẹ nhàng vận khí một vòng thì phát hiện lúc đang điều khí thính giác của mình nhạy bén hơn rất nhiều, loáng thoáng nghe được cả nhưng lời thầm thì chuyện phòng the của hai người phụ nữ đang đãi cát cách xa hơn 30 mét. Mẹ kiếp, tai thế này dùng để nghe lén thì quá ổn. Diệp Phàm thầm tự sướng. Có điều Lưu Chỉ vẫn đi theo sau thấy Diệp Phàm ngày một tăng uy tín trong lòng dân thì nổi lên cảm giác chua xót giống như đã uống phải lọ giấm sơn đông lâu năm vậy. Giờ y lại có chút hối hận rằng đã từ chối chức tổ trưởng tổ công tác này đúng thật là thất sách, ngược lại còn để tên nhãi danh họ Diệp kia hưởng lợi. Mẹ kiếp, thằng danh này đúng là chó ngáp phải ruồi. Tao nhổ vào. Lưu Trì chửi thầm. Khoảng 5 giờ, Diệp Phàm thấy Diệp Kim Liên đang bận rộn trong bếp, lúc thì nhét củi vào bếp, lúc lại xoay sang xào xáo các món ăn. Hắn liền lững thững bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bếp coi lửa giúp cô. Tổ trưởng Diệp. Cậu ngồi ở bàn nghỉ ngơi một lát đi, tôi pha trà cho cậu uống. Diệp Kim Liên thấy Diệp Phàm tới giúp liền vội nói. Trong mắt người dân quê, một tổ trưởng như Diệp Phàm cũng là quan, sao lại có thể để quan lớn canh bếp lửa được? Không sao đâu gì Kim Liên, hồi trước ở nhà cháu cũng hay trông lửa giúp cha mẹ mà. Đồ ăn gì làm không thua gì các đầu bếp nhà hàng lớn cả, ăn ngon lắm. Diệp Phàm cố tình lái sang chuyện khác. Đâu có. Người nhà quê chỉ biết làm chút món ăn đơn giản, tổ trưởng Diệp có thể ăn được là tôi vui rồi. Diệp Kim Liên nói, tôi còn lo người thành phố các cậu ăn không quen ấy chứ. Không đâu, món ăn gì Kim Liên làm chúng cháu đều thích ăn. Diệp Phàm lại khen, sau đó im lặng một hồi rồi giả bộ tiện thể hỏi. Dì Kim Liên, hôm đó chủ tịch Ngô đến thôn vì chuyện gì? Keng, bàn tay của Diệp Kim Liên run lẩy bẩy. Chiếc muôi rơi vào trong nồi phát ra tiếng lanh lảnh. À, chuyện, của chủ tịch thị trấn Ngô tôi không rõ lắm. Hết muối rồi tôi phải đi mua đây. Diệp Kim Liên vội vàng nói rồi hốt hoảng chạy mất. Kỳ lạ, sao vừa nhắc tới chủ tịch Ngô thì Diệp Kim Liên lại có vẻ hoảng hốt, chắc là có liên quan tới bà ấy. Diệp Phàm thầm nghĩ và cảm thấy mình có phải quá nhạy cảm không? Một nhân vật như chủ tịch Ngô thì sao có thể có quan hệ với một thủ quỹ thôn nhỏ bé như Diệp Kim Liên? Tuy rằng Diệp Kim Liên không hề xấu, thực ra nếu mặc quần áo của người thành phố thì có lẽ cũng rất hấp dẫn. Đang định đứng dậy rửa tay thì kinh ngạc thấy không phải lọ muối ăn trên chạn vẫn còn hơn nửa hay sao? Sao vẫn còn muối mà Diệp Kim Liên lại nói phải đi mua? Lẽ nào bà ấy biết nguyên nhân chủ tịch Ngô treo cổ nên bị mình hỏi làm cho hoảng sợ sao? Diệp Phàm mải miết suy nghĩ quên cả thời gian. Đến lúc ăn cơm, vẻ mặt Diệp Kim Liên vẫn chưa hồi phục, lúc nào cũng né tránh ánh mắt của Diệp Phàm như có chuyện thẹn với lòng, điều này khiến Diệp Phàm càng lúc càng nghi ngờ. Buổi tối, Lưu Chỉ đi đánh mạt trược, Lý Xuân Thủy cũng đi vào thôn gặp các cô gái để tìm hiểu tình hình bầu cử. Diệp Phàm tiện bước đi tới phòng của Diệp Nhược Mộng. Cô giáo Diệp, vẫn đang sửa bài ạ. Diệp Phàm vờ bắt chuyện. Tổ trưởng Diệp. Mời anh ngồi. Diệp Nhược Mộng miệng nói tay kéo chiếc ghế đầu đưa tới, nhưng thật ra cũng không thích Diệp Phàm bước vào. Nhưng vì muốn tìm hiểu một số tình hình nên Diệp Phàm cũng tỏ vẻ không biết mặt dày bước vào. Cô giáo Diệp à, dạy học có mệt không? Không mệt, chỉ là có một số em hiếu động không dễ quản thôi. Diệp Nhược Mộng vẫn cắm cúi chữa bài. À, cô có biết hôm đó chủ tịch thị trấn Ngô đến thôn ta là vì chuyện gì không? Diệp Phàm tiện mồm hỏi. Hình như nghe nói là nhà họ Ngô và họ Lý loạn lên vì Long Mộ, cũng không biết vì sao. Diệp Nhược Mộng tuy nói rất bình thản, nhưng Diệp Phàm nhìn thấy rõ tay cầm bút của cô đột nhiên run lên, có lẽ ngay cả đánh dấu câu cũng sai. Cô có thể kể cho tôi nghe cụ thể chuyện chủ tịch Ngô đến đây không? Chẳng hạn như buổi sáng làm gì? Diệp Phàm gợi ý nói. Chủ tịch Ngô và Lưu Lương Huy của Sở Tài chính đến thôn lúc 10 giờ. Sau đó gọi những người có vai vế trong họ Lý và họ Ngô đến bàn bạc gì đó, buổi tối lại vừa vặn gặp hôm con gái của chú hai nhà họ Ngô lấy chồng nên uống rượu mừng. Kết quả chủ tịch Ngô uống say về ủy ban của thôn ngủ.
Diệp Nhược Mộng suy nghĩ một hồi rồi thận trọng đáp, nhưng Diệp Phàm luôn cảm thấy giọng nói của cô hơi kỳ lạ, thầm nghĩ bên trong ắt hẳn có chuyện gì đó, chỉ có điều Diệp Nhược Mộng và mẹ cô ấy đã không muốn nói, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì với Chủ tịch Ngô ở trong cung? Diệp Phàm nghĩ lẩn quẩn trong đầu, đột nhiên nghĩ nếu như Chủ tịch Ngô từng ở trong cung, nói không chừng thể có điều tra ra manh mối gì từ đó. Cung của ủy ban thôn rất lớn, bên trong còn để riêng mấy gian phòng làm phòng khách cho người cấp trên xuống, có lẽ Chủ tịch Ngô lúc đó đã ở một trong số căn phòng đó. Cô Diệp à, tôi muốn đi xem thử phòng khách trong cung. Lần này Bí thư Tần đã dặn dò là kinh tế thôn Đập Thiên Thủy không được tốt lắm nên phải kiểm tra xem chăn chiếu trong phòng khách có cũ hay không. Nếu cũ rách hết rồi thì tôi sẽ báo cáo để thay đồ mới, vì nói không chừng lúc nào đó người trên huyện tới đây phải ở trong phòng khách thì không được tiện lắm. Diệp Phàm bốc phét. À, để em đưa anh đi. Diệp Nhược Mộng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phàm rồi lặng lẽ đi trước dẫn đường. Sau khi mở gian phòng ra, phát hiện bên trong ngoài một chiếc giường chăn bông, một giường chiếu cói và một chiếc bàn làm việc cũ cùng hai chiếc ghế đẩu, ngoài ra thì chỉ còn chiếc tủ đầu giường. Giường chiếu được dọn dẹp sạch sẽ, xem ra sau khi Chủ tịch Thị Chớ Ngô đi khỏi thì nơi đây đã được Diệp Kim Liên dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Phàm vờ dở xem chăn, lật lại chiếu nhưng không phát hiện ra cái gì có giá trị nào sót lại. Chăn còn tốt, chiếu cũng vừa thay không lâu, xem ra phải bố trí thêm một chiếc tivi đen trắng là hoàn hảo rồi. Diệp Phàm nói. Sáng sớm ngày hôm sau, hiệu trưởng Trương đưa Diệp Phàm đến Long Mộ. Lưu Chỉ ban đầu cũng bảo đi nhưng sau nghe nói chỗ đó cách thôn 10 dặm thì lại tìm cớ nói chỉ đạo người trong thôn tu sửa trường không đi nữa. Thật ra anh ta đã sớm bám sát lấy Diệp Nhược Mộng. Hơn nữa trường tiểu học thôn Đập Thiên Thủy có đến gần 20 giáo viên, trong đó 10 cô tốt nghiệp trường sư phạm chính quy, cũng xinh đẹp, Lưu Chỉ cứ nhìn đăm đăm khiến Diệp Phàm thấy tức cười. Điều này khiến hắn nhớ tới một câu nói quỷ sứ vào thôn. Xuân Thủy cũng có chuyện không đi. Diệp Phàm vừa nhìn thấy vách núi Cẩu Hùng thì thầm có chút kinh ngạc, đây đúng là vùng thanh tĩnh, một vách núi cao hơn mấy chục mét hướng thẳng lên trời, còn Long Mộ mà người trong thôn Đập Thiên Thủy nói lại nằm ngay dưới vách núi. Chương 32, Long Mộ quái dị. Trên núi nở đầy hoa dại dập dờn trong gió, xung quanh toàn cây cổ thụ, có lẽ từ khi mộ tổ tiên nằm ở đây thì không ai trong thôn dám chặt phá nơi này, vì vậy mới được bảo tồn tốt như vậy, cũng có thể gọi là rừng phong thủy. Mỗi vùng quê thường thường đều có một khu rừng phong thủy, không cho phép chặt phá cây cối vì đó chính là phong thủy, chặt cây không phải là phá phong thủy sao? Tổ trưởng Diệp, cậu nhìn kỹ xem, đầu vách núi kia có phải giống một đầu rồng quái dị không, hơn nữa còn có cả sừng và râu rồng nữa kìa. Hiệu trưởng Trương chỉ vào vách núi phía xa nói. Diệp Phàm quan sát kỹ một hồi, lại nghe hiệu trưởng Trương nói thế nên cũng cảm thấy đúng là có chút giống đầu con chó đang há miệng định cắn người. Dĩ nhiên, đầu chó và đầu rồng cũng na ná nhau. Còn về sừng rồng mà hiệu trưởng Trương nói dĩ nhiên là chỉ hai chỏm nhô ra trên núi, râu rộng thực chất là mấy chục cái dây leo to đùng đoàng dài mấy chục mét. Dây leo mọc từ đầu chó rủ xuống vách đá, nhìn từ xa cũng có chút giống mười mấy sợi râu dài, chẳng trách người ta gọi là râu rồng. Khi đến gần nhìn thấy nơi được gọi là Long Mộ, Diệp Phàm đã đứng chết lặng. Dưới vách núi là một bãi cỏ bằng phẳng xanh mơn mởn. Rộng gấp mấy lần sân vận động, hoang sơ nhưng lại tràn đầy vẻ đẹp thiên nhiên. Các ngôi mộ bên trong chỉ là những mô đất tròn tròn như chiếc bánh bao, được sắp theo hình chữ U. Phía Tây, Đông, Nam đều có mấy chục mộ thẳng tăm tắp, riêng hướng Bắc là vách núi nên không có mộ. Mỗi nấm mộ chỉ lớn bằng chiếc xe con, bên trên xen lẫn cỏ và hoa dại, có những bông hoa còn dập dờn trông giống như đội ngũ hình chữ nhật của quân giải phóng. Khi tới gần, Diệp Phàm ngạc nhiên khi phát hiện trước mỗi hàng mộ còn có một mộ lớn như thủ lĩnh to cỡ chiếc xe tải hạng nặng, bên trên dựng tấm bia đá đã mờ. Tổ trưởng Diệp, ba ngôi mộ lớn ở hàng trước chính là nơi chôn cất ba vị tổ tiên của nhà họ Ngô, Lý, Diệp. Các ngôi mộ thẳng tắp phía sau là những cụ tổ và đời sau của bà nhà Ngô, Lý, Diệp, bây giờ nếu có trưởng tộc hoặc nhân vật quan trọng nào trong dòng họ qua đời thì sẽ được chôn theo thứ tự ở phía sau. Ha ha! Ba vị tổ tiên Ngô Thông Thiên, Lý Hoài Viễn, Diệp Hòa Tín này đúng là giống như kiểu cầm binh đánh giặc để bảo vệ ông lớn nào hay sao ấy, đúng là quái dị. Diệp Phàm bật cười ha hả nói. Lúc trước tôi cũng thấy kỳ lạ, suy nghĩ rất lâu mà không tìm ra chút manh mối nào. Có chút giống thế trận tam tài, tổ trưởng Diệp, cậu thử nhìn chỗ ba người đó vây quanh đi.
Hiệu trưởng Trương Gia Lâm chỉ vào phần chính giữa chữ U nói. Diệp Phàm nhìn theo hướng ông chỉ, quả nhiên phát hiện ra điều kỳ lạ. Ở chính giữa chữ U lại có một mô đất to bằng chiếc xe con. Có suy nghĩ gì không? Trương Gia Lâm cười hỏi. Đúng là không hợp lý. Theo lý thuyết thì về mặt địa lý, phần mộ ở chính giữa chính là vị trí trung tâm của Long Mộ vinh dự nhất, có lẽ là người mà Ngô Thông Thiên, Lý Hoài Viễn, Diệp Hòa Tín muốn bảo vệ. Vì vậy người nằm ở đó chắc chắn là một nhân vật lớn. Nhưng sao mộ của người ấy lại còn nhỏ hơn rất nhiều so với cấp dưới của mình? Xe con và xe tải thực chất không có cơ sở để so sánh. Đây chẳng phải là khách át chủ sao? Diệp Phàm hứng thú đáp. Không sai, đừng nói tôi hay cậu, có lẽ ngay cả người của ba nhà Ngô, Lý, Diệp ở thôn đập thiên thủy này đã nghĩ hơn nghìn năm nay cũng không thể hiểu. Có lẽ trong gia phả bí mật của dòng họ họ có ghi chép nhưng không cho người ngoài biết. Trương Gia Lâm cười nói. Hơn nữa cậu xem, ngôi mộ ở giữa đó còn không có bia, thật đáng thương. Cũng không biết là mộ của ai, trái với lẽ thường, không hợp chút nào. Đúng là quái dị, lẽ nào nói ông thần nằm ở đó là một kẻ chống đối triều đình hoặc là bậc trung thần hay sao? Còn Ngô Thông Thiên, Lý Hoài Viễn, Diệp Hòa Tín vì muốn bảo vệ vị trung thần này nên không dám lập bia. Diệp Phàm suy luận theo những tình tiết thường tình đã xem trong tiểu thuyết. Chuyện này khó nói lắm, chắc chắn không thể nói cho ai biết. Tổ trưởng Diệp nếu có hứng thú có thể điều tra tài liệu về các quan chức chủ chốt thời Đường ở tỉnh Nam Phúc chúng ta, có lẽ sẽ thu hoạch được gì đó. Hiệu trưởng Trương cũng rất nghi ngờ, lại chỉ phía trên vách núi nói. Nhưng long mộ này tôi thấy cũng không giữ được bao nhiêu năm nữa đâu. Anh có ý gì? Diệp Phàm thắc mắc hỏi. Tôi đưa cậu đi vòng lên trên xem thì sẽ hiểu ngay. Trương Gia Lâm nói rồi đưa Diệp Phàm đi theo đường núi hẹp như con run quanh con như ruột dê trèo lên đầu rồng. Y dài, khe nứt to thế. Diệp Phàm thoáng đã nhìn thấy trên đầu rồng ở vách núi có một khe nứt lên dài mấy trăm mét, chỗ nứt lớn nhất có lẽ nhét Diệp Phàm vào cũng không có vấn đề. Nhìn thấy khe nứt dài đó, trong đầu Diệp Phàm lóe lên một ý tưởng to gan tài trời. Hiệu trưởng Trương, khe nứt này sâu bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Chỗ sâu nhất có lẽ cũng chừng 10 mét, lúc trước cắm một ngọn trúc lớn xuống còn chưa chạm đáy, có lẽ sau mấy chục năm gió táp mưa xa nữa, chỗ này cũng sẽ sụp xuống mất. Hiệu trưởng Trương nói. Núi sụp đất lở, tôi nghĩ có lẽ cũng không trụ được mấy chục năm nữa, hoặc hôm nay ngày mai, cũng không biết chừng. Diệp Phàm lắc đầu. Con cháu ba nhà Ngô, Lý, Diệp đều không có ai nghĩ cách giải quyết mối lo này sao? Nghĩ thì đều đang nghĩ, ai cũng không muốn long mộ của tổ tiên bị hủy hoại. Nhưng mà nghĩ được thế nào, ở đây lại không thông với đường lớn. Cho dù có tiền thuê máy đào đất lớn cũng không đi vào đây được. Nếu phát động sức người đào thì sợ khi đào gặp sụp lở trên núi, mất mạng thì không được rồi. Vì vậy chuyện này vẫn là vấn đề khiến ba trưởng tộc luôn nhức nhối. Khó lắm. Trương Gia Lâm thở dài, nhìn đồng hồ nói. Tổ trưởng Diệp, trường tôi còn có chuyện, tôi đi trước nhé. Anh có việc cứ về trước đi, tôi thấy phong cảnh quanh long mộ cũng đẹp, thăm thú một lúc rồi về sau. Diệp Phàm thuận miệng đáp, thật ra hắn đang có chủ ý giải quyết khe nứt, chỉ là tạm thời vẫn chưa có kế hoạch hoàn chỉnh. Trương Gia Lâm đi rồi, Diệp Phàm cảm thấy xung quanh long mộ rất dễ chịu. Liền ngồi khoanh tròn trước mộ tập thuật dưỡng sinh. Suy đoán không sai, hành khí ở đây khiến xương cốt cơ thể vô cùng nhẹ nhàng, có lẽ có lợi cho việc tu luyện. Quái thật, lẽ nào long mộ này đúng là có linh khí sao? Phải là âm khí mới đúng chứ nhỉ? Diệp Phàm lầm bầm nói, hành khí được mấy vòng thì cảm thấy cả người nhẹ nhõm thanh thái. A! À, hét lớn một tiếng, một luồng khí sắc bén từ miệng bắn thẳng lên trời khiến không khí chấn động. Diệp Phàm tung người mấy bước nhanh như vượn lìa rừng, lướt tới cạnh một cây thân to bằng miệng bát rồi vung chân đá ra một phát. Rắc! Một âm thanh giòn vang, thân cây to bằng nắm tay đó gãy làm đôi. Tội lỗi! Diệp Phàm khẽ niệm. Á, đại hiệp! Một âm thanh non nớt xen lẫn kinh ngạc vang lên. Ai, bước ra đây! Diệp Phàm xoay người lại quát phía lùm cỏ tranh, vì giọng nói đó được phát ra từ phía đó. Tổ trưởng Diệp! Xin anh hãy dạy võ cho em. Một đứa trẻ ăn mặc rách dưới chui ra từ bụi cỏ rồi quỳ phịch xuống trước mặt Diệp Phàm. Ô, là em. Diệp Phàm thoáng ngạc nhiên liếc nhìn nhị nha tử, phát hiện sắc mặt cậu bé này vàng ệch,
có lẽ vì ăn không đủ dinh dưỡng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, tuy ăn mặc rách rưới nhưng thân hình lại rất ưa nhìn. Nói thử xem tại sao em muốn học võ? Diệp Phàm điềm đạm hỏi, thật ra trong lòng lại thấy tội nghiệp cho đứa trẻ. Chương 33, người ngoại đạo. Học võ xong thì không bị người ức hiếp nữa, em muốn đánh gãy chân gã con hoang đức quý, hơn nữa học võ cũng có thể cứu người. Nhị nha tử nghiến răng ken két nói. Tổ trưởng Diệp, con trồn ngày hôm đó đúng là tự tay em bắt được, đang định mang về nhà rửa sạch sẽ rồi hầm ăn, ai ngờ bị tên đức quý trông thấy cướp mất, còn vu oan nói em trộm trồn của nó. À, em mấy tuổi, em lấy gì chứng minh em bắt được con trồn to như thế? Diệp Phàm cũng không tin, phải biết rằng một người thợ săn lão luyện cũng chưa chắc bắt được trồn lớn. Hừ, anh không tin, em bắt một con sói chuột lông xanh ghê gớm hơn cho anh ăn thử. Nhị nha tư siết chặt nắm tay ngẩng đầu nói. Nhưng mà, anh phải đồng ý dạy em võ mới được. Sói chuột sói lông xanh. Diệp Phàm lúc này mới nhớ lão Triệu ở cục tài chính còn nhờ mình bắt một con, nhưng nghe nói sói chuột lông xanh không những hung dữ, hơn nữa còn rất giảo hoạt, cơ bản không thể bắt được nó. Nghe nói con vật đó là lai tạp giữa sói rừng và cáo, nên vừa thông minh như cáo, vừa hung bạo như sói, không hề thua kém một con lợn rừng nhỏ. Một đứa trẻ mới 14 tuổi như nhị nha tử nếu gặp phải sói chuột lông xanh lớn có lẽ ngay đến cả tính mạng còn khó giữ chứ đừng nói là bắt nó. Nhưng sói chuột lông xanh lại vô cùng hiếm, ngay cả ở đập Thiên Thủy là khu vực toàn cây cổ thụ này có thể gặp lợn rừng, gà rừng nhưng sói chuột lông xanh thì rất hiếm khi thấy. Thôi đi, đừng nói bừa nữa, anh tin con trồn trong tay đức quý là do em bắt, nhưng sói chuột lông xanh thì không thể nào, hơn nữa căn bản là không tìm thấy nó. Diệp Phàm lắc lắc đầu không muốn dây dưa với một đứa trẻ nên chuẩn bị đi về. Tổ trưởng Diệp, em có thể bắt được nó thật mà. Đôi mắt của nhị nha tử chớp sáng lên. Ừ, hình như em còn thấy nó rồi. Diệp Phàm thoáng ngạc nhiên. Đúng là gặp rồi, chính là ở chỗ thổ gia ao tử. Nhị nha tử đáp giọng chắc nịch. Vậy em dẫn anh đi bắt đi. Diệp Phàm nhất thời nổi hứng. Không được, anh phải hứa dạy em võ cơ, nếu không em. Nhị nha tử còn quỳ dưới đất không chịu đứng lên. Dạy em vài miếng võ cũng được, nhưng mà nhị nha tử này. Tập võ là để phòng thân, không phải dúng để đánh gãy chân người ta, em hiểu không? Hơn nữa học võ không phải ngày một ngày hai là học được, ít nhất cũng mất mười mấy năm mới có chút thành tựu. Diệp Phàm dạy dỗ cậu bé. Á, lâu như vậy sao? Nhị nha tử thoáng thất vọng, con mắt đảo một vòng rồi nói, vậy em chỉ học vài miếng võ là được rồi, hơn nữa phải là tuyệt chiêu. Tổ trưởng Diệp, em sẽ không dùng nó đi bắt nạt người khác đâu, anh tin em đi. Ừ, được, nhưng em phải giữ kín bí mật, không được phép nói cho bất cứ ai biết. Diệp Phàm làm ra vẻ thần bí, lòng thầm thấy buồn cười. Thật ra võ thuật không hề có cách nói tuyệt chiêu. Người có sức mạnh thì vung tay cũng có thể khiến người khác thương tích, không có sức thì chỉ là múa chân múa tay. Làm gì có tuyệt chiêu gì, thực chất chỉ là những trò diễn trên phim ảnh. Dĩ nhiên trong tình huống sức lực không hơn kém nhau bao nhiêu thì chiêu thuật khéo léo để bốn lạng thắng nghìn cân cũng có. Vâng, đánh chết em cũng không nói cho người khác đâu, ngay cả anh trai em cũng không nói. Nhị nha tử thề luôn. Ai, đứa trẻ này. Diệp Phàm nhìn khuôn mặt vàng ệch của nhị nha tử, lòng cảm thấy xót xa. Sau này em sẽ cùng ăn cơm với tổ công tác bọn anh nhé. Không được, nhị nha tử em muốn dựa vào bản thân, quyết không ăn không của người khác. Nhị nha tử nghiến răng đáp. Cũng kiên cường đấy. Diệp Phàm thầm khen ngợi. Lẩm nhẩm câu phải dựa vào bản thân, chớp mắt đã nghĩ ra chủ ý. Thế này nhé nhị nha tử, anh sắp xếp em làm việc cho anh. Nếu làm tốt thì cho tiền cơm, được không? Được à, anh nói việc gì? Nhị nha tử ưỡn ngực giống người lớn hỏi. Em giúp anh thu mua thiên nhĩ linh, dĩ nhiên anh sẽ tìm thêm một người nữa làm cùng em. Diệp Phàm nghĩ ra kế hoạch kiếm tiền của mình, nếu nhị nha tử làm tốt thì có thể trích phần trăm cho cậu bé. Coi như là giúp đứa trẻ kiên cường này. Được à, nhị nha tử không chút đắn đo. Tổ trưởng Diệp, em đưa anh đi xem con sói chuột lông xanh, anh sẽ biết em không gạt anh. Nhị nha tử thần bí nói. Thổ gia ao tử vốn là một thôn tự nhiên nhỏ, có mấy chục hộ gia đình, cách đập Thiên Thủy khoảng 40 phút đi bộ. Mười mấy năm trước vì giao thông bất tiện nên đã chuyển đi hết,
hiện giờ nó chỉ còn là một thôn không người. Nghe nói ở đó là tiền tuyến cách mạng chân chính, đã từng chứa chấp Hồng quân đi rồi lại có đội du kích đánh Vu Hồi. Cuối cùng ngay cả tên trùm thổ Phỉ Lang Từ Gia khét tiếng ở huyện Ngư Dương cũng bị quân giải phóng nhân dân bắn chết ở thổ gia ao tử. Từ xa đã nhìn thấy những bức tường đổ nát điêu tàn nằm rải rác trên nửa sườn núi. Khi chuyển đi, có người thôn thổ gia ao tử ngại phiền hà nên không dỡ nhà mà chỉ mang theo các loại đồ đạc đáng giá. Nhưng người dân thổ gia ao tử lại nghèo sơ nghèo xác, căn nhà cũng chỉ được xây bằng tường đất. Vì vậy cũng không đáng tiền, hơn nữa vì giao thông không được thuận tiện nên chẳng mấy ai muốn chuyển số gỗ mục đó đi. Diệp Phàm và nhị nha tử che một nhành cây lá lên đầu cẩn thận lén vào thôn. Hai người khom lưng đi khẽ khàng giống như kẻ trộm. Đến cách một căn nhà cũ nát dựa vào vách núi chừng 40 mét thì nhị nha tử chỉ vào căn nhà đó và nói vẻ thần bí. Tổ trưởng Diệp, hang ổ của sói chuột lông xanh chính là căn nhà đó. Hay lắm, chúng ta chỉ cần chặn hết cửa sổ vừa lỗ tường thì không phải con sói chuột lông xanh ấy là cá nằm trong chậu sao. Diệp Phàm khá là phấn khích. Không được, anh nhìn kỹ mặt đất xem. Nhị nha tử nói vẻ già dặn. Mặt đất. Diệp Phàm nhìn quanh căn nhà một lượt. Có gì khác đâu, chỉ có một ít đất cát, cỏ dại, mảnh ngói mà thôi. Anh xem chỗ đó. Nhị Mao Tử chỉ tay nói. Diệp Phàm nhìn kỹ lại, phát hiện trước cửa nhà có một đống phân xanh lớn bằng cái bát, anh lập tức lắc đầu nói. Không phải là bãi phân sao, có gì kỳ lạ đâu, có lẽ là của con sói chuột lông xanh. Tổ trưởng Diệp, anh đúng là người ngoại đạo. Sói chuột lông xanh ị phân vây kín xung quanh hang, nếu có người đến gần thì mùi của đống phân đó sẽ phát tán bay đến mũi của nó. Vì vậy thực chất anh không thể nào đến gần hang được, chờ anh chặn xong những lỗ hổng trên tường thì nó đã chạy mất từ lâu rồi. Nhị nha tử giống như một tay thợ săn lão luyện chỉ bảo cho người thợ săn gà mờ Diệp Phàm. Ừ, có lý, rất nhiều thú hoang có bản năng lấy phân, nước tiểu để cảnh cáo đối thủ, có lẽ sói chuột lông xanh cũng vậy. Chỉ là nó biến việc cảnh cáo thành việc phòng vệ. Mẹ kiếp, nhạy như mắt chim ưng Mỹ. Diệp Phàm thầm mắng một câu, nhưng cũng cảm thấy lạ lẫm. Hai người nấp gần tiếng đồng hồ, quả nhiên phát hiện một con vật có bộ lông xanh biếc, trông na ná cáo, thân lại hơi giống chó sói thỏ đầu ra ngoài cửa hang. Con vật khịt khịt mũi, con mắt hấp háy chuyển động, trông nó to như một con sói nhỏ, có lẽ nặng chừng 3-40 cân. Nó há miệng lộ ra mấy chiếc răng nanh nhọn hoắt dài 3-4 cm khiến người trông thấy phải rùng mình. Có lẽ con vật này rất hung dữ. Diệp Phàm khẽ nói. Đúng vậy, nghe nói nó có thể cắn nát tấm gỗ. Nhị nha tử chợt rùng mình một cái, có lẽ cũng hơi sợ, dù gì cậu cũng chỉ là đứa trẻ chưa đầy 15 tuổi. Về thôi. Nhị nha tử lấy tay ra hiệu, hai người đợi sau khi sói chuột lông xanh về ổ liền thận trọng lén ra ngoài thôn. Nhị nha tử, không có cách nào tiếp cận với nó thì sao mà bắt được? Diệp Phàm hỏi, nếu nói đến việc săn bắt thì Diệp Phàm quả thực là một kẻ ngoại đạo, vì vậy hắn cũng không ngại hỏi người dưới. Cũng không có cách nào khác, thứ mà Cục trưởng Tài chính Triệu Bính Kiến giao cho thì phải có bằng được, nếu không sau này làm sao mà lấy được tiền, hơn nữa có thể kết giao với thần tài của huyện Ngư Dương thì đúng là chuyện tốt. Chương 34, phải nhìn xa trông rộng. Tổ trưởng Diệp. Không phải là không có cách, nghe nói sói chuột lông xanh thích ăn gà trống rừng nhất, hơn nữa phải còn sống, còn chết thì nó chỉ ngửi rồi đi mất. Chúng ta không bắt được gà trống rừng thì có thể thử dùng gà nuôi. Dĩ nhiên là phải tạo một cái bẫy trước, nếu không đào được thì em nghĩ có thể dùng một thùng gỗ lớn thay thế. Hồi trước em cũng đã nghĩ làm như vậy rồi, nhưng chỉ vì em không mang được thùng gỗ lớn đi. Tổ trưởng Diệp lại là cao thủ võ thuật, vác một thùng gỗ lớn chắc không có vấn đề gì. Nhị nha tử sắp đặt rành giọt. Chắc có thể được. Diệp Phàm đáp không cần suy nghĩ, phải biết rằng loại thùng gỗ ở nông thôn chí ít cũng nặng mấy chục cân, thậm chí hơn 100 cân. Nếu là đất bằng thì còn dễ, mấu chốt là đến thổ gia ao tử lại không có đường. Lúc trước có con đường mòn, nhưng bây giờ vì không ai đi nên giờ đã bị cỏ dại phủ kín, chưa nói đến việc khiêng chiếc thùng gỗ lớn, cho dù đi người không còn có chút khó khăn. Nhưng may là Diệp Phàm tu luyện thuật dưỡng sinh nên chuyện này không làm khó được hắn. Nhị nha tử, em về nhà tắm rửa thay quần áo trước đi rồi ra đây. Sau này em sẽ đến lão cung ăn cơm. Diệp Phàm nói, hắn rất coi trọng đứa trẻ này vì cảm thấy cậu người nhỏ chí lớn.
Không được, em còn chưa giúp anh bắt được chồn lông xanh. Hơn nữa còn chưa mua thiên nhĩ linh, chưa kiếm được tiền thì sao có thể ăn không được. Nhị nha tử nói năng giống như người lớn, khiến Diệp Phàm chỉ trực cười. Nhị nha tử, nếu anh đã thuê em làm việc thì đương nhiên phải cấp tiền ứng trước phải không? Vì vậy anh ứng trước tiền cơm cho em, đợi em giúp anh kiếm được tiền rồi trừ sau được không? Em có ăn không đâu, đó là em kiếm được vào đôi bàn tay, em là một người đàn ông mà. Diệp Phàm khích lệ cậu bé. Vâng, nhị nha tử suy nghĩ mấy phút rồi đáp. Em sẽ kiếm được tiền, cảm ơn anh. Dứt lời, cậu bé chân thành khom người với Diệp Phàm, sau đó chạy như một làn khói biến mất. Khi trở về lão cung thì đã 5 giờ, thấy Diệp Kim Liên đang nấu cơm, con gái bà Diệp Nhược Mộng cũng đang nhóm bếp. Tổ trưởng Diệp, cậu về rồi đấy à? Nhược Mộng, mau lấy nước cho tổ trưởng Diệp. Từ sau khi Diệp Phàm hỏi bà việc liên quan đến chủ tịch Ngô, Diệp Kim Liên hiện giờ dường như hơi sợ khi trông thấy Diệp Phàm. Tuy miệng nói vẫn nhiệt tình nhưng mặt thấp thoáng có cảm giác như đang phòng trộm. Điều kỳ lạ là Diệp Nhược Mộng đang ngồi trước cửa lò lại không thèm nhúc nhích, hình như là có thành kiến với Diệp Phàm. Không cần đâu, để cháu tự làm. Diệp Phàm thấy vậy vội nói đỡ rồi tự chạy đi lấy nước rửa mặt. Hai mẹ con nhà này lạ thật, hồi trước có vậy đâu. Lẽ nào thật sự họ biết nguyên nhân cái chết của chủ tịch Ngô? Diệp Phàm vừa rửa mặt vừa nghĩ, nhưng hắn lại không tìm được cơ hội nào để mở miệng. Có lẽ cho dù có nói cũng sẽ vấp phải đinh, chuyện này đúng thật là khó xử. Sau khi tắm xong, Diệp Phàm mặt dày ngồi xuống bên cạnh Diệp Nhược Mộng ở cửa bếp lò. Phải biết rằng chiếc ghế đó cũng không rộng cho lắm, Diệp Phàm vừa ngồi xuống khiến hai người sát vào nhau. Diệp Nhược Mộng vội nhích vào bên trong, nhưng cũng đã hết chỗ. Cô nhìn Diệp Phàm một cái nhưng không lên tiếng nói. Mùi hương con gái xông vào mũi khiến Diệp Phàm thấy lòng dạo dực, phía dưới cũng thấy nóng lên không biết vì hơi lửa hay là vì nguyên nhân gì. Dì Diệp à, dì có biết ai trong thôn làm thiên nhĩ linh tốt nhất không? Diệp Phàm trơ mặt hỏi, vì muốn hỏi han nên đành cố mặt dày mày dạn. Trong lòng lại thầm tự an ủi, ai? Mình vì công việc, làm người phải biết nâng lên được cũng hạ xuống được. Năm xưa Hàn Tín vì chí lớn của mình mà cam nguyện chui qua háng tên côn đồ, sau tìm được Lưu Bang, dâng lên thư giới thiệu của Trương Lương, cuối cùng làm tới chức đại tướng quân, chứ nếu ban đầu Hàn Tín mà giết chết tên côn đồ đó thì giết người đền mạng, Hàn Tín cũng sẽ không làm được đại tướng quân, càng không thể giúp Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, thống nhất đất nước. Vì vậy, kẻ đại trượng phu có thể nhịn được cái mọi người không thể nhịn thì mới làm được việc mà mọi người không làm được. À, làm thiên nhĩ linh khô. Nếu cậu muốn thì dì tặng cậu một ít là được. Diệp Kim Liên điềm đạm nói. Không phải đâu dì Diệp, cháu có người họ hàng hôm đó ăn xong thiên nhĩ linh khô cháu mang đi cứ không ngớt miệng khen ngon. Vì hắn ấy là thợ nấu rượu cho người ta, nên nhờ cháu mua một ít. Nhưng mà phải khô mới làm ngon được. Diệp Phàm thấy Diệp Kim Liên đáp lời liền đẩy thuyền xuôi nước. Sợ nhất là bà không mở miệng, chỉ cần mở miệng là dễ nói. Cũng phải. Thiên nhĩ linh khô chắc chắn là tốt nhất rồi. Diệp Kim Liên chỉ ậm ừ một tiếng rồi như đang nghĩ gì đó nên không lên tiếng nữa. Tổ trưởng Diệp, người này xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Diệp Nhược Mộng chợt xen lời vào. Cô, nói là cô làm thiên nhĩ linh khô ngon nhất sao? Diệp Phàm nghĩ có lẽ người Diệp Nhược Mộng đang nói là mẹ cô Diệp Kim Liên, nhưng hắn vẫn cố ý nói như vậy. Ngốc, mẹ tôi. Thiên nhĩ linh khô mẹ tôi làm là nghề gia truyền, tuyệt đối không thua bất cứ người nào ở thôn Đập Thiên Thủy. Trưởng thôn trước đây lên huyện xin tiền tặng lễ mà cần thiên nhĩ linh khô thì đều nhờ mẹ tôi làm. Diệp Nhược Mộng trả lời vẻ đắc ý. Con bé này, nói khoác thế không sợ lãnh đạo Diệp chê cười. Diệp Kim Liên trách nhẹ cô, thái độ đã khá lên đôi chút có lẽ cũng bị Diệp Nhược Mộng chọc cười. Nhưng trong giọng nói vẫn có thể nhìn ra bà cũng có chút tự đắc. Dù gì thứ mình làm có thể được các lãnh đạo lớn của huyện thừa nhận cũng là chuyện vô cùng vinh dự. Dì Diệp à, cháu muốn bàn với dì một việc. Diệp Phàm nói. Chuyện gì vậy? Diệp Kim Liên dùng mình, lại trở về căng thẳng, có lẽ là sợ Diệp Phàm hỏi chuyện của chủ tịch Ngô. Chuyện tốt, chuyện người họ hàng nhờ cháu mua thiên nhĩ linh, cháu muốn nhờ dì và nhị nha tử đi làm. Hơn nữa sau này nhị nha tử sẽ cùng ăn cơm với chúng ta. Cháu muốn bảo cậu bé chuyển tới cung này, tiền cơm cháu sẽ đưa cho dì. Dì chuyên trách làm khô thiên nhĩ linh được thu mua về, phải làm ngon nhất. Người họ hàng của cháu đã nói rồi,
làm một cân khô sẽ đưa dì 10 đồng tiền công, dì thấy được không? Diệp Phàm vội vàng giải thích, sợ làm hai mẹ con bà giật mình. Hả, 10 đồng một cân? Diệp Kim Liên và Diệp Nhược Mông đồng thanh kêu lên tỏ vẻ không tin, có lẽ quá bất ngờ. Phải biết rằng thu nhập trung bình một năm của người thôn đập Thiên Thủy lúc đó không quá 300 đồng. Tiền công ngày của thợ mộc lành nghề mới chỉ gần 10 đồng. Anh nói thật chứ? Diệp Nhược Mộng hỏi. Dĩ nhiên rồi, đây là 5.000 tệ, cháu đưa trước cho gì? Một cân thiên nhĩ linh tươi là 10 đồng, nếu cần thêm gia vị gì để làm khô thì gì cứ mua, ghi chép lại sau này tính một thể. Nhưng có một yêu cầu là phải mua thiên nhĩ linh loại to bằng 3 ngón tay, nhỏ hơn thì không được. Diệp Phàm đã vắt óc suy nghĩ về chuyện này. Nếu không quy định kích cỡ mà cho hái cả loại nhỏ nhất thì rễ của thiên nhĩ linh có lẽ sẽ bị hỏng. Diệp Phàm không muốn làm chuyện giết gà lấy trứng. Hắn còn muốn năm nào cũng có thể mua được một ít, liên tục phát triển. Như vậy thì hàng năm đều có tiền, muốn kiếm tiền thì dĩ nhiên phải biết nhìn xa trông rộng. Được, nhưng mà tổ trưởng Diệp à, không cần 10 đồng đâu, cậu cho 5 đồng là được rồi. Diệp Kim Liên ngần ngại nói như thể bà đang ăn lời quá nhiều. Chương 35, bí mật động trời. Ai, người dân thôn đập Thiên Thủy tuy thô lỗ nhưng cũng rất chất phác. Diệp Phàm thầm than thở, sau đó nói. Dì Diệp, đấy là người họ hàng của cháu nói thế. Không sao, anh ấy có tiền, cứ quyết định như vậy đi, 10 đồng một cân, dì đừng từ chối nữa. Vậy thì được. Diệp Kim Liên tay run run nhận lấy sấp tiền. Có lẽ bà rất ít khi nhìn thấy một số tiền lớn đến 5.000 đồng dù bà mang tiếng là thủ quỹ của thôn. Làng quê nghèo này chỉ có hóa đơn chứ chưa từng nhìn thấy tiền mặt. Chủ nhiệm và bí thư thôn trước nay xin được ít tiền nào thì đều vừa đến tay đã chuyển luôn thành hóa đơn hoặc giấy biên nhận rồi mới đưa đến chỗ bà. Một lúc sau, nhị nha tử mặc một bộ quần áo lành lặn cũng chạy như bay đến cung. Ai, phải mua cho đứa trẻ này mấy bộ quần áo mới. Diệp Phàm lòng thầm xót xa, đứa trẻ không cha không mẹ này thật đáng thương. Diệp Kim Liên và Diệp Nhược Mộng cũng đối xử với nhị nha tử rất tốt. Lúc trước có lúc cũng gọi nhị nha tử đến ăn cơm nhưng đứa trẻ này rất tự tôn, thà chịu ăn rau dại cũng không chịu đi ăn không của bà con lối xóm. Cậu bé rất có chí khí. Diệp Phàm cũng quý đức tính này của cậu, nếu không thì thôn đập Thiên Thủy quá nhiều người nghèo, muốn cứu giúp cũng không thể cứu giúp hết được. Phải nghĩ biện pháp gì đó để cả thôn sống tốt hơn mới được. 6 giờ tối, vừa ăn cơm xong thì Chủ tịch Thái gọi điện tới. Diệp Phàm, thôn đập Thiên Thủy gần đây có gì mới không? Thái Đại Giang hỏi bằng giọng lãnh đạo. Chủ tịch Thái, gần đây chỉ đang tu sửa trường học và tìm hiểu thêm tình hình trong thôn. Tôi muốn nắm rõ tình hình rồi mới lập kế hoạch bầu cử. Diệp Phàm báo cáo lại hết tình hình trong thôn. Ừ, làm tốt lắm. Thái Đại Giang động viên, điện thoại im lặng một lúc rồi mới chuyển đến giọng nói khe khẽ. Tiểu Diệp, chuyện lần trước tôi giao cho cậu đã có manh mối gì chưa? Vẫn chưa tìm được, tôi đang nghĩ cách. Diệp Phàm thoáng giật mình khẽ đáp. Tôi thấy cậu còn trẻ tuổi, làm việc phải biết phân nặng nhẹ. Phải nắm lấy thời cơ, những việc khác cứ từ từ, chuyện này là quan trọng nhất. Thái Đại Giang dường như có chút không hài lòng, phàn nàn vài câu rồi cúp điện thoại. Mẹ kiếp, ông mày có phải là công an chuyên điều tra án cho mày đâu? Cho dù là công an cũng không nhanh được như thế. Có vụ án mấy chục năm không điều tra được cũng là chuyện bình thường, còn cả án treo lịch sử nữa. Mình vừa đến được mấy ngày, quan trọng với không quan trọng cái gì, có quan trọng hơn chuyện bầu cử không? Diệp Phàm tức anh ách lẩm rầm mấy câu. Reng reng reng, điện thoại lại vang lên. Ai đấy? Diệp Phàm hậm hực hét vào điện thoại. Có lẽ bị chuyện Thái Đại Giang vừa rồi làm cho bực bội. Nổi nóng quá nhỉ, ai khiến cậu nổi giận vậy chàng trai? Điện thoại vang lên tiếng cười sang sảng của Tần Chí Minh. Á, bí thư Tần ạ. Diệp Phàm chợt căng thẳng nghĩ thầm, toi rồi, mình lại dám to tiếng với bí thư Tần là nhân vật quan trọng số 1 của thị trấn Lâm Tuyền, đợi phê bình đi. Hắn thấp thỏm líu díu nói. Bí thư Tần, vừa rồi cháu không có ý gì với bác. Vì việc tu sửa trường học gặp chút bực bội nên. Ồ, người trẻ tuổi phải biết nín nhịn, có gì khó khăn thì gọi điện thoại về đây. Chuyện Chủ tịch Ngô tìm hiểu thế nào rồi? Tần Chí Minh không vòng vo đề cập thẳng vấn đề, không giống như Thái Đại Giang cứ úp úp mở mở. Thái Đại Giang chính là loại người đã làm điếm còn muốn thở chinh tiết.
Còn bí thư Tần dù gì cũng là cán bộ xuất thân từ quân đội, tác phong làm việc, làm người đều dứt khoát, thẳng thắn hơn một chút. Thật ra ông đẩy Diệp Phàm đến nơi hiểm hóc như thôn đập thiên thủy này nên trong lòng cũng có chút day dứt, nhưng là tình thế bắt buộc không còn cách nào khác. Vẫn chưa có manh mối, đã bí mật hỏi mấy người. Điều kỳ lạ là vừa nghe thấy việc của Chủ tịch Ngô thì ánh mắt họ rất lạ, sau đó lập tức bỏ đi. Cháu nghĩ là phải lấy được lòng tin của họ trước mới được, chuyện này không gấp được. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Ừ, không vội, cứ từ từ, nhưng mà cũng phải nắm bắt thời gian, đừng gây cho người khác nghi ngờ. Bác nhấn mạnh lại một lần, chuyện này chỉ hai chúng ta biết là được rồi, không thể nói cho bất cứ ai khác biết. Đây là kỷ luật tổ chức. Tần Chí Minh chợt trở nên nghiêm túc. Vâng. Diệp Phàm đáp gọn một tiếng, biết Tần Chí Minh trực tính nên hắn cũng rất dứt khoát. Buổi tối không có việc làm, Diệp Phàm và Nhị Nha Tử liền chuẩn bị cho việc ngày mai đi thổ ra ao tử bắt sói chuột lông xanh. Hai người ăn xong bữa cơm thì đã thân quen hơn. Tổ trưởng Diệp, sao vẫn chưa bầu chọn trưởng thôn của chúng ta thế? Nhị Nha Tử đang giữ vòng che thuận miệng hỏi. Trẻ con thì hiểu gì? Không phải dễ chọn chức trưởng thôn đâu. Em tưởng rằng dễ như chuyện trẻ con đánh nhau ư. Diệp Phàm cộc cằn nói. Kỳ lạ, thôn này nghèo như thế mà sao lắm người tranh giành cái chức trưởng thôn vậy chứ? Đây không phải là tự chuốc khổ vào thân sao, cũng có phải cán bộ chính thức của đất nước đâu. Diệp Phàm lẩm bẩm khó hiểu. Em cũng biết một chút. Nhị Nha Tử nghĩ một hồi rồi chợt bật ra. Em, không thể nào. Trẻ con nít xanh thì hiểu gì? Diệp Phàm lắc đầu, thầm nghĩ không chừng Nhị Nha Tử này biết gì đó thật, nhưng vì muốn khích Nhị Nha Tử nên Diệp Phàm ra vẻ không tin và khinh thường. Đây chính là kế khích tướng, Nhị Nha Tử quả nhiên bị trúng kế, nhỏ giọng kêu. Anh khinh người, hôm đó Chủ tịch Ngô sau khi về đến nhà họ Ngô thì đến thẳng phòng làm việc của ông chú. Ông chú là ai? Diệp Phàm vội gặng hỏi. Ông chú chính là trưởng tộc họ Ngô, tên là Ngô Trung Tu. Lúc đó trưởng tộc triệu tập hai bô lão và chủ tịch Ngô đến cùng nói chuyện. Nhị Nha Tử nói. Em ở ngay sát vách. Họ nói gì? Diệp Phàm hỏi vẻ tình cờ, sợ làm cho Nhị Nha Tử cảnh giác không nói nữa thì phiền. Nếu trưởng tộc họ Ngô bàn việc thì chắc chắn là cơ mật. Lúc đó chủ tịch Ngô trở về, trưởng tộc nói ông ấy nhất định phải nghĩ cách để giành lấy chức trưởng thôn. Chủ tịch Ngô nghe xong thì nói chuyện này khó vì nhà họ Diệp và nhà họ Lý cũng đang nhăm nhe. Muốn làm chút tiểu xảo cũng không dễ, nếu bị người khác biết được thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Ai ngờ ông chú nghe xong lại đập bàn mắng chủ tịch Ngô làm quan to nên quên gốc. Nếu không giúp thì sau này người họ Ngô cũng không nhận chủ tịch Ngô nữa. Sau đó chủ tịch Ngô âu sầu hứa là sẽ cố gắng thử, nhưng lại hỏi trưởng tộc tại sao phải nhất định giành cái chức trưởng thôn nghèo này. Trưởng thôn đập thiên thủy thực chất chẳng kiếm chắc được một cắc nào ngoài mấy trăm tệ hàng năm của thị trấn, mà lại lỡ vụ nông. Ông chú trầm ngâm một lúc mới nói. Tín dân, anh hôm nay là chủ tịch cao quý rồi, chuyện của nhà họ Ngô cũng nên để anh biết. Chức, trưởng thôn có liên quan đến Long Mộ. Nhị Nha Tử nói tới đây thì lén la lén lút chạy ra đóng cửa lại. Liên quan đến Long Mộ, mau nói xem liên quan thế nào. Diệp Phàm cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Ha ha, tổ trưởng Diệp, anh không phải nói em là trẻ con đít xanh sao? Nhị Nha Tử lại đùa cợt Diệp Phàm. Nhóc con muốn ăn đòn phải không, còn muốn học võ nữa không, không học thì thôi, anh cũng không muốn nghe chuyện nhà họ Ngô, Long Mộ gì đó nữa đâu. Diệp Phàm giả vờ tức giận. Đừng tức mà tổ trưởng Diệp, em nói là được chứ gì. Nhị Nha Tử quả nhiên hoảng sợ, thoáng chốc đã xám xịt mặt lại vội vàng nói. Ừ, Diệp Phàm cố tình hừ một tiếng, lòng lại thầm nghĩ cậu nhóc này cũng thật lém lỉnh, lại dám đùa cợt mình. Nhưng mà gừng càng già càng cay. Chương 36, người chủ họ Lư. Lúc ấy ông chú nói, khi tổ tiên ba nhà họ Ngô, Lý, Diệp xây mộ tổ đã mời tổ tiên của nhà họ Cát đến xem. Tổ tiên nhà họ Cát nói ở vách cầu Hùng quả thực là nơi quy tụ linh khí, không những có thể phù hộ con cháu đời sau bình an, hơn nữa sau khi tích tụ được linh khí có thể làm cho một số người trong dòng họ thăng quan phát tài. Mấy trăm năm sau đó, người của ba dòng họ vẫn thân thiết như anh em trong nhà. Nhưng không biết từ lúc nào, tổ tiên họ Ngô và Diệp cùng tranh giành một cô gái, cuối cùng đến nhà họ Lý cũng bị kéo vào. Từ đó về sau tổ tiên ba nhà như nước với lửa, nhiều lần đánh nhau đổ máu tranh giành mấy khu đất tốt trong Long Mộ để bảo đảm con cháu sau này thăng quan phát tài.
Sau khi rối loạn hết cả lên thì chợt xuất hiện một người dòng dõi họ Lư từ tỉnh thành Thủy Châu tới, nói cụ tổ chính là chủ của cụ tổ ba nhà Ngô, Lý, Diệp gồm Ngô Thông Thiên, Lý Hoài Viễn, Diệp Hòa Tín. Dĩ nhiên là tổ tiên ba nhà không tin, nhưng khi trông thấy bằng chứng cổ xưa do người dòng dõi họ Lư ở Thủy Châu đưa ra thì đều công nhận, đặt ra quy tắc dưới sự giảng hòa của con cháu chủ nhân họ Lư. Sau này người của ba nhà Ngô, Lý, Diệp luân phiên nhau làm trưởng thôn của Đập Thiên Thủy, cứ 3 năm lại thay một lần. Trong 3 năm làm trưởng thôn, nếu có người trong dòng họ đó qua đời thì sẽ được một miếng đất vàng trong long mộ hơn hai dòng họ kia. Dĩ nhiên, người chết ấy phải là người có danh tiếng, còn nếu không đủ điều kiện thì cho dù có người chết cũng không được vào long mộ. Lúc đó tổ tiên ba nhà Ngô, Lý Diệp cho rằng chức trưởng thôn dù gì cũng 3 năm thay một lần nên ai cũng có cơ hội, trông chờ vào số phận thôi, vì vậy định ra cam kết. Không ngờ sau khi giải phóng, chính phủ bắt đầu thực hiện chế độ bầu cử, quy tắc trưởng thôn luân phiên không có giá trị pháp luật nên không được chính phủ thừa nhận, tạo thành việc ba nhà vì muốn sau này người già chết có thể chiếm nhiều đất vàng có linh khí thì nhất định phải giành bằng được chức trưởng thôn. Thì ra là vậy, không ngờ một chức trưởng thôn mà có lịch sử xa xưa như vậy, xem ra đây chính là nguyên nhân gây đổ máu khi tranh cử trưởng thôn. Diệp Phàm chợt hiểu, quay đầu hỏi. Nhị nha tử. Có biết người nhà họ Lư đó tên gì không? Không biết, lúc đó trưởng tộc họ Ngô chỉ gọi là người chủ họ Lư, có lẽ chỉ có trưởng tộc và bô lão ba nhà mới biết. Nhị nha tử lắc đầu. Nếu người họ Lư ở Thủy Châu đó được ba nhà Ngô, Lý, Diệp gọi là chủ, vậy thì giả dụ tìm được người đó có lẽ sẽ có thể giải quyết triệt để vấn đề tranh giành chức trưởng thôn Đập Thiên Thủy. Diệp Phàm suy nghĩ xem chuẩn bị lúc nào rảnh sẽ đi thăm trưởng tộc ba nhà này. Tảng sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm và nhị nha tử len lén khiêng một thùng gỗ ngoại cỡ cao 1 mét vuông, rộng gần 2 mét đi đến thổ gia ao tử. Vì Diệp Phàm khiêng chiếc thùng lớn như vậy có thể khiến người khác sợ hãi nên hai người phải lén xuất phát nhân lúc còn sớm. Họ tốn rất nhiều công sức cuối cùng cũng tới thổ gia ao tử. Hai người đặt chiếc thùng gỗ đó ở chỗ cách hang của sói chuột lông xanh chừng 30 mét. Nắp thùng đặt dựng nghiêng trên thùng gỗ, được một chiếc gậy chống lên. Diệp Phàm thả một con gà trống còn sống vào bên trong. Dĩ nhiên chân gà đã được trói chặt bằng sợi dây cước câu cá trong suốt. Tiếng gà trống kêu cuối cùng cũng dụ được sói chuột lông xanh thò đầu ra ngoài, nhưng nó rất giảo hoạt, đứng bên ngoài hít ngửi một lúc lâu mới thận trọng tới gần chiếc thùng, sau đó lại quanh quẩn bên cạnh thùng một hồi mới nhảy tới mép thùng. Nó cảm giác dường như là cái bẫy nên lại quay về hang, phải đến 1 giờ sau mới lại bò đến mép thùng. Nó quay đi quay về không biết bao lần làm Diệp Phàm chóng mặt muốn ngất đi nhưng cuối cùng vẫn không chống nổi bị con gà hấp dẫn, sói chuột lông xanh thận trọng nhảy vào trong thùng, Diệp Phàm đang định kéo dây cước buộc đầu gậy thì bị nhị nha tử kéo vội lại. Tổ trưởng Diệp, không được kéo, nếu làm thế chắc chắn sẽ phát ra tiếng, sói chuột lông xanh rất khỏe, thân thể lại trơn tuột như lươn, chắc chắn nó sẽ chạy thoát. Không kéo thì để nó ăn không con gà rồi bỏ đi à? Diệp Phàm thắc mắc. Ha ha, tổ trưởng Diệp, để nó ăn vài miếng rồi hãy nói. Đến lúc nó quen rồi thì chúng ta sẽ ra tay. Hơn nữa cơ hội sẽ đến, con gà trống kia sẽ chuốc say nó. Nhị nha tử lấp lửng nói. Chuốc say, ý em là sau khi sói chuột lông xanh ăn thịt con gà thì nó sẽ say rồi đợi chúng ta đến bắt. Diệp Phàm lòng rất thán phục cậu bé, đúng là rất biết cách làm. Chuyện này cũng là do em nghe trộm từ chỗ bác thợ săn già giàu kinh nghiệm. Nhị nha tử tỏ ra đắc ý. 2 ngày liên tiếp phí mất 2 con gà. Diệp Phàm và nhị nha tử đấu sức nhẫn nại với sói chuột lông xanh. Trong thôn đã có Lưu Trì và Lý Xuân Thủy nên Diệp Phàm cũng rất yên tâm. Buổi tối ngày thứ 3, Thái Đại Danh lại gọi điện thoại tới thúc hỏi chuyện chủ tịch Ngô. Diệp Phàm dĩ nhiên không nói chuyện long mộ cho Thái Đại Giang biết, chỉ nói là vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân. Đang âm thầm tìm hiểu. Kết quả Thái Đại Danh cũng hơi tức giận, bắt đầu nghiêm giọng khiến Diệp Phàm bực bội mãi. Sau khi bỏ điện thoại xuống, Diệp Phàm đi luôn đến nhà chính của họ Ngô, may mắn gặp được ông lão trưởng tộc Ngô Trung Tu. Tuy đã gần 70 tuổi nhưng gân cốt còn tráng kiện, không hề giống một ông già 70 tuổi chút nào. Hai người tán gẫu một lúc thì Diệp Phàm bắt đầu chủ đề chính. Ông Ngô ạ, cháu nghe nói tổ tiên ba nhà Ngô, Lý, Diệp của Đập Thiên Thủy đã từng là cấp dưới của nhà họ Lư. Nghe nói tổ tiên nhà họ Lư sinh sống ở Thủy Châu, không biết ông có biết tình hình hiện giờ của người nhà họ Lư không?
Diệp Phàm nhấp ngụm trà rồi giả vờ tiện thể hỏi han. Ngô Trung Tu nghe Diệp Phàm hỏi vậy thì chợt biến sắc, liếc nhìn Diệp Phàm rồi nhàn nhạt nói. Tổ trưởng Diệp, cậu nghe đâu ra tin đồn này, không có chuyện đó. Ông ta bác bỏ luôn. Ha ha, cháu cũng tò mò muốn tìm hiểu tình hình một chút thôi. Nói không chừng tổ tiên nhà họ Lư ở Thủy Châu còn là nhà giàu có, cháu nghĩ ông Ngô đây cũng biết rất rõ tình hình đập thiên thủy chúng ta, nếu có thể kiếm được sự giúp đỡ thì tốt quá, lọt sàng xuống nia mà, dù gì cũng có lợi cho đập thiên thủy chúng ta, ông nói có phải không? Diệp Phàm khẽ cười đáp. Ha ha, ta cũng muốn vậy lắm, đáng tiếc là không có chuyện này, có thể quan hệ với người giàu dĩ nhiên là tốt. Ai mà chẳng có nguyện vọng đóng góp chút sức lực vì thôn đập thiên thủy chúng ta. Ai, rất xin lỗi tổ trưởng Diệp, quả thật là xin lỗi. Ngô Trung Tu không hề để lộ chút sơ hở nào, cũng không thể tìm được sự khác lạ gì. Điều này làm Diệp Phàm thậm chí còn nghi ngờ có phải nhị nha tử đã nghe nhầm không. Nhưng lại nghĩ tới ngôi mộ nhỏ bằng chiếc xe con mà mộ của cụ tổ ba nhà Ngô, Lý, Diệp vây quanh có lẽ có liên quan đến tổ tiên nhà họ Lư. Có điều Ngô Trung Tu kín miệng như bưng, có lẽ không có cách nào cậy ra được. Diệp Phàm đành ủ rũ đi về, nhưng khi đi trưởng tộc Ngô Trung Tu còn khẩn khoản xin Diệp Phàm ủng hộ nhà họ Ngô tranh cử chức trưởng thôn, Diệp Phàm dĩ nhiên cũng ậm ừ đáp lời. Trưởng tộc Diệp Đăng Bang nhà họ Diệp là một người béo, nói chuyện cũng phải thở dốc, có lẽ bị huyết áp cao hoặc bệnh suyễn gì đó. Khi Diệp Phàm vừa nói rõ mục đích tới đây, Diệp Đăng Bang đã lắc đầu luôn. Diệp Phàm vẫn nhìn thấy ánh mắt của ông ta có tia khác lạ nhưng lại vô cùng phức tạp khiến hắn không tài nào đoán được. Nếu lúc này thuật dưỡng sinh có thể đột phá đến giai đoạn thứ 5 thì có thể dùng thuật xem tướng có lẽ cũng có thể nắm bắt được chút dấu vết, đáng tiếc bản thân hắn còn chưa được tới mức đó. Cuối cùng hắn lại đến gặp trưởng tộc họ Lý, Lý Viêm Đình. Đó là một ông già gầy gò, mặc chiếc áo tập khí công rộng rãi, ánh mắt như điện. Diệp Phàm cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của ông. Hơn nữa Diệp Phàm còn lờ mờ cảm nhận được chút hơi hướng người luyện võ trên người ông. Lợi hại, lẽ nào ông ta có tập qua mấy miếng thật, nhà họ Lý đúng là thần bí, nói không chừng lúc đó còn là gia tướng của người họ Lư, biết vài ngón nghề cũng rất bình thường, Diệp Phàm thầm thán thưởng. Chương 37, không làm việc chính. Tuy nhiên ông ta lại là người trực tính, Diệp Phàm vừa nhắc tới chuyện nhà họ Lư ở Thủy Châu thì ông ta thừa nhận ngay nhưng sau đó nói thêm là thôn đập Thiên Thủy và nhà họ Lư đã không liên lạc với nhau khoảng 150 năm nay. Có lẽ nhà họ Lư sớm đã chuyển ra nước ngoài hoặc lụn bại rồi. Mãi khi Diệp Phàm hỏi tới tên của người nhà họ Lư thì ông ta ương ngạnh nói. Đây là bí mật gia tộc không được nói cho bên ngoài, rất mong tổ trưởng Diệp thông cảm. Nhân đây cũng mong tổ trưởng Diệp ủng hộ cho nhà họ Lý tranh cử chức trưởng thôn. Đúng là một ông lão đáng yêu. Đây là lời nhận xét của Diệp Phàm với Lý Viêm Đình. 10 ngày sau, chuyện trường học đã được làm hòm hòm. Điều kỳ lạ là gã Lưu Trì hình như đã biến thành người khác, ngày nào cũng đến trường học, đi vào thôn tìm hiểu tình hình, làm việc bạt mạng. Diệp Phàm cũng khó hiểu, còn tưởng rằng gã đã hiểu chuyện nên đổi tính. Chuyện thu mua thiên nhĩ linh rồi làm khô lại càng thuận lợi. Lúc đầu mọi người ở thôn đập Thiên Thủy nghe nói một cân thiên linh nhĩ có thể bán được tới 10 đồng thì chẳng ai tin. 10 đồng lúc đó quả thật rất lớn. Sau lại thấy có người đến cùng nhận được tiền từ tay nhị nha tử thì ai nấy mừng rơn, cơ hồ tất cả người dân thôn đập Thiên Thủy đều giục nhau lên núi hái thiên nhĩ linh khiến trường học thiếu chút nữa chẳng còn ai lên lớp. Sau đó Diệp Phàm phải ra mặt can thiệp thì các em học sinh mới chịu về trường học. Ngày thứ hai, Diệp Phàm và nhị nha tử thấy trong thôn không có việc nên lẻn sớm tới thổ gia ao tử, vì đã tổn thất 5 con gà trốn nên sói chuột lông xanh cuối cùng đã hoàn toàn mất cảnh giác. Lần này vô cùng thuận lợi, sau khi Diệp Phàm để con gà đã say mềm vì bị chuốc uống 2 sái rượu 60 độ vào trong thùng gỗ, con sói chuột lông xanh lập tức chạy vù ra, có lẽ vì ngửi thấy mùi rượu. Nhưng điều kỳ lạ là lần này sói chuột lông xanh không ngoạm ăn luôn mà lôi con gà bị say đó về hang của mình. Hai người cũng chẳng biết làm sao, nếu sói chuột lông xanh không ăn trong thùng thì lúc này có sập nắp cũng vô dụng, vì sói chuột lông xanh quá giảo hoạt. Nhưng điều khiến Diệp Phàm vui mừng là không lâu sau từ ổ của nó phát ra tiếng cắn xé sột soạt, hai người lại kiên nhẫn chờ đợi. Âm thanh trong ổ cứ nhỏ dần đi. Hành động. Vì Diệp Phàm đã tập thuật dưỡng sinh nhiều năm nên đôi tai thính hơn người thường đôi chút,
hắn áp đất nghe ngóng một hồi đoán rằng có lẽ sói chuột lông xanh đã gần như hôn mê, sự cảnh giác đã kém đi rất nhiều. Hai người nhanh chóng tiếp cận ổ chặn lối ra và cửa động. Bắt cá trong giỏ. Dễ như là 1+2=3. Bên trong có 3 con sói chuột lông xanh to, có lẽ chúng hưởng chế độ một sói chuột hai vợ. Diệp Phàm bất chợt chửi. Mẹ kiếp, cậu đây còn chẳng có lấy một mà mày lại có tận hai, đây là cái giá của phong lưu, biết chưa? Nói xong Diệp Phàm đá con sói chuột lông xanh được một cái thật mạnh, cục tức cũng vơi đi phần nào. Hơn nữa còn có 12 con sói chuột lông xanh chỉ bé bằng nắm tay. Sói chuột nhỏ không say, trông thấy Diệp Phàm và nhị nha tử thì giật mình sợ hãi kêu rối rít rồi luồn chạy vào trong hang. Điều khiến nhị nha tử bất ngờ là trong hang của sói chuột lông xanh còn phát hiện được một chiếc mũ lưỡi chai bẩn thỉu toàn phân vẫn còn gắn ngôi sao 5 cánh rỉ sét loang lổ. Cậu thoáng nhìn qua rồi thuận tay ném nó đi, còn bịt mũi rên thối. Diệp Phàm tức suýt nữa tát cậu một cái, hắn vội vàng nhặt nó lên nâng niu như bảo vật, cũng không cần biết thối hay không mà quan sát nó một lúc, lòng thầm chửi. Đúng là cái đồ không có mắt, cái món này nói không chừng còn là đồ cổ, là di vật của các liệt sĩ trước kia của chúng ta. Sau đó cẩn thận cất đi. Diệp Phàm cất luôn cả chiếc mũ sắt bị thủng 5 lỗ đạn ở bên cạnh đi khiến nhị nha tử không hiểu đầu cua tai nheo gì hỏi. Tổ trưởng Diệp, cái mũ đấy nát bét rồi, cầm đến thị trấn Lâm Tuyền bán cũng không được bao nhiêu tiền. Cậu còn tưởng rằng Diệp Phàm muốn đem chiếc mũ sắt này đến hàng phế liệu ở thị trấn Lâm Tuyền bán lấy tiền vì nó là đồ sắt, chắc cũng bán được vài hào. Diệp Phàm dĩ nhiên cũng không giải thích với một đứa trẻ hắn coi là chíp hôi làm gì. Nhị nha tử, có thể nuôi đám sói chuột lông xanh này được không? Diệp Phàm hỏi, nếu có thể nuôi lớn được, 12 con sói chuột lông xanh mỗi con 1.000 đồng thì có thể bán được hơn 10.000 đồng. Đó là 2 năm rưỡi tiền lương của Diệp Phàm, một số tiền không hề nhỏ. Không nuôi được, sói chuột lông xanh chỉ ăn thịt, bản thân chúng ta cả ngày cũng chỉ ăn rau, lấy đâu ra thịt cho chúng ăn. Nhị nha tử lắc đầu, cảm thấy tổ trưởng Diệp sao lại hỏi câu thấp kém vậy. Không sao, cứ bắt về đã, phía sau cung không phải có một khe đá bí mật sao, nhốt ở đó nuôi thử xem sao. Chúng ta dĩ nhiên không cung cấp nổi thịt cho chúng, dùng rau xanh với ngô, khoai thử xem, nếu chúng chịu ăn thì có cơ hội, không ăn thì cho đói chết thôi, nhưng chuyện này em phụ trách, đồ ăn thì để anh giải quyết. Diệp Phàm nghĩ một lát rồi nói. Thật ra sói chuột lông xanh nhỏ trông rất đáng yêu, con nào trông cũng giống một quả cầu nhung màu xanh biếc. Khi làm xong mọi việc thì cũng đã sắp chiều, hai người trở về thôn đem nhốt sói chuột lông xanh ở khe đá rồi mới trở về cung. Vừa nhìn thấy cung đã thấy Lý Xuân Thủy đi đi lại lại trước cửa, hình như có chuyện gì gấp nên trông mặt cô cứ bồn sói chuột lo lắng. Xuân Thủy, có việc gì vậy? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Xuyệt. Lý Xuân Thủy vừa trông thấy Diệp Phàm trở về vội ra hiệu đừng lên tiếng, kéo sang một bên nói nhỏ. Tổ trưởng Diệp, hắn đi đâu mà bây giờ mới về? Phó Chủ tịch Trương sáng nay tới thôn kiểm tra công tác, không thấy hắn có mặt nên tỏ vẻ khó chịu lắm. Bây giờ vẫn ở trong cung, lát hắn vào phải cẩn thận đấy. À, tôi đi tuần núi thôi, không sao. Diệp Phàm cũng không để tâm mấy mà bước luôn vào trong. Tổ trưởng Diệp, hắn mới về đấy à? Lưu Trì mỉm cười buông ra một câu khiến mấy người trong cung nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Thằng nhãi này không có ý tốt, muốn làm mình khó xử đây, Diệp Phàm thầm nghĩ bụng, ngoài mặt lại cười nhạt nhìn qua mấy người trong phòng, phát hiện có một người đàn ông mắt to đang ngồi ở chỗ chính giữa bàn mà mình thường ngồi, lập tức bước tới đưa tay ra nói. Chào mừng Phó Chủ tịch Trương đến tổ công tác thường trú thôn Đập Thiên Thủy kiểm tra công việc, tôi là Diệp Phàm trong tổ công tác. Hừ, tổ trưởng Diệp. Cậu không có chút tính kỷ luật nào hả? Là tổ trưởng tổ công tác thôn, cậu không giải quyết các vấn đề khó khăn của thôn mà lại chạy đi chơi núi ngắm sông. Nhà nước trả lương không phải để cậu đến đây chơi, thật chẳng ra thể thống gì. Trương Huy Lâm lạnh mặt nhìn Diệp Phàm, chưa thèm bắt tay đã mắng thẳng vào mặt. Phó Chủ tịch Trương phê bình phải lắm, tổ công tác chúng tôi còn phải cố gắng nhiều. Hôm nay tôi lên núi chính là để tìm hiểu thêm tình hình ở địa phương. Thử xem có thể giới thiệu được giống cây trồng gì không, chẳng hạn như cây lấy quả v.v. Tôi nghĩ rằng thôn Đập Thiên Thủy có chút loạn chính là vì nghèo quá. Nếu như kinh tế phát triển lên, Diệp Phàm thu tay về giải thích. Giới thiệu, hắn cho rằng mấy kỳ chủ tịch, bí thư, trưởng thôn trước đều là thằng ngu chắc.
Hắn bạn trẻ ạ, làm việc gì cũng phải thực tế một chút, không được có cái bệnh viển vông được. Thành thật ở trong thôn làm những chuyện thực tế mới là quan trọng nhất. Cậu là tổ trưởng tổ công tác, không đi làm công việc lãnh đạo thị trấn giao mà lại cả ngày đi làm những việc vớ vẩn, đây là thất trách có hiểu không? Phó Chủ tịch Trương càng nói càng phấn khích, ông đập phịch tay xuống bàn, quét mắt nhìn mọi người nói. Đối với chuyện ngày hôm nay cậu phải làm kiểm điểm sâu sắc, Chủ tịch Thái giao việc quan trọng như vậy mà cậu lại coi như trò đùa, hừ, chúng ta đi. Trương Hy Lâm nói xong hừ một tiếng rồi dẫn mọi người bỏ ra ngoài. Chương 38, thổi phồng lên là được. Ông đây còn không phải vì thôn đập thiên thủy ư, bắt mấy con sói chuột lông xanh này không phải vì muốn có tiền sao. Làm chút chuyện vì dân làm sao mà khó thế. Diệp Phàm tức tối như muốn nổ tung, cảm giác Phó Chủ tịch Trương làm thái quá, ngầm có ám chỉ. Hắn đứng trong phòng suy nghĩ kỹ một hồi cuối cùng mới có phản ứng, lại thầm chửi. Mẹ kiếp, có lẽ con quỷ già Thái Đại Giang cố ý làm trò. Thì ra tối qua Thái Đại Giang lại gọi điện đến thúc hỏi tình hình Diệp Phàm điều tra chuyện Chủ tịch Ngô tự tử thế nào, Diệp Phàm chỉ có thể cười khổ nói là vẫn chưa tìm được manh mối. Lúc đó Thái Đại Giang hừ lạnh một tiếng rồi cúp điện thoại. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Thái Đại Giang tối qua mới gọi điện đến mà hôm nay Phó Chủ tịch Trương Hy Lâm đã xuống rồi. Một thôn nghèo như thôn đập thiên thủy vốn dĩ chẳng có lãnh đạo thị trấn nào muốn tới. Không nói chuyện khác, chỉ nói đến con đường đau khổ kia đã có thể khiến người đi sóc rời dã xương, không cẩn thận một chút đá trên núi rơi xuống thì cả mạng còn không giữ được. Hơn nữa một bữa cơm tử tế cũng không có mà ăn, trên bàn không phải khoai tây thì là khoai lang, lá rau, chẳng khác nào cám lợn của người thành phố. May mắn lắm gặp bữa mổ lợn thì còn được gắp vài miếng thịt, nếu không chẳng khác gì vào am ni cô ăn chay. Hơn nữa từ khi giải phóng, thôn đập thiên thủy đã bị người trong huyện ngầm bảo nhau là bộ lạc nguyên thủy, ai mà muốn đến bộ lạc nguyên thủy mà lây cái đen đùi kia. Bởi vậy thị trấn Lâm Tuyền cơ bản không bao giờ thấy lãnh đạo nào đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này để chuốc khổ. Dĩ nhiên, chỉ thỉnh thoảng mới có mấy kẻ đen đùi làm mảng dân số và kế hoạch hóa gia đình đến. Nghe nói mỗi lần bắt người đều đến vào đêm không trăng không sao, âm thầm như quân đặc chủng, bắt xong lập tức rút lui mà tốc độ thì chẳng chậm hơn quân đặc chủng chính quy tẹo nào. Vì vậy tổ chuyên trách ban dân số và kế hoạch hóa gia đình của thị trấn Lâm Tuyền đã trở thành tổ phản ứng nhanh, nghe đồn là gồm toàn những bộ đội xuất ngũ, còn được đặc biệt danh nghe thật kêu là hắc tiễn, nghĩa là mũi tên trong đêm tối, nhưng dù là hắc tiễn ra tay thì lần nào đến thôn đập thiên thủy bắt người vẫn có người sứt đầu mẻ trán. Nghe nói tháng trước hai chiếc xe Piker nát của ban sinh đẻ có kế hoạch đến bắt người rồi chuồn đi, kết quả lập tức có 10 chiếc xe ba bánh đuổi theo sau, chỉ thấy người thôn đập thiên thủy ai cũng có vũ khí, người thì cầm xà beng, cuốc, xẻng, gạch, có người vừa tỉnh mộng bèn vớ luôn bô nước tiểu cầm tay. Chốc chốc lại có đá từ xe ba bánh phía sau ném vèo vèo vào xe của ban dân số và kế hoạch hóa gia đình khiến 10 thành viên của tổ hắc tiễn giật mình hoảng sợ thiếu chút nữa là phi thẳng xe xuống vách núi cao mấy trăm mét Chầu Diêm Vương. Dĩ nhiên Diệp Phàm chỉ nghe nói về tình huống đó chứ chưa chứng kiến, hắn tốt xấu gì cũng là người huyện thành, nghe xong chỉ cười trừ chứ thực chất trong lòng không tin. Diệp Phàm lạnh lùng liếc nhìn Lưu Trì một cái, sau đó về phòng đóng rầm cửa thật mạnh. Hắn cầm bút chuẩn bị viết kiểm điểm, suy đi nghĩ lại vẫn thấy mình oan ức, không thể viết được cái gì bèn vứt quách bút đi nhắm mắt dưỡng thần. Tổ trưởng Diệp, bí thư Tần tìm anh. Lúc này Lý Xuân Thủy nhẹ nhàng gõ cửa, đi vào nói. Tiểu Diệp à, nghe nói gần đây cậu đang điều tra tình hình nông thôn, tìm đường làm giàu cho người dân thôn đập thiên thủy phải không? Tần Chí Minh nói từ tốn hiền hòa giống như bậc cha chú vậy. Vâng thưa bí thư Tần. Mấy ngày nay việc tu sửa trường học cũng đã gần xong, tôi nghĩ căn nguyên khiến thôn đập thiên thủy loạn là vì nơi này quá nghèo. Chẳng phải có câu tục ngữ là sông sâu núi hiểm mới có điêu dân sao? Dĩ nhiên không phải tôi ám chỉ người dân ở thôn đập thiên thủy. Mấy ngày nay tôi chạy khắp nơi tìm hiểu tình hình, xem thử có thể làm chút chuyện giúp người dân thôn đập thiên thủy được hay không. Có điều gần đây không làm việc tốt, lãnh đạo phê bình cũng đúng, tôi nhất định sẽ chú tâm làm việc. Diệp Phàm lòng thấy không yên, bụng nghĩ thằng chó Trương Hy Lâm đã ton hót với Tần Chí Minh nên chuẩn bị tư thế chịu thêm một trận phong ba bão táp nữa. Ừ, tốt lắm, còn trẻ nên như vậy. Còn về việc phê bình mà cậu nói thì tôi không hiểu. Tại sao phải phê bình cậu? Cậu muốn mưu cầu hạnh phúc cho người dân thôn đập thiên thủy, đây là chuyện tốt mà. Làm việc cho tốt,
bước tiếp theo cậu cần làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử. Việc bầu cử trưởng thôn Đập Thiên Thủy có vấn đề gì không? Bí thư Tần không những không phê bình mà còn động viên khiến Diệp Phàm không hiểu đầu đuôi thế nào cả. Hắn thầm nghĩ chuyện gì vậy nhỉ? Mấy tiếng trước Phó Chủ tịch Trương còn mắng mình thiếu trách nhiệm, vô tổ chức vô kỷ luật. Chớp mắt sau Bí thư Tần lại khen mình vì dân gì đó. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cùng một chuyện sao lại có đến hai lời phán xét khác nhau một trời một vực thế? Bí thư Tần, theo sự tìm hiểu sơ bộ của tôi thì người dân thôn Đập Thiên Thủy chọn trưởng thôn chủ yếu là vì chuyện Long Mộ. Tôi nghĩ rằng muốn giải quyết triệt để trạng thái tranh giành bằng được chức trưởng thôn của bà nhà Ngô, Lý, Diệp thì phải tìm hiểu được nguyên nhân gốc của nó. Chỉ có như vậy mới có thể bắt thuốc đúng bệnh, giải quyết vấn đề từ cơ bản, nếu không cuộc bầu cử trưởng thôn sẽ còn. Diệp Phàm sắp xếp lại suy nghĩ rồi cẩn thận nói. Ừ, cậu được lắm, loáng một cái đã tìm được nguyên nhân của việc chọn trưởng thôn của thôn Đập Thiên Thủy rồi. Tôi ủng hộ cậu, còn về chuyện chủ tịch Ngô, cậu tìm hiểu thế nào rồi? Bí thư Tần chuyển chủ đề hỏi. Thật xin lỗi Bí thư Tần, chuyện liên quan đến chủ tịch Ngô tôi. Diệp Phàm nói tới đây không biết nên báo cáo thế nào cho phải. Thầm nghĩ vốn dĩ chuyện Long Mộ có lẽ lãnh đạo thị trấn cũng đã biết rõ trong đầu. Mẹ kiếp, ai cũng biết mà không kẻ nào nhắc nhở. Đây chẳng phải là bắt mình đập đầu vào tường hay sao? May mà gặp được nhị nha tử, nếu không thì có phải là đập vỡ đầu chảy máu rồi không? Chuyện trên quan trường đúng là phức tạp, chỉ không cẩn thận một chút thì có khi ngay cả hài cốt cũng không còn. Diệp Phàm thầm nhắc nhở bản thân cẩn thận hơn, may mà được thầy Phí rèn luyện nhiều năm. Nếu không Diệp Phàm đã phải kêu thất thanh từ lâu. Tiểu Diệp à, là cán bộ của đất nước, cần phải lấy tổ chức làm chuẩn, nghe lời của đảng, làm việc gì cũng phải cầu thị. Thái độ của Tần Chí Minh chợt khác lạ. Ý gì đây, nghe lời đảng, lấy tổ chức làm chuẩn. Diệp Phàm suy nghĩ, trong lòng thầm kinh hãi. Tổ chức không phải là Tần Chí Minh sao? Ông ta là bí thư đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền, chẳng phải là đại diện cho đảng sao? Hỏng bét rồi. Tần Chí Minh đang khéo léo ép mình nhận rõ tình thế, đứng đúng đội ngũ. Buổi chiều Trương Hy Lâm có lẽ là chó săn do Thái Đại Giang phái tới, lão quỷ đó đã bất mãn với mình rồi. Nếu không thể hiện rõ thái độ thì lại đắc tội thêm cả bí thư Tần, nhân vật đứng đầu Lâm Tuyền này. Vậy thì mình làm sao mà sống tiếp ở Lâm Tuyền được? Rốt cuộc phải nghiêng về ai đây? Ai mạnh ai yếu, mặc kệ đi, nếu đã đắc tội Thái Đại Giang rồi thì cứ nhắm mắt đưa chân ngả về phía Tần Chí Minh cho xong. Diệp Phàm im lặng vài giây, hắn biết không thể tiếp tục im lặng nữa. Bí thư Tần, tôi sẽ kiên định đi theo đảng. Tôi không quên mình cũng là một đảng viên chủ bị sắp được chuyển thành chính thức. Mấy ngày nay tôi âm thầm điều tra, nghe nói hôm sau khi chủ tịch Ngô đến thôn thì bị trưởng tộc Ngô Trung Tu gọi tới. Ông ta ép chủ tịch Ngô ủng hộ nhà họ Ngô làm trưởng thôn. Ông cũng biết đấy, thôn Đập Thiên Thủy này rất phức tạp. Cho dù chủ tịch Ngô là người đứng đầu thị trấn nhưng muốn quyết định người làm trưởng thôn có lẽ cũng khó. Nhà họ Lý và họ Diệp cũng không phải kém thế, sau đó tôi nghe Phong Thanh là trưởng thôn Đập Thiên Thủy có liên quan tới Long Mộ, nhà nào có chức trưởng thôn thì người trong dòng họ ấy có thể được chia một mảnh đất trong Long Mộ, vì vậy. Diệp Phàm kể hết chân tơ kẽ tóc cho Tần Chí Minh nghe. Dĩ nhiên những chuyện như Diệp Kim Liên vừa nghe nhắc tới chủ tịch Ngô đã biến sắc mặt thì tạm thời chưa nói. Chương 39, tên này có lai lịch thế nào? Không ngờ trong bên trong còn có nguyên nhân này. Ừ, tốt lắm, Tiểu Diệp có thể tìm hiểu được đến mức này cũng không dễ. Tiếp theo cậu thử nghĩ xem làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Những lời mà người khác nói cậu không cần để trong lòng, nên làm gì thì làm cái đấy. Nhưng mà bản kiểm điểm thì cứ viết đi, hơn nữa còn phải viết thật thành khẩn, thái độ tốt, lãnh đạo thị trấn nói cậu vài câu cũng bình thường thôi. Bí thư Tần nói đầy hàm ý, người khác trong lời nói của ông có lẽ là chỉ phe Thái Đại Giang. Tảng sáng ngày hôm sau, điện thoại lại vang lên. Tiểu Diệp à, tôi là Vương Nguyên Thành. Trong điện thoại vang lên tiếng nói nhiệt tình của Vương Nguyên Thành, chủ nhiệm ban đảng chính. Chào chủ nhiệm Vương. Diệp Phàm chào lại rồi đợi Vương Nguyên Thành nói. Nếu là Vương Nguyên Thành gọi điện tới thì chắc chắn có chuyện, không cần thiết phải hỏi việc gì. Là thế này. Hôm nay Phó Chủ tịch huyện được phân quản việc giao thông và Cục trưởng Triệu Cục Tài chính muốn đến thị trấn Lâm Tuyền chúng ta để xem tình hình phát triển đường xá. Cục trưởng Triệu dặn dò lại thư ký nói riêng là trưa nay muốn uống với cậu vài ly. Vì vậy Bí thư Tần gọi cậu về gấp.
Thái độ của Vương Nguyên Thành rất nhã nhặn, nhưng lòng thầm thấy kỳ lạ. Tên nhóc họ Diệp này sao lại giống như rất thân quen với cục trưởng Triệu của cục tài chính vậy? Phải biết rằng Triệu Bình Kiến của cục tài chính trước giờ đều cao ngạo, nắm trong tay quyền lớn nhất về tài chính của cả huyện. Còn đi theo Lý Hồng Dương, nhân vật đứng đầu Ngư Dương, hơn nữa nghe nói trong thành phố cũng có người chống lưng cho. Các chủ tịch, bí thư, cục trưởng thị trấn, thậm chí phó chủ tịch huyện nhìn thấy ông ta còn phải lôi kéo làm quen. Tất cả đều gọi ông là thần tài Triệu. Nếu đến xã hay thị trấn thì bí thư, chủ tịch ở đó nhìn thấy ông cũng phải xu nịnh. Bí thư Tần vừa nghe nói thần tài họ Triệu muốn gọi Diệp Phàm tới uống rượu thì cũng thoáng sững sờ, tất nhiên là vội vàng đáp ứng ngay, dù Diệp Phàm lúc này ở chân trời góc biển nào cũng phải bắt trở về. Diệp Phàm nghe vậy cũng ngạc nhiên trong giây lát, thầm nghĩ lẽ nào anh Triệu biết xem bói. Hôm qua mình vừa bắt được sói chuột lông xanh, còn chưa kịp gọi điện cho lão ta thì hôm nay đã gọi mình về uống rượu rồi. Hắn vội vàng bắt con sói chuột lông xanh cho vào lồng, lấy vải che lên, cuối cùng nghĩ thế nào lại bắt thêm một con sói chuột nhỏ đáng yêu mang cùng. Tối qua sói chuột lông xanh nhỏ có lẽ cũng bị đói ngấu, vì vậy chịu ăn cả khoai tây, khoai lang mà nhị nha tử mang cho. Xem ra động vật ăn thịt cũng chưa chắc đã không thay đổi bản tính. Nếu cứ thế thì đám sói chuột lông xanh đó có thể nuôi được. Phóng xe đường núi bụi mù đến được thị trấn Lâm Tuyền cũng đã hơn 11 giờ trưa vì xe của đại trụ bị hỏng giữa đường, may mà còn sửa kịp chứ không thì đến muộn mất. Diệp Phàm giấu sói chuột lông xanh vào trong phòng trước rồi đi thẳng tới khách sạn Tử Vân. Nhà hàng Tử Vân là nơi đẹp nhất ở Lâm Tuyền, thật ra chỉ là một nhà hàng 4 tầng, nói khách sạn cũng hơi quá. Chỉ có điều cũng không ai cự nữ mấy thứ linh tinh đó với ông chủ làm gì. Diệp Phàm leo lên tầng 4 thì thấy có 3 gian phòng riêng, cũng không biết anh Triệu ở phòng nào. Vừa định hỏi thì chủ nhiệm Vương của ban đảng chính đột nhiên từ nhà vệ sinh đi ra gọi lớn. Ai ra, sao bây giờ cậu mới đến, cục trưởng Triệu sốt ruột lắm rồi, nói là cậu mà không đến thì sẽ bỏ về huyện luôn đấy. Vừa đẩy cửa bước vào gian phòng lớn đã nhìn thấy chừng 10 người ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn nhìn mình chằm chằm. Anh bạn Diệp, đến rồi à? Mau vào đây uống phạt 3 chén, ha ha. Triệu Bính Kiến cất tiếng cười sảng khoái. Phó Chủ tịch Trương, anh Triệu, Bí thư Tần, giữa đường xe hỏng nên đến muộn. Tôi xin tự phạt 6 chén để các lãnh đạo nguôi giận. Diệp Phàm hơi tỏ vẻ căng thẳng nói. Ha ha ha, Tiệp Diệp được lắm, ăn tí gì đi đã rồi hãy uống. Phó Chủ tịch Trương gật đầu nói. Lần này thì hay rồi, Bí thư thị trấn Lâm Tuyền thêm cả mấy Phó Chủ tịch thị trấn, đảng ủy viên đều nhủ thầm trong bụng. Thằng nhóc họ Diệp này rốt cuộc có lai lịch gì, sao đến ngay cả phó chủ tịch huyện cũng thích hắn. Thần tài Triệu khó gần như vậy mà sao lại gọi hắn là anh em, lẽ nào hắn ta là bà con xa của thần tài Triệu. Trên bàn rượu thì chỉ nói chuyện phiếm, kể vài câu cười là có thể gây hứng thú. Diệp Phàm ở đó cũng chỉ uống rượu, căn bản không nói câu nào. Nhưng có thể ngồi ở phòng hạng nhất thế này ăn cơm cũng khiến chủ nhiệm các cấp ban sở trong thị trấn Lâm Tuyền ở phòng bên sang mời rượu cũng phải suy nghĩ tên nhóc họ Diệp này có quan hệ gì với tài thần Triệu. Chủ nhiệm, sở trưởng thông minh một chút thì đối xử rất thân mật với Diệp Phàm, cho rằng muốn tiếp cận thần tài Triệu thì khó nhưng với Diệp Phàm lại dễ hơn nhiều. Sau này muốn có chút tiền hay có chuyện gì thì đánh trước tiếng với Diệp Phàm nói không chừng còn dễ. Cơm no rượu say xong thì Trương Tân Huy và thần tài Triệu lên xe về huyện. Diệp Phàm cũng vờ như không có chuyện gì trở về phòng. May mà lúc này mọi người đều đi tản bộ trên phố, hơn nữa còn là buổi trưa nên trong ủy ban thị trấn không có nhiều người. Diệp Phàm gọi xe kéo chạy tới Thượng Long Loan, vì hắn đã bí mật xin gặp lão Triệu ở Thượng Long Loan để tiễn một đoạn và Triệu Bính Kiến cũng vui vẻ nhận lời. Khi Diệp Phàm vừa tới lại phát hiện cả xe của Phó Chủ tịch huyện Trương Tân Huy cũng đỗ ở đó, Phó Chủ tịch Trương và Cục trưởng Triệu đang thưởng thức cảnh đẹp suối Lâm Tuyền. Đợi chiếc xe kéo đi, Diệp Phàm mới cất tiếng chào. Thằng quỷ thần thần bí bí thế rốt cuộc định làm gì? Muốn nhờ xe thì vừa rồi ở Lâm Tuyền lên thẳng cho rồi, còn bắt anh mày đợi ở đây. Cục trưởng Triệu cười đùa. Có lẽ là sợ lão Tần phê bình cậu không làm việc cả ngày chỉ biết chạy lên huyện phải không, ha ha. Phó Chủ tịch Trương, anh Triệu, xem đây là gì? Diệp Phàm chỉ vào chiếc lồng đen thần bí nói. Lẽ nào cậu bắt được rồi, không nhanh như vậy chứ? Triệu Bính Kiến vừa nhìn đã hiểu ra chuyện, vội bước qua mở ra xem. Vừa nhìn ông đã ngây người một chốc, sau đó bật cười ha ha nói.
Được, được, Tiểu Diệp, cậu được lắm, rất tốt. Phó Chủ tịch Trương, anh Triệu, thằng em gặp may, vừa mới bắt được xong. Em đi đây, còn phải về thôn đập Thiên Thủy cho kịp. Diệp Phàm nói. Ừ, làm việc quan trọng hơn. Phó Chủ tịch Trương ừ một tiếng, ánh mắt có chút khác thường, nhưng cuối cùng vẫn nói thêm một câu. Tiểu Diệp à, cũng phải chú ý làm việc nghỉ ngơi điều độ, đừng làm mệt quá. Nói xong, ông vỗ vào cánh tay của Diệp Phàm. Buổi tối, Lưu Lương Huy của Sở Tài chính lại mời Diệp Phàm ăn điểm tâm. Có lẽ trưa nay thấy cục trưởng Triệu Bính Kiến đối với hắn tốt như vậy nên đến lấy lòng. Một nhóm người còn có cả Thiết Minh Hạ của ban tổng hợp, Triệu Thiết Hải ở đồn công an, Chu Do Minh của ban hành chính nhân dân cũng tới. Vì phòng số 1 của khách sạn Tử Vân đã có người thuê, vì vậy mọi người đã vào phòng số 2. Người anh em Diệp Phàm à, sau này đập Thiên Thủy mà có việc gì thì cứ gọi anh một tiếng. Ha ha, Lưu Lương Huy giống như người thân quen lắm nói chuyện với anh. Cảm ơn anh Lưu quan tâm, sau này chắc phải phiền anh nhiều. Diệp Phàm tiện tay nâng chén rượu lên muốn uống trước với Lưu Lương Huy một chén. Người anh em thẳng thắn lắm, anh Triệu này cũng mời cậu một chén. Triệu Thiết Hải thuận tay nâng chén rượu, Thiết Minh Hạ và Chu Do Minh thấy vậy cũng thuận theo cười ha hả nâng chén của mình lên, cuối cùng lại biến thành mọi người cùng uống. Nhìn tình cảnh giống như mọi người đang mời rượu Diệp Phàm khiến hắn cảm thấy ngại ngần. Diệp Phàm à, đừng khách sáo, về sau ông anh này còn phải phiền chú nhiều. Lưu Lương Huy cười đáp, nhưng không giống như đang đùa. Ấy sao lại nói thế, lẽ nào anh đường đường là sở trưởng sở tài chính thị trấn Lâm Tuyền còn phải đến tổ công tác ở thôn nghèo Thiên Thủy của em để hóa duyên sao? Diệp Phàm nhất thời mù mờ không hiểu. Chương 40, có biến. Ha ha, giám đốc sở Lưu nói thật có lý. Sau này mấy ông anh chúng ta không thể không làm phiền anh bạn Diệp rồi. Các ông thấy có đúng hay không, ha ha. Thiết Minh Hạ của ban tổng hợp cười vẻ láu lỉnh nói. Được được, các ông anh cho em đi tàu bay rồi. Đã như vậy thì mỗi người các anh uống trước 3 chén tự phạt đi rồi nói tiếp. Thằng em này chỉ là một kẻ sinh sau không quyền không thế thì làm sao dám như thế, nhưng vẫn phạt các anh là bởi vì. Diệp Phàm cũng thừa cơ trêu lại. Được, anh bạn Diệp đã lên nói thì tôi uống trước 3 chén tự phạt. Anh bạn Diệp, nhìn kỹ nhé. Cạn. Lưu Lương Huy nâng chén rượu lên cạn liền 3 chén vô cùng dứt khoát. Điều khiến Diệp Phàm mở rộng tầm mắt chính là cả đám Triệu Thiết Hải, Thiết Minh Hạ cũng lập tức tự phạt 3 chén, cũng vô cùng dứt khoát sảng khoái. Nghe nói bình thường mấy người bọn họ đều không phải là dạng như vậy, thậm chí uống rượu còn hay gian lận, chẳng lẽ giờ lại đổi tính cứ như chưa từng được rượu vậy. Họ làm thế khiến Diệp Phàm phải uống liền 6 chén tự phạt để bồi tội, nói giỡn à, thị trấn Lâm Tuyền ngoài bí thư. Chủ tịch và mấy phó chủ tịch thị trấn ra thì mấy ông anh này rất là hoành tráng. Đơn cử như Triệu Thiết Hải là công an, một vài phó chủ tịch thị trấn còn chưa chắc lọt vào mắt xanh của anh ta. Khục khục khục, từ phòng số 2 truyền đến một chàng cười như sói chu. Diệp Phàm uống đến lúc cảm thấy ngà ngà say liền mở cửa ra ngoài đi cầu vì trong phòng không có. Xả ra thật thoải mái, hắn hơi vận chuyển thuật dưỡng sinh để cho giã rượu một chút. Đang kéo khóa quần thì mơ hồ có tiếng nói nhỏ từ phòng số 1 truyền ra. Bởi vì cách vách phòng số 1 chính là khu vệ sinh. Nghe thấy giọng nói dường như không giống người địa phương, Diệp Phàm đùa dai vội vàng ngưng thần tĩnh khí dán tai vào định nghe lén một tí, cũng có một ý định là thử năng lực nghe lén bằng thuật dưỡng sinh của mình một lần nữa. Tiếng nói rất nhỏ chỉ loáng thoáng nhưng truyền tới cái tai thần kỳ nhờ thuật dưỡng sinh lại vô cùng rõ ràng. Loại phòng riêng này có thiết bị cách âm. Người bình thường ở bên ngoài căn bản không nghe được tiếng động bên trong, trừ phi là tiếng náo động rung trời thì mới có thể nghe được một chút. Nhị lăng tử, có mời được người bên Lâm Tuyền này không vậy? Việc này không được khinh thường, mày phải theo dõi sát cho ta. Một giọng nam hơi khàn nói giọng ra lệnh. Làm xong rồi anh Điêu, ngay cả bên Cổ Xuyên cũng có người đến. Vùng lân cận và cả Chiết Giang, Phúc Kiến cũng có mấy người tới đây. Hẹn 12 giờ tối nay gặp nhau ở miếu Ma Cô trên dãy núi Hưởng Giác. Lần này quan trọng nên số lượng có thể nhiều hơn. Một dòng nam sắc nhọn khẽ đáp, có vẻ như đang bấm đầu ngón tay, chắc là người có tên Nhị Lăng Tử. Nhị Lăng Tử, mày nói có gần 200 vạn à? Đã lo chuyện đồn công an thị trấn Lâm Tuyền xong chưa? Tuy nói chỉ là chuyện nhỏ nhưng không thể không phòng, khe nhỏ cũng có thể làm lật thuyền. Một giọng nam trung xa lạ lạnh lùng hỏi.
đã hỏi thăm anh quý tử rõ ràng. Tối nay là tối thứ bảy, thị trấn Lâm Tuyền nhiều nhất cũng chỉ có một cảnh sát trực ban, có thể còn không có, thường thường chỉ là bày đặt. Hơn một nửa cảnh sát của thị trấn nhà ở Ngư Dương, còn lại thì ai có người thân thì đến nhà người thân, ai chơi bài thì chơi bài, áng chừng số lượng còn lại trong trấn không nhiều hơn một bàn tay. Hơn nữa chúng ta có người theo dõi sát cục công an huyện Ngư Dương, có gì bất thường thì bên đó sẽ báo tin về đây, sẽ không có chuyện. Nhị Lăng Tử nói rõ ràng, rất yên tâm. Ừ, Nhị Lăng Tử gần đây cũng học được không ít, làm rất tốt, đi theo anh Điêu nhất định không thiếu người được. Cũng không để các đàn em chịu thiệt, tối nay cho mỗi người ba tờ, làm xong việc thì dẫn tất cả lên huyện Ngư Dương say sưa vui vẻ, ha ha. Quý tử khen thưởng. Mẹ kiếp, toàn những người ở đâu ấy. Nghe giọng nói thì dường như là người bên ngoài tới, Nhị Lăng Tử giống như là người địa phương. Bọn họ tụ tập định làm gì, chẳng lẽ là đến thị trấn Lâm Tuyền ăn cướp sao? Cũng giống mà cũng không giống, đoán chừng không phải chuyện gì tốt. Phải báo trước chuyện này cho anh Triệu mới được, nếu không xảy ra chuyện thì e là đồn trưởng Triệu sẽ phải lột mũ xuống. Anh Triệu cũng không tệ lắm, Diệp Phàm thầm nghĩ, trở lại phòng thì thấy mọi người cũng đã uống không ít nên nói là ngày mai phải về thôn đập thiên thủy nên đi về trước. Thấy hắn nói như vậy, mọi người biết điều giải tán. Đồn trưởng Triệu. Mới rồi thằng em nghe thấy có người trong phòng số 1 nói là sẽ tụ tập ở miếu Ma Cô dãy núi Hưởng Giác của thị trấn chúng ta, nghe giọng nói không giống như người địa phương, em sợ sẽ có chuyện xảy ra, anh phải chuẩn bị trước. Khi ra phố, Diệp Phàm kéo Triệu Thiết Hải ra một rồi khẽ nói. Anh Điêu, Nhị Lăng Tử, anh Quý Tử, cả không phải người địa phương, tụ tập, có người theo dõi cục công an huyện. Triệu Thiết Hải lẩm bẩm trong miệng như suy nghĩ gì đó, đột nhiên dùng mình. Bao nhiêu rượu hóa thành mồ hôi lạnh tuôn ra. Anh bạn Diệp, tối nay chịu ơn anh bạn rồi. Ngàn vạn lần đừng nói chuyện này cho ai cả, bản thân mình biết là được, tôi đi trước. Triệu Thiết Hải chạy vút đi luôn. Nhìn kiểu này thì thật sự là có chuyện rồi, hy vọng anh Triệu có thể bình an vượt qua. Diệp Phàm thầm nghĩ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thì về đến thôn đập thiên thủy, nói là làm lễ cúng trời. Diệp Phàm kiểm tra trường học, thăm dân trong thôn. Loanh quanh vài vòng trên núi, dừng một lúc lâu ở Long Mộ, đặc biệt là cái khe nứt lớn dài mấy trăm mét kia. Còn thừa một con sói chuột lông xanh tạm thời chưa biết biếu ai nên cứ để nuôi. Nhưng nếu bảo sói chuột có tinh thần thì cũng sẽ Diệp Phàm làm cho hôn mê đi, thành bao cát rồi. Một tháng sau, công việc tu sửa trường học chuẩn bị kết thúc. Lần này chẳng những đã thay mới vách ngăn và sàn nhà mà còn xây mới phòng bếp rộng rãi, lắp cửa kính, song cửa sổ vân vân. Hơn nữa Diệp Phàm thừa thế kêu gọi người trong thôn quyên góp mỗi người một tệ bổ theo đầu người, chiêu này cũng khá linh nghiệp, tổng cộng thu được hơn vạn đồng đem luôn ra đổ một lớp bê tông mỏng khắp sân thể thao của trường học, hơn nữa còn làm cho có hình thức như sân bóng rổ. Bọn trẻ mừng rỡ không biết trời đất gì nữa. Cột cờ chính là ống nước kiếm được từ một xưởng đúc thép ở thị trấn Lâm Tuyền, hiệu trưởng Trương thử kéo quốc kỳ xong thì ngẩn ngơ đến hơn 10 phút, thiếu chút nữa rơi lệ, trong lòng cảm khái ngút trời. Mà bây giờ, danh tiếng của Diệp Phàm ở thôn đập thiên thủy cơ hồ lên đến mức độ như ông Phật sống. Người trong thôn nhìn thấy hắn thì ai cũng hân hoan chào ba tiếng, tổ trưởng Diệp, hơn nữa còn tôn kính phát ra từ nội tâm. Còn kế hoạch lớn kiếm tiền của Diệp Phàm rốt cục cũng mang lại khoản tiền đầu tiên. Được Diệp Kim Liên, Diệp Nhược Mộng, Nhị Nha Tử hết sức hỗ trợ, hắn đã có 200 cân tiền vân ti khô mang đến Thủy Châu. Bởi vì lần này Diệp Phàm bỏ ra nhiều tiền nên Diệp Kim Liên làm rất là cẩn thận, hơn nữa còn dùng phương thức tổ truyền ngâm thiên nhĩ linh với một ít thuốc rồi mới phơi khô. Kết quả đại tửu điếm Thủy Châu tính là sản phẩm hạng nhất, đồng ý trả giá cao nhất 1 cân 800 tệ. Khi bán xong mẻ 200 cân thiên nhĩ linh đầu tiên thì Diệp Phàm lời gần 10 vạn đồng. Khi Diệp Phàm nhận xong khoản tiền lớn gần 10 vạn đồng thì cứ như là một tên trộm vặt, trên đường đến ngân hàng cứ hết nhìn đông tới nhìn tây. Sợ bị cướp. Gửi xong tiền mới thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng mình tố chất thấp, chưa từng thấy nhiều tiền. Đích thật là nhiều tiền, tương đương với tổng cộng 25 năm tiền lương của Diệp Phàm. Phải biết rằng thời đó người giàu được gọi là vạn tệ phú, nói cách khác người có hơn một vạn thì có thể gọi là người giàu rồi. Gần 10 vạn thì có thể coi là khoản tiền rất lớn, Diệp Phàm không vui mới là lạ. Chương 41, tội phạm cấp A. Hơ Diệp Phàm coi như đã vào loại người giàu sơ cấp rồi. Dư quản lý của đại tửu điếm Thủy Châu cũng vô cùng cao hứng,
khi đi còn tặng một thẻ vàng khách quý cho hắn. Nghe nói có tấm thẻ này có thể được bớt 20% tổng chi tiêu ở đại tửu điếm Thủy Châu, hơn nữa có thể khu vào hạng sang. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không coi trọng tấm thẻ này, thầm nghĩ mình sống ở một xã hẻo lánh, nhận tiền lương viên chức thì làm sao có cơ hội thường xuyên đến đại tửu điếm Thủy Châu trên tỉnh thành tiêu xài, vì thế ưu đãi giảm 20% cũng chỉ là một miếng bánh lớn trông thấy mà không có phúc hưởng thụ. Khi đi dạo phố tiện thể mua một bộ quần áo cho nhị nha tử, Diệp Nhược Mộng và Diệp Kim Liên. Sau khi trở về thị trấn Lâm Tuyền, hắn đến báo cáo công tác thôn đập Thiên Thủy với Thái Đại Giang, lão chỉ tỏ vẻ lãnh nhạt như kiểu giải quyết việc công với hắn, cũng không có hỏi về chuyện chủ tịch thị trấn Ngô, Diệp Phàm còn tưởng rằng không tra xét nữa. Diệp Phàm về đến đập Thiên Thủy liền đem 2.000 đồng, tất cả đều là loại 10 tệ xếp thành một tập dễ nhìn, trao tận tay Diệp Kim Liên khiến bà hoảng sợ run cầm cập, khăng khăng đẩy ra giống như của khoai nóng làm phỏng tay vậy. Di Diệp à, đây là phần của gì? Người bà con của cháu nói đây có thể coi giống như tiền công cho thợ cả nghề mộc vậy, chẳng qua là có chút khác mà thôi. Mà lại là ông chủ cho, dì nhận lấy đi. Diệp Phàm khẽ cười nói. Mẹ cứ cầm lấy đi. Diệp Nhược Mộng dù sao cũng còn trẻ tuổi nên linh hoạt hơn. Khi 1.000 tệ khác được đưa tới tay nhị nha tử thì nó thật sự không thể tin được vào mắt mình, mừng rỡ phát khóc luôn. Buổi tối sợ bị cướp tiền nên khăng khăng ngủ luôn trên sàn nhà trong phòng Diệp Phàm. Cứ ôm chặt 1.000 tệ vào trong ngực, thỉnh thoảng còn bật dựng dậy trong mộng nhìn xem còn tiền hay không, khiến cho Diệp Phàm cả đêm không ngủ được. Buổi sáng hôm sau, vừa may Xuân Thủy lên thị trấn Lâm Tuyền nên nhị nha tử liền bám theo, đổi thành sổ tiết kiệm xong thì cậu bé mới yên tâm không làm ầm ĩ nữa. Về quần áo mà Diệp Phàm mua thì ba người cứ đẩy qua đẩy lại mãi. Cuối cùng Diệp Phàm phải làm mặt nặng thì mọi người mới nhận. Nhưng vì Thiên Nhĩ Linh cũng có mùa nên sau này nhất định sẽ ít đi rất nhiều. Diệp Phàm cũng không vội, lần đầu buôn bán đã có lời nhiều như vậy rồi. Sáng ngày 8 tháng 10, Diệp Phàm vừa mới ra khỏi giường thì Triệu Thiết Hải gọi điện thoại bảo hắn về ngay thị trấn Lâm Tuyền, nói là có chuyện vui mừng. Khi Diệp Phàm hỏi chuyện gì thì anh ta lại không nói. Còn ra vẻ thần bí. Diệp Phàm hừ lên rồi bắt con trồn lông xanh chuẩn bị mang về thị trấn biếu bí thư Tần. Nghe nói Tần Chí Minh trước kia cũng là một quân nhân chuyển ngành, đoán chừng cũng biết ăn uống. Về đến Lâm Tuyền, vừa mới tắm rửa sạch sẽ thì Triệu Thiết Hải đã vội vã lao vào phòng Diệp Phàm. Anh bạn Diệp, đi theo tôi. Triệu Thiết Hải túm lấy hắn nói vẻ thần bí. Anh Triệu, em thấy anh cứ thích ra vẻ huyền bí. Diệp Phàm thở dài. Lắc đầu bất đắc dĩ đi theo Triệu Đại Hải đến phòng số 1 quán rượu Tử Vân. Đẩy cửa ra thấy bên trong có 4 người đàn ông, 3 trung niên còn chưa già và một thanh niên. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy 4 người này cũng không đơn giản, trên người tản ra một luồng khí vô hình sắc bén. Diệp Phàm tu luyện thuật dưỡng sinh nên hơi có cảm giác đối với cái khí thế quan cách này, vừa liếc đã thấy, hơn nữa loại trong uy thế quan cách này còn hơi có sát khí. Diệp Phàm đoán mấy người không phải thủ trưởng bên công an thì cũng là bên quân cảnh gì đó. Cậu là Diệp Phàm. Người trung niên sống mũi cao, gương mặt không rộng ngồi vị trí chính giữa chợt nheo mắt hỏi, khí thế bức người. Vâng, ngài là. Diệp Phàm cũng không bị khí thế kia làm cho sợ hãi, hơi vận chuyển thuật dưỡng sinh hóa giải uy thế quan cách này rồi đáp, quá độ không mềm không cứng nhưng hơi có vẻ kính cẩn. Ừ, không tệ. Người trung niên hừ một tiếng. Diệp Phàm, để tôi giới thiệu, vị vừa rồi là Tổng đội trưởng Phòng Công an Cảnh sát Hình sự tỉnh Nam Phúc chúng ta Lý Sương Hải. Vị này là Phó Cục trưởng Phân quản Trinh sát Hình sự Cục Công an thành phố Mặc Hương Vu Kiến Thần, vị này là Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an huyện Ngư Dương chúng ta Chu Bách Thành. Triệu Thiết Hải giới thiệu, nhưng lại không giới thiệu người thanh niên cuối cùng, đoán chừng là tay chân đắc lực của ba vị kia. Diệp Phàm cũng không hỏi. Chào đội trưởng Lý, Cục trưởng Vu. Cục trưởng Chu. Diệp Phàm lập tức hơi mụ người đi, tuy lúc trước đã đoán những người này không bình thường, nhưng thật sự nghe Triệu Thiết Hải giới thiệu thì trong lòng vẫn không khỏi có chút căng thẳng. Nào, Tiểu Diệp ngồi đi. Lý Sương Hải lúc này thu bớt khí thế, hòa ái nói. Diệp Phàm cảm ơn ngồi xuống. Là thế này Tiểu Diệp, anh Điêu, Nhi Lăng Tử, Tam Quý Tử mà cậu phát hiện ở phòng số 1 lần trước thật ra chính là một tập đoàn cờ bạc đặc biệt lớn. Có tổ chức nghiêm mật, thủ đoạn tàn nhẫn mang tính chất xã hội đen cực mạnh. Lúc ấy Thiết Hải đã báo cáo, chúng ta biết Cục Công an huyện không thể nào điều động lực lượng cảnh sát,
sợ bị bọn chúng phát hiện cho nên cử đại đội cảnh sát hình sự trực tiếp từ thành phố Mạc Hương tới. Nhưng tiếc là chẳng biết đêm hôm đó nhân vật số 1 Điêu Lục Thuận, nhân vật số 2 Tam Quý Tử đi đớ mà không đi miếu Ma Cô. Sau phân tích, so sánh thêm thì mọi người mới phát hiện rằng Điêu Lục Thuận và Tam Quý Tử rất có thể chính là tội phạm quốc gia cấp độ A năm xưa đã bị truy nã, tuy nhiên vẫn không thể khẳng định được. Chuyện này khiến ban trên tỉnh chú ý cho nên cử đội trưởng Lý xuống. Tiểu Diệp, cậu lúc ấy có nhìn thấy bọn chúng không? Phó Cục trưởng huyện Ngư Dương Chu Bách Thành thân mật nói. Thấy mấy lần, không hiểu vì sao lúc ấy cánh cửa chỉ khép hờ. Tôi đi nhà cầu nghe thấy, nghĩ đến đồn trưởng Triệu bình thường công tác rất cực khổ, sợ bọn chúng gây phiền toái cho đồn trưởng Triệu, mà đồn trưởng Triệu lại là anh em tốt của tôi, cho nên giả say rượu đi nhầm đẩy cửa tiến vào, thiếu chút nữa còn bị kẻ gọi là nhị lang tử đánh cho nên cũng có chút ấn tượng mơ hồ về hình dáng bọn chúng. Diệp Phàm bình tĩnh đáp. Thật ra thì lúc ấy Diệp Phàm chỉ nhìn lướt qua một vòng đã nhớ vô cùng rõ ràng hình dáng mấy người này bởi vì hắn từ nhỏ đã có trí nhớ rất tốt, hơn nữa tu luyện thuật dưỡng sinh lại khiến năng lực càng mạnh hơn nhiều, tuy nhiên hắn cũng không nói quá lớn lối. Anh bạn Diệp, cậu nhận ra bọn chúng trong số những người này không? Triệu Thiết Hải từ rút túi hồ sơ ra một tệp ảnh thật dày. Diệp Phàm nhìn thật kỹ một lượt, thật ra thì hắn liếc qua đã thấy nhưng vẫn giả bộ trầm tư. Suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. Không sai, tên trên sống mũi có nốt ruồi đen lồ lộ này chắc là Điêu Lục Thuận. Tên đầu chọc gầy gò nhỏ con này chắc là Tam Quý Tử. Hai người này nhất định đã từng xuất hiện. Diệp Phàm khẳng định chắc chắn. Cậu chắc chứ? Lý Sương Hải trong bụng vui mừng nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ nghiêm túc. Em chắc mà, lúc ấy có ấn tượng rất sâu đối với hai người đó bởi vì tên gọi là Nhị Lăng Tử còn vung nắm đấm lên định đánh em thì chính hai người này lên tiếng ngăn lại. Diệp Phàm đáp. Tốt, anh chàng này không tệ. Phó Cục trưởng Vu Kiến Thần lên tiếng khen. Tiểu Diệp, theo chúng tôi phân tích thì rất có thể Điêu Lục Thuận và Tam Quý Tử còn đang ở trong đất Ngư Dương. Chúng ta bây giờ đang thi hành kế sách ngoài chặt trong lòng. Tuy nhiên Ngư Dương cũng lớn quá, có tới 50-60 vạn người. Nhiều nông thôn, hơn nữa núi nhiều đường xá hiểm trở. Hơn nữa chúng ta cũng sợ động cỏ làm rắn sợ cho nên chỉ có thể ngầm điều tra. Đập Thiên Thủy là một thôn lớn lại vắng vẻ, bọn chúng có thể chạy đến ẩn núp ở trong nhà người nào đó hoặc trong rừng sâu núi thẳm. Cậu đã là tổ trưởng tổ công tác Đập Thiên Thủy nên có ưu thế đã thông thạo địa hình, vì thế chúng tôi hy vọng cậu có thể phối hợp công tác. Âm thầm xem xét, đương nhiên phải chú ý đến an toàn của bản thân, tránh động cỏ làm rắn sợ. Về phần giữ bí mật thì tôi tin cậu sẽ ghi nhớ kỹ. Vâng, phục tùng tổ chức bố trí. Diệp Phàm đứng lên thể hiện quyết tâm. Tiểu Diệp, chỗ các cậu có phương tiện truyền tin hay không? Lý Sương Hải hỏi. Không có, ủy ban thôn có một máy điện thoại cũ kỹ. Diệp Phàm thuận miệng đáp. Đội trưởng Lý, ở cách thôn Đập Thiên Thủy không xa có một trạm truyền sóng di động được xây để chuyên dùng cho lâm trường cảnh dương. Cách Đập Thiên Thủy theo đường chim bay khoảng chừng 2-3 dặm. Triệu Thiết Hải nói. Chương 42, phối hợp điều tra. Lý Sương Hải trầm tư một lát, quay sang gật đầu với 5 nhân viên trẻ tuổi đứng phía sau. Chỉ lát sau, 5 người đó đã lấy từ trong bọc ra một cái hộp tinh xảo đặt lên bàn. Tiểu Diệp, đây là chiếc điện thoại di động mới nhất trong cả nước, tín hiệu tốt năng lực mạnh, tính bảo mật cao và còn có tự chỉnh loại chuông, cậu hãy cầm lấy. Gặp tình huống khẩn cấp thì có thể dùng nó liên lạc với chúng tôi, tuy nhiên chỉ là cho câu mượn thôi, ha ha. Lý Sương Hải nở nụ cười khó nhọc. Diệp Phàm liền sáng mắt lên. Phải biết rằng lúc ấy có một chiếc điện thoại di động to như cụ gạch đã rất hoành tráng rồi, chiếc này lại to vẻn vẹn chỉ bằng 3 ngón tay thì e là không rẻ. Triệu Thiết Hải ở bên đã sớm thèm đỏ mắt chảy nước miếng ra. Ngay cả một đồn trưởng hoành tráng như anh ta cũng không được quyền dùng điện thoại di động. Cả thị trấn Lâm Tuyền chỉ có 2 người là Bí Thư Tần và Chủ tịch thị trấn Thái được dùng thôi. Chấm, đội trưởng Lý, nếu như là hư hỏng bất khả kháng thì các anh sẽ không được bắt tôi bồi thường đâu nhé. Tôi một tháng chỉ được 300 tệ thì không bồi thường nổi đâu. Diệp Phàm nói giọng tưng tửng. Ha ha, tất cả mọi người cùng cười. Không phải lo lắng, cứ liều dùng đi, chúng tôi bao cước phí cho cậu, nhưng mà cũng phải tiết kiệm một chút. Điện thoại cho bạn gái thì nói ngắn gọn một chút là được, ha ha. Không ngờ Phó Cục trưởng Chu của Cục Công an huyện cũng đùa lại gây ra một tràng cười lớn. Diệp Phàm thấy Cục trưởng Chu cười thì đột nhiên nghĩ đến cái vết nứt ở Đập Thiên Thủy,
hít mạnh một hơi cho tâm tình bình thản lại rồi nói. Phó Cục trưởng Chu, thằng em muốn xin anh một việc được không? Cậu nói đi. Chu Bách Thành mỉm cười vẻ cáo già. Anh cũng biết thôn đập Thiên Thủy rồi, đường khó đi lại bị một đống đất lở xuống suốt gần nửa tháng nay, đến cả xe ba bánh cũng phải mạo hiểm mới chật vật đi qua được. Bởi vì tảng đá kia quá lớn nên không chuyển đi được, không dùng thuốc nổ thì không xong. Em sợ là nếu quả thật gặp tình huống khẩn cấp, nếu như cái đám người anh Diêu, Tam Quý Tử thật sự ấn nấp ở đập Thiên Thủy mà xe cảnh sát vì con đường gió mà không tới được để cho bọn chúng trốn đi thì rất phiền toái. Thế nên muốn xin Cục trưởng Chu phê duyệt cho ít thuốc nổ, thứ nhất là vì bắt tội phạm, thứ hai cũng là làm chút việc thiện vì dân đập Thiên Thủy. Hơn nữa rất nhiều chỗ trên đường đến đập Thiên Thủy cũng cần mở rộng, nếu được như thế sẽ bớt đi rất nhiều nguy hiểm, vì vậy cũng cần khá nhiều thuốc nổ, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Tuy nhiên thôn đập Thiên Thủy không có tiền, là một thôn ăn mày điển hình, ở ủy ban thôn chỉ có một đống hóa đơn và giấy biên nhận, nghe nói còn nợ người ngoài gần vạn tệ. Có thể xin được thuốc nổ hay không? Mọi người vừa nghe Diệp Phàm nói như thế thì đều nhìn hắn và Cục trưởng Chu với ánh mắt lạ lẫm. Lão Chu, coi như Tiểu Diệp lần này đã giúp đỡ rất nhiều. Các ông đêm đó thu hoạch được cũng không ít. Phó Cục trưởng Vu Kiến Thần đùa giỡn. Ừ, Tiểu Diệp đúng là không tệ, phê duyệt đặc biệt cho cậu 5.000 tệ nhé, không lấy tiền thì coi như là thưởng cho cậu vì công đã báo cáo lần trước. Giao cho Thiết Hải làm việc này đi. Chu Bách Thành nghĩ ngợi một chút rồi hơi bất đắc dĩ nói. Cáo già mãi mãi vẫn là cáo già, biến phần thưởng cá nhân của Diệp Phàm thành phúc lợi cho nhân dân đập Thiên Thủy. Tuy nhiên ông ta đảo mắt thấy Vu Kiến Thần ném đá xuống giếng thì nghĩ thầm. Lần trước xin được tổng cộng hơn 200 vạn nhưng cũng bị Cục Công an thành phố Mạc Hương lấy đi một nửa. Cậu Diệp có công lao thì thành phố Mạc Hương cũng phải chi ra một ít, nếu không thì ngư dương keo kiệt quá. Cho nên vội vàng nói. Ha ha, Tiểu Diệp, Phó Cục trưởng Vu là một đại thần của thành phố Mạc Hương, cũng là cấp trên của ngư dương chúng ta, dầu nứt đồ đó. Đã hóa duyên thì không thiếu phần anh ấy có phải hay không? Cơ hội hiếm có đó Tiểu Diệp, cậu nói có phải hay không? Khá lắm Lão Chu, lợi hại, đỏ mắt rồi phải không? Ai, vậy đi, tôi cho 5.000 đồng, đồn trưởng Triệu thực hiện đi, tiền thì Cục Công an thành phố giao. Vu Kiến Thần cũng vui vẻ nói. Sáng hôm sau, Triệu Thiết Hải đã chuẩn bị đủ số thuốc nổ này. Cục trưởng đã bật đèn xanh thì dễ làm nhưng anh ta vẫn luôn miệng dặn dò Diệp Phàm phải bảo quản cẩn thận và dùng cho tốt. Diệp Phàm tâm tình rất tốt, có gần vạn đồng thuốc nổ thì có thể làm được rất nhiều việc. Bởi vì đường đến đập Thiên Thủy thường xuyên tu tu sửa sửa cho nên thôn có tương đối nhiều người có thể sử dụng thuốc nổ, cũng không cần lo lắng về mặt kỹ thuật. Bình thường thì dù có tiền cũng khó mua được thuốc nổ vì đây là vi phạm lệnh cấm dùng vật liệu nổ. Anh Triệu, anh làm thịt con sói chuột lông xanh này cho đội trưởng Lý và Cục trưởng Chu tẩm bổ đi, đập Thiên Thủy ghi nhớ kỹ ân tình của các anh ấy. Xin rất cảm ơn. Diệp Phàm cuối cùng giao con trồn vốn định tặng Tần Chí Minh cho Triệu Thiết Hải. Nhóc con, cậu đúng là, thế mà đến loài vật này cũng bắt được. Sau này có nữa thì đừng quên anh Triệu này. Chúng ta cũng sành ăn lắm. Triệu Thiết Hải cũng rất là vui vẻ, cái loại sói chuột lông xanh này cực kỳ tốt, nghe nói còn có cả tác dụng bổ tinh ích thận nữa. Sẽ không quên đâu, anh Triệu. Diệp Phàm miệng đáp mà lòng toát mồ hôi. Đi đâu mà kiếm cái loại này chứ? Sau khi về thôn, Diệp Phàm âm thầm điều tra xem có người lạ đến thôn hay không. Tuy nhiên nhân khẩu đập Thiên Thủy quá đông nên rất khó khăn cứ như mò kim đáy biển. Nhưng được Diệp Phàm phát động, ba họ Ngô Lý Diệp cũng bỏ rất nhiều công sức sửa đường. Tối ngày 10 tháng 10, Diệp Phàm một lần nữa triệu tập toàn thể cán bộ đảng ủy thôn và tổ trưởng 10 tổ đến họp. Giao cho Lý Xuân Thủy mang hơn 200 tệ đến thị trấn Lâm Tuyền mua đồ ăn. Lần này, bởi vì Diệp Phàm đã quen với tất cả mọi người nên cuộc họp vô cùng hòa hợp, không ầm ĩ như lần trước. Bàn bạc xong thì quyết định ngày 16 tháng 10 sẽ làm lễ kéo quốc kỳ ở trường tiểu học thôn đập Thiên Thủy. Diệp Phàm chủ yếu là muốn nhân cơ hội giao lưu tình cảm, gây chút vị thế, tạo cơ hội với ba họ Ngô Lý Diệp để xem sau này tuyển cử trưởng thôn có thể giảm bớt khó khăn hay không. Buổi tối, Diệp Phàm lại đi chào hỏi tộc trưởng của ba họ. Lý Xuân Thủy và Nhị Nha Tử không có nhà, Lưu Chỉ thì lén lén lút lút chạy tới giúp Diệp Kim Liên làm việc nhà. Dì Kim Liên này, cháu nghe nói ngày đó chủ tịch thị trấn Ngô uống rượu xong liền trở về cung, thấy bảo chủ tịch Ngô uống rượu say thì được gì chăm sóc. Lưu Chỉ giả bộ tùy ý hỏi.
Không có, cháu nghe ai nói lung tung thế? Diệp Kim Liên run lên vội vàng đáp. Hừ, cõi đời này không có tường nào không lọt gió, gì cho rằng cháu không biết chuyện đêm hôm đó sao? Mau thành thật nói ra đi, nếu không cháu sẽ gọi đồn trưởng Triệu của đồn công an thị trấn Lâm Tuyền tới. Lưu Chỉ vừa nghe liền nổi giận lên tiếng uy hiếp, thật ra thì anh ta cũng không biết rõ, đây chẳng qua là chụp mũ đe dọa xem có thể qua Diệp Kim Liên mà tìm hiểu được chuyện sau khi chủ tịch thị trấn Ngô say rượu đêm hôm đó hay không. Cán bộ Lưu, đừng có ép tôi thật sự không biết gì cả. Ngày đó chủ tịch thị trấn Ngô được giám đốc Sở Lưu của Sở Tài chính đưa trở về thì ông ấy đi ngủ luôn, tôi thì biết được gì chứ. Diệp Kim Liên bị dọa sợ bắt đầu run giọng. Không nói phải không? Lưu Chỉ hỏi giọng lạnh băng, giống như thẩm vấn phạm nhân. Mẹ đang làm gì đấy? Lúc này Diệp Nhược Mộng bỗng xuất hiện, phát hiện trên mặt mẹ cô ngấn ngấn nước mắt liền nhào tới. Phát hiện Lưu Chỉ ở gian phòng thì la lên. Cán bộ Lưu, anh làm cái gì vậy? Nhược Mộng, chào cô. Không có việc gì, dì Diệp nghĩ tới một vài chuyện thương tâm thôi, xin lỗi, tôi không nên làm cho dì ấy nhớ lại chuyện buồn, tôi đi đây. Lưu Chỉ ngượng ngùng nói mấy câu. Tộc trưởng Ngô, tuyển cử sẽ phải làm, tôi hy vọng ngài có thể ủng hộ tổ công tác đập thiên thủy làm việc để tuyển cử được tiến hành thuận lợi. Diệp Phàm khẽ cười nói. Tổ trưởng Diệp là cán bộ từ thị trấn tới, nông dân chúng tôi thì có thể giúp được cái gì? Ngô Trung Tu liếc nhìn Diệp Phàm nói vẻ không nóng không lạnh. Nói gì thì nói, ngài đứng đầu một tộc, mọi người trong họ Ngô đều nghe lời ngài. Cháu hy vọng lúc bầu cử ngài có thể trấn an người thuộc họ Ngô, đừng để. Diệp Phàm nói nửa chừng rồi nhìn chằm chằm vào Ngô Trung Tu. Ha ha ha, Diệp tổ trưởng đề cao ta quá rồi. Bây giờ là thời đại mới, cái danh tộc trưởng này chẳng qua chỉ là người trong tộc tôn kính gọi ta chứ thật ra thì chẳng có tác dụng gì. Chuyện này thì ta không giúp được tổ trưởng Diệp gì rồi. Ôi, bây giờ là thiên hạ của thanh niên, cậu có thể thương lượng thêm với thiên lĩnh. Ngô Trung Tu hờ hững nói. Mẹ kiếp, lão cáo già, không giúp mà còn nói đường hoàng như vậy. Diệp Phàm đang định cáo từ thì gặp một nhóm thanh niên họ Ngô dẫn Ngô Thiên Lĩnh đến. Tổ trưởng Diệp tới chơi, chúng ta uống một bữa nào. Ngô Thiên Lĩnh nhiệt tình gọi bà vợ mang rượu và thức ăn lên. Vâng, thường nghe nói bà chị nấu ăn ngon lắm, tối nay có lộc ăn rồi, ha ha. Diệp Phàm mỉm cười nhận lời. Chỉ lát sau. Hai người đã uống đến chai bia thứ năm. Ngô Thiên Lĩnh nhất thời nổi hứng, nói. Tổ trưởng Diệp tửu lượng cao, tôi biết mục đích cậu tới nhưng đập thiên thủy chúng ta không phải là do một nhà họ Ngô gia định đoạt. Nếu như tổ trưởng Diệp có thể thuyết phục cả họ Lý và họ Diệp thì tôi cũng không có ý kiến gì. Ha ha, uống một chầu lớn đi, 12 chén. À, anh Ngô tửu lượng thật kinh người. Người trong thôn ca ngợi là hũ chìm cũng đúng, thằng em này sao có thể uống hơn anh được. Diệp Phàm đưa đẩy. Chương 43, hàng phục hũ rượu. Hê, người anh em cũng biết tiếng xấu của tôi à, ha ha, chỉ là đám người trong thôn nói vống lên mà thôi. Ngô Thiên Lĩnh có chút đắc ý. Như vậy đi, anh Ngô, chúng ta làm một ván cuộc. Anh đã được xưng là cái hũ rượu thì đánh cuộc uống rượu, nếu như em thua thì sẽ nhận lời ra sức hỗ trợ nhà họ Ngô lúc chọn chủ tịch thôn, còn nếu như em may mắn thắng được một chút xíu, vậy thì... Diệp Phàm bỏ lửng câu nói, nhìn Ngô Thiên Lĩnh vẻ khiêu khích. Thình thịch, Ngô Thiên Lĩnh liếc tộc trưởng họ Ngô và hai ông cụ cùng ngồi tiếp khách với hai người một cái, thấy bọn họ cứ thế gật đầu một cách quỷ dị. Thấy vậy, y lập tức cầm cái bát tô đựng canh uống ửng ực một hơi hết chỗ canh vào bụng rồi đặt cạch trên bàn, cười nói. Tổ trưởng Diệp, nói chuyện nên suy nghĩ nhé. Dân quê chúng tôi rất chất phác, giờ ba người cao tuổi trong họ Ngô bảo tôi đồng ý đánh cuộc. Nếu như thua, tôi sẽ toàn lực ủng hộ người anh em làm tốt công tác bầu cử, người họ Ngô tuyệt đối sẽ không sinh sự. Ngô Thiên Lĩnh nói như chém đinh chặt sắt. Y thầm nghĩ, thằng nhãi này không biết trời cao đất rộng là gì, uống được mấy bình rượu to bằng ngựa đã dám múa rìu qua mắt thợ, không biết anh mày có thể tu một hơi hết 12 chai bia sao, vò rượu tính là gì. Năm ngoái Lý Viêm Đình của nhà họ Lý uống rượu thua anh còn phải đi cấp cứu kia kìa, cái gì thì không dám nói chứ uống rượu anh mày chưa kém ai cả. Tối nay nhất định thắng rồi, có tổ trưởng Diệp ủng hộ trong bầu cử thì phần thắng chắc chắn sẽ nhiều hơn. Ngô Thiên Lĩnh phảng phất đã nhìn thấy cảnh tượng bản thân mình được chọn làm chủ tịch thôn. Ha ha, tộc trưởng Ngô, hai ông, các vị làm chứng nhé.
Diệp Phàm cười nói. Ừ, được rồi. Ba ông lão gật đầu, trên mặt ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nở hoa. Nói đến đánh cuộc rượu, bọn họ tuyệt đối tin tưởng Ngô Thiên Lĩnh, ở thôn Đập Thiên Thủy, nói thứ hai sẽ không có người nào dám xưng thứ nhất. Dưới con mắt của ba vị công chứng viên, một bình bia được đưa ra, đến bình thứ 18 thì cả hai đã bắt đầu ngà ngà, thân hình có chút lảo đảo. Ba ông lão họ Ngô lúc này đã có cảm giác không ổn, thằng oát họ Diệp trông bạch diện thư sinh thế kia, cái bụng cũng không lớn vậy mà một hơi đi hết 18 bình, bộ dạng trông vẫn còn có thể chiến đấu tiếp. Đưa chậu ra đây. Diệp Phàm đột nhiên hô to, hắn muốn tăng thêm đô một chút. Chậu, lấy chậu ra làm gì? Bà xã Chu Thụ Hoa của Ngô Thiên Lĩnh không hiểu câu nói của Diệp Phàm nhưng vẫn đưa ra một chiếc chậu vốn dùng để rửa mặt hàng ngày. Diệp Phàm cũng không sợ bẩn, tùy tiện mở ra một chai bia rót vào, cứ vậy liên tục 8 chai đến khi đầy chậu mới thôi. Ngô Thiên Lĩnh ban đầu còn ngơ ngác nhưng thoáng nhìn thì hiểu ngay. Mặt biến sắc tuy nhiên cũng đành phải cương mặt bảo bà vợ mang tới một chiếc bình men vẽ hoa to bằng cái đầu người rồi ào ào rót cho đầy bình. Anh Ngô, bắt đầu đi, uống vậy cho nhanh ha. Diệp Phàm nói xong nâng cái chậu rửa mặt lên uống ửng ực, không để lọt ra ngoài một giọt, một hơi đổ hết vào bụng. Đương nhiên, thuật dưỡng sinh trong cơ thể cũng mở hết tốc lực hóa giải hơi bia. Tuy nhiên thuật dưỡng sinh hóa giải dù sao cũng chậm, một chậu bia kia sau khi vào bụng thì bắt đầu quay cuồng. Tuy nhiên Diệp Phàm vẫn liều chết chế ngự. Bia trong bụng trào ngược lên đến cổ họng lại bị bản thân hắn cường ngạnh đè xuống, sự khó chịu không khác với tra tấn. Ngô Thiên Lĩnh bên kia cũng đang liều mạng uống hết chậu bia, con mắt khép hờ, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi toát ra như tắm, hai chân bắt đầu đánh võng dường như sắp không chịu được. Dù sao cái chậu này cũng chứa cả 8 chai bia, trước đó đã uống vào cả hơn 10 chai, nếu cứ bình thường uống vào mỗi lần một bình thì chắc cũng còn trụ được. Diệp Phàm có thuật dưỡng sinh còn y thì không, toàn dựa vào bụng của mình để chưa. Nhìn ba ông lão trên bàn, vợ của y lo lắng không dứt, chỉ sợ y vỡ bụng một cái thì biết làm sao. Thiên Lĩnh, anh nhận thua đi, đừng uống nữa. Chu Thụ Hoa rốt cuộc nhịn không được, nói hơi nghẹn ngào. Cút ngay, chuyện của đàn ông, đàn bà biết gì mà xen vào. Ngô Thiên Lĩnh dùng khuỷu tay gạt đi. Ta uống, ta uống, ta uống uống uống. Thiên, Thiên Lĩnh, nếu thật sự không ổn thì bỏ đi. Tộc trưởng Ngô cũng mở miệng, lão chỉ e cháu mình cứ gắng vậy thì tiêu mất. Không được. Ngô Thiên Lĩnh nói một tiếng rồi tiếp tục. Y uống được một nửa chậu rồi buông bịch một cái, cả người lẫn chậu văng ra đất, chân tay khuở khoảng mấy cái rồi cố gắng dặn được mấy tiếng. Diệp, người anh em họ Diệp, tôi phục. Sau khi nói xong liền ngoẹ y đầu sang một bên ngủ như chết. Diệp Phàm cũng là đã được một thanh niên họ Ngô dìu về lão cung. Trong lúc mơ màng, hắn cảm giác được một bàn tay mịn màng chăm sóc, có thêm một mùi hương dịu dàng quen thuộc. Tuy nhiên Diệp Phàm chỉ ngoẹ y đầu ngủ say, không biết thưởng thức một chút hương diễm, đáng tiếc a. Ngày 16 tháng 10. Ngày này đối với người dân thôn Đập Thiên Thủy mà nói là một ngày cực tốt, trường tiểu học đã sửa chữa mới hoàn toàn. Còn được Phó Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Vĩnh Trạch của huyện Ngư Dương cùng với Phó Chủ tịch Trương Hy Lâm của thị trấn Lâm Tuyền đến thăm. Vốn ban đầu Diệp Phàm sẽ là ngôi sao bây giờ lại hóa ra là vai phụ, trên đài chủ tịch cũng có một ghế nhưng xếp ở góc. Diệp Phàm buồn bực đồng thời cũng có chút kỳ quái, chỉ là sửa chữa trường tiểu học của một thôn, xây lại một nhà bếp tường đất mà phải cần cả Phó Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Vĩnh Trạch và trấn ủy viên đảng ủy, Phó Chủ tịch thị trấn Trương Hy Lâm đại giá quang lâm sao? Chuyện này thật đúng là quá tà dị, tuy nhiên sau khi nghe hai vị lãnh đạo phát biểu thì hiểu ra bản thân mình làm việc cả nửa tháng trời đều là làm mai mối cho người khác. Lưu Vĩnh Trạch hắng giọng một cái rồi bắt đầu phát biểu, bởi vì không có micro và ampli nên cuối cùng vẫn là bí thư chi bộ Lý Thông Minh, không biết từ đâu đã lôi ra một bộ khuếch đại âm thanh bán dẫn bằng đồng đưa cho Lưu Vĩnh Trạch, đoán chừng là đồ mà Lý Lục Cẩu của thôn Đập Thiên Thủy vẫn dùng dao bán thuốc chuột. Lưu Vĩnh Trạch kích động lên tiếng. Các đồng chí, các hương thân, tôi rất vui mừng thấy trường tiểu học của thôn Đập Thiên Thủy từ chỗ rách nát được sửa chữa gần như mới. Ngay cả sân trường cũng đã được lát xi măng, là trường tiểu học cấp thôn đầu tiên trong huyện Ngư Dương của chúng ta làm được như vậy. Đừng nói là trường tiểu học cấp thôn, ngay sân trường của trường học trung tâm Lâm Tuyền vẫn là sân đất. Đối với việc này tôi phải cảm ơn bà con thôn Đập Thiên Thủy và tổ công tác của thị trấn, đặc biệt là sự ủng hộ của Lưu Trì.
Bởi vì lúc Lưu Trì đến thôn đập Thiên Thủy thấy trường học rách nát chỉ e bọn trẻ đi học gặp nguy hiểm, cán bộ Lưu lập tức báo cáo lên chính quyền thị trấn và ngành giáo dục huyện Ngư Dương và tổ trưởng Diệp đề nghị sửa chữa trường. Sau khi lập được kế hoạch chu đáo, Lưu Trì lại chạy khắp nơi tìm kinh phí. Hơn một tháng qua, anh đã cắm chốt ở trường tiểu học Thiên Thủy này. Lúc Lưu Vĩnh Trạch đang nói chuyện, mấy ngàn thôn dân đập Thiên Thủy đều cười một cách quỷ dị. Thiên Lĩnh, sao bảo người đề xuất sửa chữa là tổ trưởng Diệp mà, hơn nữa nghe Xuân Thủy nói tổ trưởng Diệp còn xin được gần 1 vạn đồng, giờ sao thành là cán bộ Lưu chạy được vậy? Một người đàn ông chừng 50 tuổi hỏi. Phi, đoạt công lao quá, đồ chó hoang. Ngô Thiên Lĩnh nhổ tuệt một bãi nước miếng. Kể từ khi đêm hôm đó cùng Diệp Phàm biện rượu sau khi, Ngô Thiên Lĩnh lại là đối với Diệp Phàm là bội phục rất. Mẹ kiếp, thật không biết cảm thấy thẹn, trứng đản cọng lông. Lời này cũng nói được đi ra ngoài, đoán chừng cái gì cục giáo dục chó má phó cục trưởng là Lưu Trì tiểu tử kia cái gì thân thích. Lý Viêm Đình đã ở nhỏ giọng mắng. Có đạo lý, cũng họ Lưu, nhất định có mở ám rồi. Một thanh niên bên cạnh tiếp lời. Sau khi Lưu Vĩnh Trạch phát biểu thì Lưu Trì dẫn đầu vỗ tay, Trương Hy Lâm và mấy tay chân đắc lực cũng phụ họa. Tuy nhiên mấy ngàn người trong thôn lại tỏ vẻ hờ hững, chỉ lác đác có mấy người hùa theo. Quan sát thật kỹ sẽ thấy tên hăng hái nhất là Lý Đức Quý. Thằng danh này nói là được xưng cái gì Lâm Tuyền Tam Phách, thật ra cũng chỉ là một tên vỗ mông ngựa cộng thêm là một con cọp giấy mà thôi. Chương 44, chuyện ngoài ý muốn. Các hương thân, mọi người khỏe. Tôi là Trương Hy Lâm ở thị trấn Lâm Tuyền, lần này được Chủ tịch Thái ủy thác tới chúc mừng tổ công tác của thôn đập Thiên Thủy, có thể sửa chữa thành công trường tiểu học của thôn. Công lao của tổ công tác thật không nhỏ, đề nghị mọi người cùng vỗ tay cảm ơn. Nói tới đây, Trương Hy Lâm đem giơ tay quá đầu để vỗ, ở dưới đài cũng bừng lên tiếng hoan hô vang dội, thiếu chút nữa làm điếc tai Lưu Vĩnh Trạch. Tốt, Phó Chủ tịch Trương nói sự thực. Không biết người nào hô lên một câu làm đám đông ồ lên hưởng ứng. Trương Hy Lâm phất phất tay tiếp tục nói. Tuy nhiên, còn phải đặc biệt khen thêm Lưu Trì ở tổ công tác. Lúc anh ấy ngay lập tức về báo cáo với Chủ tịch Thái, mọi người đều cùng nhìn thấy. Các vị xem, lúc vừa mới tới thôn đập Thiên Thủy, cán bộ Lưu trắng trẻo biết bao nhiêu, giờ đã thành cục sắt đen rồi, nghe nói là vì do anh một lòng bám trụ để tu sửa trường học mà dãi nắng dầm mưa. Tôi đại diện cho Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền chúc mừng và cảm ơn Lưu Trì cùng với tổ công tác thôn đập Thiên Thủy. Thôi chó, đen, là tâm đen. Thằng danh kia suốt ngày chòng ghẹo mấy cô giáo ở trường tiểu học thì có, làm cho bọn họ không yên. Làm việc, làm cái rắm, còn không phải là cả ngày chạy trên núi hái hoa dại trêu chọc cô giáo vui vẻ cho phơi ra à. Diệp Vĩ Cường thấp giọng mắng, bởi vì con trai gã sau khi ở trường về thường xuyên phàn nàn là cô giáo ở trường thường cùng lên núi đi dạo chơi với cán bộ Lưu cán bộ. Người trong thôn phần lớn đầu bất bình thay cho, tuy nhiên cũng không có ai ngu ngốc đứng lên phản đối. Còn Lưu Trì thì không hề biết liêm sỉ, dương dương tự đắc ngồi trên đài chủ tịch đón ánh mắt nhạo báng của mấy ngàn người, còn tưởng là dân chúng đang khen ngợi mình. Kết quả sau khi Trương Hy Lâm nói xong thuận tay đem cái loa bán dẫn cho Lưu Trì. Lưu Trì vờ vịt đưa đẩy cho Diệp Phàm một lát rồi cầm lấy nói mấy câu hoa hòe, làm tội bí thư Lý Kinh Đống phải ra sức đè nén tiếng bàn tán phẫn nộ, trong lòng lão thầm kêu gào, phục vụ cho loại người này thật quá mất thể diện. Còn đại tổ trưởng Diệp Phàm của chúng ta hình như đã bị người ta quên bén, ngồi im thít ở một góc đài chủ tịch, vò nát bao mẫu đơn. Giờ hắn đã hiểu tại sao Lưu Vĩnh Trạch và Trương Hy Lâm lại cùng mò đến đây làm gì, đoán chừng là bị Thái Đại Giang giật dây. Đồ con rùa, lão Thái, lão Châu bỏ đấy. Đã vậy ông mày ôm chặt lấy bí thư Tần xem mày làm gì được nào. Mày không phải là có nhân tình sao, thằng cụ nó, sẽ có lúc tao cho mày ăn bùn. Diệp Phàm hung hăng mắng thầm. Bí thư Chi bộ Lý đang chuẩn bị đứng lên mời Diệp Phàm phát biểu vài câu thì chợt thấy cặp mắt dường như hoa lên, nhìn thấy có mấy người đang đi lên từ dưới đường nhỏ. Trong đó người lão biết rõ là phó bí thư thị trấn Tống Ninh Giang, nhưng khiến cho lão hết hồn là hình như một trong hai người trông rất giống thần tài đại lão gia Triệu Bính Kiện của huyện Ngư Dương. Mấy giây đầu, lão còn cho là mình hoa mắt, nói cũng phải, người ta là thần tài đại lão gia. Làm sao chịu tới xó xỉnh hẻo lánh này? Lão vội vàng dụi mắt nhìn lại thì thấy rõ ràng là cục trưởng Triệu, bởi vì bí thư Chi bộ Lý thường xuyên đi huyện Ngư Dương hóa duyên nên rất quen với cục trưởng Triệu, thậm chí có lần bí thư Lý cũng mang chăn bông tìm tới thần tài Triệu, may mắn làm sao được cấp mấy ngàn đồng.
Còn chưa chờ bí thư chi bộ Lý kịp phản ứng, Lưu Vĩnh Trạch, Trương Hy Lâm cùng với mấy tay chân đã sớm chạy ra. Bọn họ chẳng những bị tài thần triệu dọa, chủ yếu nhất chính là còn nhìn thấy người ở giữa, Phó Chủ tịch huyện Trương Tân Huy. Lưu Vĩnh Trạch và Trương Hy Lâm xun xoe đưa tay ra, Phó Chủ tịch Trương chỉ hời hợt đưa tay điểm một cái như chuồn chuồn đạp nước rồi thụt lại, báo hại hai cánh tay của Lưu Vĩnh Trạch và Trương Hy Lâm chống không ngượng nghịu. Đại thần tài triệu còn trâu bò hơn, căn bản là không có đưa tay, giống như sợ cái lạnh tháng 10 nên cứ đút tay trong túi, chỉ liếc mắt gật đầu một cái, coi như là bắt tay rồi. Đương nhiên hai người cũng không dám lên tiếng gì, nói giỡn sao, người ta là thần tài toàn thân là tiền, cho dù đích thân Thái Đại Giang tới còn phải cúi đầu khom lưng, vì thế bọn họ chỉ biết giữ vẻ mặt hơn hớn theo sau. Diệp Phàm đang cúi đầu buồn bực hút thuốc thì chợt có một bàn tay vỗ mạnh vào vai. Người anh em họ Diệp, nghĩ gì vậy? Có phải đang mơ màng em Khả Hinh không? Ha ha, hay muốn trở về huyện, muốn cho nào cứ bảo anh một tiếng là xong. Triệu. Anh Triệu ca, anh tới rồi à? Diệp Phàm thoáng cái không kịp phản ứng, đứng lên vẻ ngơ ngác. Ha ha ha, chẳng những anh mà anh Trương cũng tới rồi. Triệu Bính Kiện đang khá vui vẻ, thật ra thì hôm nay nguyên nhân là do Trương Tân Huy muốn đến để thăm cháu y là hiệu trưởng Trương Gia Lâm. Bởi vì Trương Gia Lâm phải khuất mình ở nơi hẻo lánh này là do y nên trong lòng Trương Tân Huy luôn áy náy, vừa lúc gặp cục trưởng Triệu bảo là muốn xuống thôn đập thiên thủy nên rủ đi cùng. Buổi tối hôm qua, Triệu Bính Kiện gọi điện thoại cho Diệp Phàm hỏi sói chuột con có thể bắt thêm một con hay không. Bởi vì lần trước y được Diệp Phàm tặng cho một con về cho con gái chơi rất yêu thích, ai dè một lần đem đi dạo phố lại bị xe cán chết liền một mực bắt đền ông bố. Nghe con gái cứ khóc ầm ĩ, đầu Triệu Bính Kiện rốt cuộc muốn nổ tung nên không thể làm khác hơn là gọi điện cho Diệp Phàm thử vận may, ai dè Diệp Phàm đáp ứng ngay nên hôm nay đương nhiên là xuống rồi. Đồng chí Tiểu Diệp. Cực khổ rồi. Gia Lâm cứ luôn nói cậu là một đảng viên chân chính, vì trường tiểu học của thôn đập thiên thủy đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Trương Tân Huy thể chủ động bắt tay Diệp Phàm thật chặt, khiến Lưu, Trương hai người phía sau đầy vẻ đố kỵ chỉ muốn xông lên thế tay vào đó. Phó Chủ tịch Trương Tân Huy quản lý mảng giao thông, hiện nay có không ít khoản màu mỡ nên là một Phó Chủ tịch huyện rất có quyền lực. Mọi người chú ý, ngồi cả đi. Giờ chúng ta hoan nghênh lãnh đạo huyện phát biểu. Các cháu thiếu niên thân mến, trường học của các cháu hiện giờ được như vậy hoàn toàn nhờ vào Phó Chủ tịch huyện Trương và Cục trưởng Triệu và Tổ trưởng Diệp. Bí thư chi bộ Lý lên tiếng mở lời. Được rồi, tôi tới đây chỉ để nói hai điều. Nhìn thấy trường học thay đổi lớn như vậy, tôi rất vui mừng. Nói thật, đồng chí Diệp Phàm là Tổ trưởng Tổ công tác thôn đập thiên thủy nhưng trên tay không có cả quyền lẫn tiền, vậy mà anh lại có thể làm được. Tôi kể một chuyện này. Vừa rồi tôi thấy con đường đi vào thôn đập thiên thủy đã sửa chữa rất nhiều nơi, những chỗ đá lở cũng đã được nổ tung đi hết, các vị có biết Tổ trưởng Diệp đã xin được bao nhiêu thuốc nổ không? Phó Chủ tịch huyện Trương ngẫu hứng nói ra một loạt vấn đề vì lúc ở dưới đã nghe Lưu Vĩnh Trạch và Trương Hy Lâm thổi phồng chuyện của Lưu Trì, khi đó Trương Tân Huy và Triệu Bính Kiện đã đùng đùng nổi giận. Triệu Bính Kiện còn mắng. Mẹ kiếp, Tiểu Diệp vì xin được ít tiền đã uống suýt chết. Bọn con rùa này lại đem công lao đổ hết cho người nhà, đi, bạn học cũ, chúng ta đòi công đạo cho Tiểu Diệp. Vì vậy lời của Phó Chủ tịch huyện Trương tràn đầy thâm ý. Nhất định là phải 3,000-4,000 đồng, ta xem sửa đường phải chi dùng rất nhiều. Ngô Thiên Lĩnh đứng lên hô. 3,000, không chính xác, phải là gần 10,000 đồng tiền thuốc nổ. Trương Tân Huy vung tay lên nói. A, 10,000 đồng. Số tiền này đích thực là một con số trong mơ với quần chúng lao động ở đây, ánh mắt của mọi người nhìn Diệp Phàm đầy vẻ khâm phục. Tôi cũng không sợ mất thể diện mà nói một câu. Lúc đồng chí Diệp Phàm tới huyện xin tiền, tôi có giao cho anh ấy một nhiệm vụ là cứ uống một chén rượu sẽ nhận được 15 đồng tiền, thử nghĩ xem, nhiều tiền như vậy cần uống bao nhiêu rượu, mấy trăm chén a. Tiểu Diệp sau đó phải nhập viện nên tôi rất áy náy. Nói khó nghe thì trên mỗi tấm ván gỗ của trường học đều dính mùi rượu khổ ải của Tiểu Diệp ma. Triệu Bính Kiện cũng lên tiếng phụ họa. Chương 45, sóng ngầm bắt đầu khởi động. A. À, sau một lúc yên lặng thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Các hương thân, bí thư Tần hôm nay để tôi đại diện cho Đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền và Ủy ban Nhân dân tới đây để chúc mừng tổ công tác thôn đập thiên thủy, đặc biệt phải cảm tạ tổ trưởng Diệp Phàm. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tác phong làm việc lại rất thành thục.
Phó Bí thư Đảng ủy Tống Ninh Giang của thị trấn Lâm Tuyền cũng lên tiếng. Tổ trưởng Diệp, mời cậu phát biểu một, hai câu, dân thôn thôn Đập Thiên Thủy chúng tôi mãi mãi sẽ ghi nhớ cậu, mọi người nói có đúng hay không? Lúc này Diệp Đại Trụ đứng lên hô. Đúng, tổ trưởng Diệp vẫn chưa phát biểu, mọi người yên lặng nào. Diệp Vĩ Cường đứng lên phất phất tay để dẹp trật tự. Tôi không có gì để nói, tôi tới thôn thôn Đập Thiên Thủy là để công tác, chỉ cần mọi người ủng hộ là tôi mãn nguyện rồi, cảm ơn. Diệp Phàm nói gọn. Xôn xao. Một trận tiếng vỗ tay như thủy triều quét qua lễ đài, cánh tay của đám Lý Xuân Thủy, nhị nha tử, Diệp Nhược Mộng thiếu chút nữa thì bị bỏng. Sau khi đưa tiễn các vị lãnh đạo, Diệp Phàm cũng cảm thấy mệt rã. Qua trao đổi trên bàn rượu, hắn cảm thấy mấy đại diện của nhà họ Ngô, Lý, Diệp và các họ khác đã hòa hợp hơn, trong lòng cũng hết sức cao hứng, đã làm tốt quan hệ thì công tác chuẩn bị cho bầu cử sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Kỳ quái chính là Huy Phó Chủ tịch huyện Trương Tân lúc gần đi len lén kéo Diệp Phàm ra một góc nói vẻ khổ sở. Tiểu Diệp, tôi muốn nhờ cậu một việc, cậu chơi thân với Gia Lâm thì nên khuyên nó rời khỏi thôn thôn Đập Thiên Thủy nhé. Tôi đã sắp xếp được một vị trí cho nó ở Cục Giáo dục huyện, cho dù không muốn trở về huyện lỵ thì trở về học khu thị trấn Lâm Tuyền cũng được. Nó đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ, sao lại như thế được, cũng không thể độc thân cả đời. Ai, nghiệt duyên a. Chuyện này cậu phải để tâm nhiều vào đấy, sau này lên huyện có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi, nếu có thể giúp tôi nhất định sẽ cố gắng. Sau khi nói xong lấy ra một tờ giấy đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm định hỏi tại sao lúc gặp Trương Tân Huy thì không nói mà lại nhờ qua mình nhưng hắn đoán chừng người ta có điều khó xử nên cũng không hỏi sâu thêm. Cuối cùng thôn thôn Đập Thiên Thủy đã dán thông báo 4 người được đề cử ra để bầu vào vị trí chủ tịch thôn bao gồm Ngô Thiên Lĩnh, Lý Tuyên Đình, Diệp Vĩ Cường, Trương Cư Thủy. Đương nhiên, Diệp Phàm không coi trọng nhất là Trương Cư chính bởi vì anh ta là đại diện cho các họ khác ở đây, nhân số không quá 2.000 người. Trong khi đó ba nhà họ Ngô, Lý, Diệp nhân số tổng cộng có tới hơn 9.000 người. Khi tham gia bầu cử thì họ Lý là đông nhất, thứ nhì là họ Ngô và cuối cùng là họ Diệp, vì vậy chủ tịch thôn những năm trước, họ Lý chiếm đến hơn một nửa. Cho nên phần mộ của họ Lý ra ở Long Mộ cũng chiếm số lượng nhiều nhất, không trách hôm đó hắn nhìn thấy mật độ mộ họ Lý trong Long Mộ dày hơn một chút. Chỉ có vài lần họ Ngô liên thủ với họ Diệp mới vượt qua họ Lý, vì thế mà oán hận chồng chất giữa ba họ ngày một dày. Diệp Phàm cảm giác thôn Đập Thiên Thủy quả thực giống như một thùng thuốc súng đang nhanh chóng bành trướng, còn tổ công tác chính là ngòi nổ, ngay cả thời điểm nổ cũng không thể khống chế. Tác dụng quyết định trong quá trình bầu cử không phải là ba họ Ngô, Lý, Diệp mà lại là các họ khác trong thôn, ví dụ như Chu, Vương, Trương. Bởi vì bọn họ không có thực lực tranh đoạt với ba họ kia nên kết quả trở thành miếng mồi tranh đoạt. Vì vậy quan hệ giữa các thôn dân của họ khác cũng rất phức tạp, có người thì tốt với họ Ngô, có người thì tốt với họ Lý, có người lại tốt với họ Diệp. Năm trước thậm chí xảy ra xung đột vì chuyện tranh đoạt các họ khác. Cho nên đại diện Trương Cư Thủy của các họ khác muốn trúng cử trên căn bản là không thể nào. Nếu quả thật có thể thì chỉ có thể là nhờ một trong ba họ lớn kia ủng hộ, cộng với bản thân họ cũng phải đoàn kết. Chỉ riêng chuyện thứ nhất đã là không thể, lần bầu cử này ba họ lớn đã dốc hết sức lực, quyết tâm giành cho được cái ghế chủ tịch. Lần bầu cử trước cũng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà đã phát sinh đổ máu, cuối cùng huyện Ngư Dương phải phái ra cảnh sát vũ trang. Chuyện này trong lịch sử bầu cử Hoa Hạ cũng là chấn động. Cũng may lúc ấy huyện Ngư Dương làm tốt công tác giữ bí mật. Hơn nữa thôn Đập Thiên Thủy đúng là quá mức vắng vẻ nên cũng không có mấy người chú ý tới. Nếu có một vài phóng viên có lỗ mũi thính nhạy đánh hơi ra thì vừa nghe tới đường tới thôn Đập Thiên Thủy có lẽ cũng rút lui không dám tới, bằng không tin tức đã nhanh chóng truyền ra ngoài rồi. Nằm trên giường phân tích một chút, Diệp Phàm cảm giác đầu mình như sắp nổ tung, trăm mối như tơ vò mà không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên trong lòng Diệp Phàm cũng mơ hồ có một kế hoạch kinh thiên động địa. Đó chính là diệt từ gốc mầm mống gây họa, cho nổ tung thánh địa Long Mộ của thôn Đập Thiên Thủy. Lần trước phát hiện trên vách cầu hùng phía trên Long Mộ có một khe núi dài đến mấy trăm mét, muốn nó tự nhiên sụp xuống thì cũng không biết đợi đến ngày tháng năm nào. Chỉ có cách là đẩy nhanh tốc độ sụp lở của nó, biện pháp tốt nhất chính là dùng thuốc nổ tự tạo. Diệp Phàm cũng đã chuẩn bị, lần này làm ra thuốc nổ và kíp nổ như vậy, hắn còn đặc biệt mời cao thủ trong thôn chế luyện thành bánh. Đương nhiên, lúc đó hắn lấy cớ là dùng trong việc phá núi sửa đường,
hơn nữa trong quá trình này đúng là cũng dùng không ít. Tất nhiên, số lượng dùng hết bao nhiêu thì chỉ có Diệp Phàm biết, mấy bánh thuốc nổ còn dư lại thì đã cất giấu ở một nơi bí mật, đó chính là đòn sát thủ cuối cùng của Diệp Phàm. Chẳng qua nếu thực sự dùng đến chiêu này thì phải làm kín như bưng mới được, nếu không e là bản thân sẽ chết không có chỗ chôn ở thôn Đập Thiên Thủy. Hơn 1 vạn dân trong thôn, mỗi người chỉ cần một cước thì đủ để biến bản thân thành bột vụn giải đường. Hơn nữa ủy ban nhân dân thị trấn Lâm Tuyền cũng sẽ không vì bản thân mình ra mặt. Cho nổ phần mộ tổ tiên người khác là chuyện quá điên cuồng, cho người của ủy ban nhân dân cũng không ai dám đứng ra xin tha thứ. Bản thân Diệp Phàm vừa thử nghĩ hậu quả cũng đã cảm thấy da đầu lạnh toát. Vì sự yên bình của thôn Đập Thiên Thủy, vì sự thuận lợi của cuộc bầu cử, vì suy nghĩ lâu dài cho thôn, Diệp Phàm cũng chỉ có thể kiên trì chuẩn bị sẵn tư tưởng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, để xả thân. Đương nhiên hắn chỉ cầu mong sao cho ông trời đừng ép hắn đi vào chỗ cực đoan, dù sao mọi người Hoa Hạ đều thờ phụng tổ tông, thần linh, vào tiết thanh minh con cháu dù ở xa xôi đều trở về sửa sang lại phần mộ của tổ tiên, ông bà. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm đang muốn tìm hiệu trưởng Trương Gia Lâm hàn huyên một chút thì đột nhiên có một đứa bé gầy nhỏ ào vào như cơn gió, hét lớn. Tổ trưởng Diệp, xảy ra chuyện lớn rồi, mau. Nhìn thấy thằng nhóc chạy chân trần đến, thậm chí còn vấp phải đá chảy máu đỏ lòm, Diệp Phàm biết đúng là có chuyện khẩn cấp. Chuyện gì cháu cứ từ từ nói xem nào. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ có phải thùng thuốc súng đã bắt đầu bùng nổ hay không. Hôm qua mới bắt đầu công bố danh sách bầu cử mà hôm nay đã xảy ra chuyện, có trùng hợp thế không vậy chứ? Không còn kịp rồi, đi trước rồi hãy nói. Thằng nhóc quát. Tốt, đi. Diệp Phàm vội vàng đi theo thằng nhóc chạy ra ngoài, còn Lưu Chỉ Viện cớ không đi, Lý Xuân Thủy thì chạy sát theo sau, bộ ngực phập phồng như hai ngọn núi lửa nhưng lúc này Diệp Phàm cũng chẳng còn tâm tình thưởng thức. Trên đường Diệp Phàm định hỏi thêm một chút nhưng thằng nhóc chạy thở không ra hơi nói gì đến trả lời. Sau 15 phút đồng hồ, cả ba đã đến nơi phát sinh sự cố. Không được rồi. Chương 46, bàn tay đen. Trên bờ của thửa ruộng nước đứng đầy người, ước chừng phải có hơn 100 đang dùng gậy gộc loạn đả phát ra âm thanh chan chát dọa người. Thôn dân người thì cầm cuốc, kẻ cầm đòn gánh, thậm chí có người thuận tay vớ được hòn đá nhảy vào tham chiến. Bởi vì ruộng nước có chứa rất nhiều nước, nên nhiều nhảy cả vào trong đó đánh nhau khuấy cho bùn đất đục ngầu. Nước chảy ào ạt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Phàm còn tưởng đây là cảnh trong phim. Dừng tay, dừng tay. Diệp Phàm hét to từ xa nhưng không ai để ý đến hắn mà tiếp tục đánh nhau. Đoán chừng cuộc chiến sắp đi vào hồi kịch liệt bắt đầu có đổ máu, nếu để thêm chút nữa e không thể cứu vãn. Thằng cụ nó, nếu không dừng tay ông mày đè chết bọn rùa đất các người. Diệp Phàm như mãnh hổ xuống núi điên cuồng vận thuật dưỡng sinh hét to. Thuận tay chộp một cái đòn gánh trong tay một người bẻ ngang. Răng rắc, một tiếng, chiếc đòn gánh bằng gỗ tạp đã bị hắn bẻ thành 2 khúc. Đòn ngạnh khí công này vừa được biểu diễn thì làm cả hiện trường chấn động, mọi người ngơ ngác nhìn cây đòn gánh đã biến thành song thiết côn trong tay Diệp Phàm, trong lòng đều rét run. Cao thủ, tuyệt đối giống như đại hiệp trong phim. Tuy nhiên vẫn còn một nhóm nhỏ ở dưới ruộng nước vẫn còn giằng co, Diệp Phàm xông tới làm mấy đá mới dẹp yên. Bành bạch. Sau khi bị mấy cước đá cho văng lông lốc, rốt cuộc mọi người cũng dừng tay. Nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là ai khiêu khích? Diệp Phàm cũng chú ý không chú ý tới hình tượng văn nhã mà cứ thế gào lên. Đối với thôn dân Đập Thiên Thủy thì văn nhã phỏng có ích gì, bọn họ chỉ thích dùng quả đấm nói chuyện. Ngay cả mấy cô gái trong thôn tìm chồng cũng thích lấy suốt Schwarzenegger làm hình tượng, càng cường tráng càng tốt. Chỉ có Triển Lộ uy mãnh mới có quyền lên tiếng trong thôn. Hiện trường nhất thời im phăng phắc, từ một chỗ hỗn loạn thoáng cái thành chỗ an tĩnh vui chơi. Làm sao vậy, có loại người nào đánh nhau mà không có can đảm lên tiếng sao, hèn thế. Nếu ai không phải hèn nhát đứng ra xem nào. Những lời này của Diệp Phàm đặc biệt độc ác, chẳng ai muốn làm kẻ hèn nhát, đặc biệt là những người dân quê, vì thế hắn vừa dứt lời đã có 2 người đứng ra. Tổ trưởng Diệp, tôi tên là Ngô Tín Mãn, anh xem. Tôi bỏ rất nhiều công sức đào một cái ao nuôi cá giữa đồng. Gần đây trời không mưa nên mực nước trong ao càng lúc càng giảm xuống, vì thế mỗi ngày tôi đều phải gánh 10 mấy gánh nước từ trên khe núi đổ vào mới tạm giữ được. Vừa rồi tôi đi lấy củi trên núi trở về thì thấy Lý Kim Ngưu đang đào ao cá của tôi. Tổ trưởng Diệp, anh nhìn xem,
lỗ hổng này đã làm nước chảy ra tới 3 phần, không ít cá cũng vượt ra theo. Lý Kim Ngưu, trong lòng ngươi có thuốc chuột à? Đồ con rùa! Ngô Tín Mãn chỉ vào ao cá của mình, tức giận quát lên như sấm. Thả cái con mẹ ngươi ấy! Ông mày thấy cá bên trong ruộng nước lọt đi ra ngoài, có ý tốt mà giúp ngươi một phen lấp lại, ai ngờ đồ con rùa ngươi vừa thấy người thì đã đánh. Lương tâm cho chó ăn rồi có phải hay không? Lý Kim Ngưu cũng giận rung lên. Đừng cãi nữa. Diệp Phàm quát, trợn mắt nhìn hai người rồi cẩn thận quan sát lại ruộng nước. Hắn phát hiện ruộng nước của Ngô Tín Mãn ở phía trên còn ruộng nước của Lý Kim Ngưu ở phía dưới trồng khoai tây đã mọc lên cao, lập tức hiểu ngay là có người cố ý xuống tay. Hắn lập tức hỏi. Ngô Tín Mãn, khoai tây có chịu nước không? Chịu được một chút, nhưng nếu nhiều quá sẽ bị úng thối. Ngô Tín Mãn đáp rành rẽ. Vậy thì rõ rồi, trong ruộng của Lý Kim Ngưu trồng khoai tây không cần quá nhiều nước. Hắn đào ruộng nước của anh để nước chảy sang ruộng mình không sợ khoai tây chết hết à? Diệp Phàm nói. Hắn xấu bụng, nghĩ để cho chết hết cá của tôi. Khoai tây không đáng giá tiền, còn cá giống của tôi mất hơn 600 đồng mới mua được. Đây là tiền để dành một năm của tôi đấy, tổ trưởng Diệp, cậu phải làm chủ cho tôi. Ngô Tín Mãn ngây người vài giây rồi vẫn cứng miệng. Tôi không có đào, tôi vốn có lòng tốt. Lý Kim Ngưu phản đối. Tôi có ăn no cơm ấm cật đâu mà làm ra chuyện để cho khoai tây của mình bị thối đi. Ngô Tín Mãn, anh ngu vậy sao? Mẹ kiếp, đầu năm nay chưa làm việc tốt, làm một lần thì đã hỏng bét. Được rồi, Ngô Tín Mãn, anh vừa nói vừa đi lấy củi ngang qua thì thấy Lý Kim Ngưu đang đào ruộng nước của anh đúng không? Diệp Phàm hỏi. Đã nói tôi không có đào. Lý Kim Ngưu bất mãn hét toáng lên. Câm miệng, không có hỏi anh, hỏi ai người ấy nói. Diệp Phàm quát. Đúng vậy, tôi nhìn thấy hắn đang tháo nước, đồ lang sói, tim gan bị ăn hết rồi. Ngô Tín Mãn còn thuận miệng mắng một câu, cảm thấy chưa hết giận đã bị Diệp Phàm quát ngưng lại. Ngô Tín Mãn, anh không phải vừa nói nước của ruộng bên đã bị tháo đi 3 phần. Chỉ với lỗ hổng này anh có tin là chỉ trong mấy phút chảy được từng đó nước không? Diệp Phàm hỏi. Không thể. Ngô Tín Mãn nhìn lỗ hổng đáp ngay. Nếu không thì kết luận sau. Lỗ hổng là bị đào lúc anh đi lấy củi nhưng người này khẳng định không phải là Lý Kim Ngưu. Nguyên nhân thứ nhất là ruộng hắn ở ngay phía dưới, dễ khiến cho anh nghi nhất. Thứ hai nếu chính hắn đào sao còn muốn chặn lại, phải trốn rất xa mới đúng chứ, chắc là sợ khoai tây hỏng mất phải không? Diệp Phàm phân tích rất rõ ràng và có lý. Xem ra tôi trách lầm Lý Kim Ngưu rồi. Ngô Tín Mãn gãi đầu ngượng nghịu nói. Tổ trưởng Diệp, rút cuộc nước trong ruộng tôi không biết là do đồ con rùa nào tháo ra. Mẹ nó chứ, lương tâm vất cho chó ăn rồi à. Chuyện đó sẽ phải điều tra thêm, tuy nhiên nhìn thì tổn thất của anh cũng không lớn. Nước còn nhiều như vậy, cá chắc cũng không chạy mất bao nhiêu. Mọi người cùng nhau giúp một tay. Đổ thêm ít nước. Diệp Phàm vừa nói vừa tiến tới cầm một đôi thùng nhỏ đi gánh nước. Mọi người xung quanh cũng dần tản mát, theo Diệp Phàm gia nhập vào đội ngũ gánh nước, người trong thôn Đập Thiên Thủy tuy nói thô bạo nhưng tâm địa thật ra rất tốt. Đương nhiên cũng không thể tránh khỏi vài người xấu cố ý khiêu khích để mọi người kích động. Diệp Phàm vừa gánh nước vừa suy nghĩ, đoán chừng là có người muốn gây chuyện quấy nhiễu cuộc bầu cử để nó trục trặc hoặc thu lợi. Rốt cuộc là họ nhà nào làm? Nếu nhìn từ bên ngoài thì chắc là nhà họ Diệp vì tham gia ẩu đả vừa rồi là hai họ Ngô và Lý. Tuy nhiên cũng không loại trừ là do họ Trương cầm đầu những họ khác tiến hành, chuyện vốn không có chứng cứ nên rất khó xác định. Mẹ kiếp, hao tổn tâm trí a. Diệp Phàm thở dài, chắc là từ giờ thôn Đập Thiên Thủy sẽ càng lúc càng phức tạp. Vào lúc 5 giờ, Diệp Phàm thấy Diệp Kim Liên đang bận rộn trước bếp lò, vì thế ngồi xuống hỗ trợ nhóm lửa. Tình cờ lại thấy mắt của dì Diệp sưng mọng lên, đoán chừng là có chuyện thương tâm. Dì Kim Liên, dì lại nghĩ đến chuyện gì buồn rồi, người ta sống phải mở lòng một chút, ngày ngày đều sống vui vẻ là được rồi. Chuyện buồn đã qua coi như xong, có gì dì cứ nói cho cháu thử đỡ được chút nào không? Diệp Phàm khuyên nhủ. Không có, không có chuyện gì, cảm ơn tổ trưởng Diệp quan tâm. Diệp Kim Liên chấn động, sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên lập tức khôi phục trở lại, tránh sang bên cạnh rửa rau. Chương 47, ép cung. Diệp Phàm nghĩ trong lòng, nhưng người ta không chịu nói thì mình cũng không thể ép hỏi, liền nghĩ sang chuyện mà Phó Chủ tịch huyện Trương nhờ cậy chuyện lại hỏi tiếp.
Dì Kim Liên, cháu thấy hiệu trưởng Trương sao cứ buồn bã vậy nhỉ? Sao cứ thấy ngồi trước nấm mộ có khắc tên là Lý Tuyết Hoa nhỉ? Ai, nghiệp chứng a, chuyện này chỉ có dì là rõ nhất. Diệp Kim Liên thở dài nói. Hiệu trưởng Trương 19 tuổi tốt nghiệp trường sư phạm, sau đó được phân đến thôn Đập Thiên Thủy, 2 năm sau thì quen biết một đóa hoa trong thôn, chính là tuyết hoa của nhà họ Lý. Kỳ quái là lúc đầu hai người này cứ gặp nhau là gây lộn, cuối cùng lại yêu nhau. Tuy nhiên chuyện tốt này lại bị người nhà họ Trương không đồng ý. Tại sao? Diệp Phàm hỏi. Người họ Trương ở huyện thành có người làm to, vừa lúc chú út của hiệu trưởng Trương được lên chức, lúc đó hình như làm phó chủ tịch thị trấn Giác Lâm. Quan trọng nhất là nghe nói con gái cưng của một phó cục trưởng huyện thành nhìn trúng hiệu trưởng Trương. Hồi trẻ nhìn hiệu trưởng Trương rất đẹp trai, một bên là con gái cưng của một phó cục trưởng, bên kia là Lý Tuyết Hoa chỉ bất quá tốt nghiệp sơ chung, không có công ăn việc làm, người nhà họ Trương dĩ nhiên là nhìn không thuận mắt rồi. Vì vậy họ ủy thác cho chú út mà bây giờ là phó chủ tịch huyện Trương tới khuyên Gia Lâm. Lúc ấy chú út hắn cũng có ý tứ này vì nghe nói phó cục trưởng kia phụ trách tài chính của huyện. Nếu như Gia Lâm có thể cùng kết duyên với con gái cưng của phó cục trưởng thì sẽ là một trợ lực lớn cho chú út của hắn. Tuy nhiên Gia Lâm chỉ một mực lắc đầu, kiên quyết nói chỉ cần Lý Tuyết Hoa. Hắn còn nói là nếu như cả nhà không đồng ý thì suốt đời này sẽ ở tại thôn Đập Thiên Thủy. Chú út hắn nói mãi không thông liền dứt khoát gọi Lý Tuyết Hoa tới. Lúc ấy gì không biết y gọi Lý Tuyết Hoa làm gì, còn tưởng rằng là chú út của Gia Lâm có chuyện cần thương lượng với Lý Tuyết Hoa, vì thế nên bảo Lý Tuyết Hoa tới, ai ngờ chú út Gia Lâm khuyên Tuyết Hoa hãy rời bỏ Gia Lâm. Vì tiền đồ của Gia Lâm nên Lý Tuyết Hoa gạt nước mắt đồng ý. Bề ngoài cô ấy vẫn giữ liên lạc với Gia Lâm, không lâu sau Gia Lâm đi học bên ngoài. Được chừng mấy tháng thì cha của Lý Tuyết Hoa bị lâm bệnh nặng, cần gấp 2 vạn đồng để mổ. Đối với người dân thôn Đập Thiên Thủy chúng ta mà nói thì vào năm 88 năm, đừng nói là 2 vạn đồng, có muốn cầm 200 đồng cũng khó khăn, lương công chức một tháng cũng chỉ được 80 đồng. Tuyết Hoa cũng không nói cho Gia Lâm biết vì cô ấy biết Gia Lâm cũng chẳng xoay sở được. Cuối cùng trên huyện thành có một nhà giàu họ Trần, có đứa con trai tên là Trần Lợi Minh. Tất cả mọi người đều gọi gã là heo mập ngu vì đầu óc đần độn không cưới được vợ. Cũng không biết có ai mai mối mà lại biết tới Lý Tuyết Hoa, nhà họ Trần kia đáp ứng xuất ra 3 vạn đồng để cưới, nhà họ Lý đương nhiên đồng ý để có tiền chữa bệnh. Mọi chuyện được tiến hành rất nhanh, giấy kết hôn chờ nhà họ Lý nhận tiền xong sẽ viết. Còn Lý Tuyết Hoa vào ngày rước dâu thì khăng khăng bảo xe cô dâu dừng cách cầu Kim Tuyền của thôn Đập Thiên Thủy không xa, nói là muốn nhìn thôn một lần cuối. Ai ngờ thừa lúc không ai để phòng thì khóc gọi Gia Lâm rồi nhảy xuống. Ai? Lúc người khác kéo lên thì đã chết rồi, lúc thay quần áo còn phát hiện đã có mang chừng 5 tháng, đoán là con của Gia Lâm. Nhiệt duyên a, sau khi Gia Lâm học xong trở về nghe kể lại còn định vác dao tính sổ với tên ngốc nhà họ Trần, may mà cuối cùng được mấy đồng nghiệp kéo lại. Sau đó lại nghe nói Gia Lâm tìm đến chú út là phó chủ tịch huyện Trương hiện giờ làm ầm ĩ một trận. Từ đó ngay cả huyện thành cũng đều không về, mỗi ngày đều đến trước mộ của Lý Tuyết Hoa dành một chút thời gian để nói chuyện, rất nhanh đã đến tuổi 30, cha mẹ nói thế nào cũng không tìm người kết hôn. Tổ trưởng Diệp, cháu có quan hệ tốt với Gia Lâm thì khuyên nhủ nó đi nhé. Người chết cũng không thể sống lại, nếu cứ sầu não mãi thì chẳng hay ho gì. Diệp Kim Liên nói xong nước mắt cũng ứa ra, trong lòng Diệp Phàm cũng lặng đi, thầm thở dài. Ai? Không nghĩ tới thôn Đập Thiên Thủy lại có tình yêu cảm động như vậy. Nhiệt duyên a. Vào lúc 7 giờ tối, Lưu Chỉ thấy Diệp Phàm đi thăm nhà tộc trưởng họ Lý, còn Lý Xuân Thủy đi nhà họ Diệp, trong cung không có ai thì vội vàng chạy tới phòng của Diệp Kim Liên. Diệp Kim Liên, tối nay cô phải kể hết chuyện phát sinh hôm chủ tịch Ngô uống rượu say ở cung này. Nếu không sáng mai tôi trở lại thị trấn Lâm Tuyền sẽ báo lên cho chủ tịch Thái và sở trưởng Triệu. Hừ. Lúc đó cảnh sát sẽ không khách khí với cô đâu. Lưu Chỉ nói giọng độc ác. Lưu, cán bộ Lưu, tôi thật không biết gì hết, bỏ qua cho tôi đi, tôi xin cậu. Diệp Kim Liên bị dọa đến rơi nước mắt, thân thể run rẩy. Không có chuyện gì sao cô cứ xin tôi bỏ qua cho tôi, nhất định là có chuyện gì đó, nói nhanh đi đừng để đến ngày mai. Lưu Chỉ làm bộ dữ tợn. Cô có thể chưa biết. Ngày mai tôi sẽ trở về thị trấn Lâm Tuyền làm chủ nhiệm ban tổng hợp, nửa năm sau sẽ có thể lên phó chủ tịch thị trấn. Nếu như cô có thể đem chuyện chủ tịch Ngô nói cho tôi biết, sau này chủ tịch Thái có thể lo cho công việc của Nhược Mộng vào biên chế.
thử nghĩ những chỗ tốt này xem, sao cô còn do dự, đúng là ngu ngốc. Tôi thật sự không biết cái gì hết, cậu bảo tôi kể cái gì. Diệp Kim Liên lạnh rung, khóc ròng nói. Không nói có phải hay không? Lưu Chỉ bộc lộ bộ mặt hung ác, một phát bắt ngay tay của Diệp Kim Liên úp lên mặt bàn, Diệp Kim Liên đau ứa nước mắt, hô lên. Lưu Chỉ, cậu còn dám vô lễ với tôi thì để tôi chết cho cậu xem. Lưu Chỉ bị dọa cho sợ đến cuống quýt vội vàng buông lỏng tay, gã đúng là sợ nếu Diệp Kim Liên nghĩ quẩn tìm chết thì mình đúng là thảm. Tốt, cô được đấy, ngày mai chờ cảnh sát tới thu thập đi, mẹ kiếp. Lưu Chỉ nhổ tẹt một ngụm đờm rồi cút thẳng. Đêm khuya, từ phía sau hồi hậu cung truyền tới đừng trận khóc như bị đè nén, chẳng lẽ có oan hồn. Mẹ ở đâu? Phía bên rừng đột nhiên vang lên giọng của Diệp Nhược Mộng, trước kia Diệp Kim Liên có chuyện gì buồn đều chạy ra nấp sau đầu hồi, Diệp Nhược Mộng. Tối nay lúc đi vệ sinh ngang qua phòng mẹ mở cửa lại không thấy ai, đoán chừng mẹ cô lại chạy ra đó khóc. Con, không cần phải lại đâu, mau về đi. Diệp Kim Liên dừng tiếng khóc. Mẹ, cha mất nhiều năm như vậy rồi, mẹ cũng bớt buồn đi. Diệp Nhược Mộng nghĩ cha mình thì nghẹn ngào. Ai, thù cha con chưa báo thì mẹ chưa yên tâm được. Diệp Kim Liên thở dài nói. Mẹ, đừng nói gì nữa, chúng ta phải sống cho tốt, thù cha từ từ sẽ báo, tên xúc sinh đức quý kia rồi sẽ gặp báo ứng, con tin vào lẽ đời. Diệp Nhược Mộng căm hờn nói. Ai, người tốt sống không lâu, người xấu sống tiêu dao. Nhược Mộng, sau này con phải sống tốt hơn. Diệp Kim Liên lại nghẹn ngào. Mẹ, có chuyện gì nói cho con biết đi, có phải Lưu Trì lại tới hỏi cái gì? Diệp Nhược Mộng thiếu chút nữa kêu lên. Không có, không có. Diệp Kim Liên có chút khó nói. Mẹ không nói chứ gì, vậy để con đi gặp tổ trưởng Diệp, anh ấy là người tốt. Diệp Nhược Mộng ép hỏi. Chậm đã con, ai? Mẹ nói cho con biết, Lưu Trì vừa ép hỏi chuyện xảy ra đêm hôm chủ tịch Ngô uống rượu say trở về cung, mẹ sao có thể nói? Lưu Trì dọa báo lên chủ tịch Thái và cảnh sát đến bắt mẹ, lại chỉ cho mẹ thời gian 3 ngày, con à, mẹ số khổ, không còn mặt mũi. Ô ô, Diệp Kim Liên khóc to lên. Mẹ, ô ô, trong rừng truyền ra tiếng hai mẹ con khóc thút thít, nghe như tiếng quỷ núi làm người ta lạnh tóc gáy.